Chấm bài tương tác mọi người nha. Độ hàng chơi này con. Rồi tương tác lại tay lên cho em với nha. Đẹp. Chấm bài và tương tác mạnh tay lên cho em. Rồi hôm nay hàng về một lô siêu hot luôn, đẹp và cực kỳ rẻ nha. Rồi cố gắng tương tác mạnh tay và chia sẻ nhiệt tình lên giúp em nha mọi người nha. Là bên hội Hà Si mà ta không thấy cái like của ta luôn á. Không phải đi. Cố gắng chấm bài tương tác lên giúp em nha. Rồi em 2 giây phút thôi để bắt đầu em chia sẻ luôn nha mọi người nha. Chia sẻ rồi bắt đầu em lên luôn. Rồi tương tác mạnh tay và chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Mỗi chị cho em xin vài nút chia sẻ nha. Chia sẻ lên trang cá nhân và chia sẻ lên trên hội nhóm. Hôm nay em sẽ lên hàng new, hàng lướt gì cũng có hết. Nhưng mà giá thì siêu siêu rẻ luôn. Như cái áo em đang mặc đầu la em sẽ bán các chị với giá bao nhiêu ạ? 5x thôi nhá. Đầu la bán các chị với giá 5x áp dụng chia sẻ like. Các chị phải chia sẻ like nha mọi người nha. Cố gắng chia sẻ nhiệt tình lên cho em với nha mọi người nha. Cho em xin vài nút chia sẻ. Chia sẻ lên trang cá nhân và chia sẻ lên trên hội nhóm để chế độ công khai lên cho em. Trời ơi đẹp chưa? Một con áo cổ vuông tay phồng đầu la bán tặng các chị với giá 5x áp dụng chia sẻ like giúp em nha mọi người nha. Chia sẻ like nhiệt tình lên cho em nha mọi người nha. Chị nào đã chia sẻ và vào trong live của em rồi thì chào em một tiếng để em biết là các chị đang xem live nha. Cố gắng tương tác mạnh tay lên giúp em nha mọi người nha. Em cũng đang chia sẻ đây ạ, chia sẻ thêm 2 phút nữa rồi bắt đầu em lên tặng quà cho mọi người luôn nha mọi người nha. Rồi tương tác mạnh tay lên giúp em nha mọi người nha. Rồi tương tác lên giúp em với. Rồi em chào chị Nguyệt Trần, chào cảm ơn chị Viên Mã đã là người chia sẻ nha. Cảm ơn mọi người, tương tác mạnh tay lên cho em chia sẻ để tìm nó đỡ bị ẩn comment hơn nha mọi người nha. Tỷ lệ mà những cái chị mà tương tác tốt thì nó sẽ bị đỡ bị ẩn comment hơn rất nhiều so với mấy chị ít tương tác nha. Nên các chị cố gắng tương tác lên giúp em với nha mọi người ơi. Tương tác mạnh tay và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Để em chỉnh lại chút. Rồi, em chào chị Tăng Huệ này, chào mọi người. Chia sẻ lên giúp em nha. Em chào chị Hồ Hoa. Rồi cố gắng chia sẻ mạnh tay lên nha mọi người ơi. Chia sẻ mạnh tay lên giúp em nha. Cố gắng cho em xin vài lần chia sẻ đi các chị. Chia sẻ lên trang cá nhân và chia sẻ lên trên hội nhóm giúp em nha mọi người nha. Chia sẻ hết lên giúp em với. Rồi tương tác mạnh tay lên giúp em nha mọi người. Em chào chị Phạm Thìn, em chào chị Mizin. Rồi, chào, chấm bài tương tác nâng view lên cho em một chút xíu nha. Để bắt đầu em lên luôn đây mọi người ơi. Lấy về thêm ít hà thanh lý bắt đây. Ra vậy rồi nha. Bên hội hàng si các chị có thấy em không mọi người ơi? Bên này các chị có thấy em không ạ? Thế em thì chấm bài và tương tác lên cho em còn không thấy cái bài viết của em luôn á, bên hội Hàn Si này. Rồi mọi người thấy em thì chào em một tiếng nha mọi người nha. Tương tác mạnh tay và chia sẻ nhiệt tình lên giúp em nha. Hôm nay nó bị ẩn comment rất là nhiều luôn, bây giờ em phải lọc lại em coi lại comment luôn đó mọi người. Rồi cố gắng tương tác lên cho em nha. Bình luận trực tiếp. Không có thấy bên comment bên này.
Rồi em chào chị Lê Nguyễn. Rồi chào tất cả mọi người. Rồi chị nào thấy em rồi thì chào em một tiếng nha mọi người nha. Chào em và tương tác lên giúp em nha mọi người nha. Tương tác mạnh tay và chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với. Rồi Đào Lan tặng các chị một con màu đỏ cho nó may mắn nha. Một con màu đỏ cho nó may mắn. Cái này size SM mặc vừa cho em nha. Con tặng em tặng các chị Đào Lan hàng 4 tà luôn nha mọi người nha. F mặc vừa cho em 40-48 con mặc vừa lên cho mã đỏ em tặng các chị Đào Lan với giá 19k áp dụng chia sẻ like giúp em nha. Cố gắng chia sẻ like cho em nha mọi người nha. Nâng view lên giúp em một tí size S nha. 40-48 con mặc vừa. Nhanh tay chốt cho mã đỏ em tặng các chị với giá 19k áp dụng chia sẻ like nha mọi người nha. Rồi em chào chị Ngọc Diễm, em chào chị Tăng Huệ. Mọi người cố gắng tương tác để khỏi bị ẩn comment nha. Cố gắng tương tác lên giúp em nha mọi người nha. Không thấy comment của ai chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với. Rồi lên nhanh tay cho mã đỏ giúp em nha. Tặng các chị với giá là 79k mọi người ơi. 79k nhanh 19k sorry các chị bị liệu. Rồi lên cho mã đỏ 19 giúp em nha. Đỏ 19 kèm số điện thoại cho em ạ. Em chào chị Bích Hạnh, em chào chị Nguyễn Thị Hiền. Rồi một con áo dài siêu đẹp như thế này, chị nào size S thì chốt nha. Em chào chị Soi Nguyễn nè. Lên liền cho mã đỏ cho em nha. Rồi mã đỏ 19k kèm số điện thoại cho em ạ. 40-48 cân mặc vừa. Nâng view lên cho em một chút xíu nha mọi người nha. Chia sẻ và nâng view lên cho em với. Nhung viết cho chị cho anh nhé. Rồi lấy comment nhanh tay cho em nha. Rồi chốt cho là mã đỏ 19k kèm số điện thoại cho em ạ. Chốt hàng mã kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi chào cô Nga Bích nè, còn chưa cho vô nữa, đi đâu đây lang thang nữa. Rồi tương tác mạnh tay và chia sẻ nhiệt tình lên giúp em nha mọi người nha. Rồi con này ạ, một con siêu đẹp luôn. Hàng này là hàng mới cho em 100% giúp em nha. Rồi con này dành chị nào size M cho em ạ. Size M 50 cân đổ lại là mặc vừa giúp em nhá. 50 cân đổ lại mặc vừa, cổ vuông tay bồng siêu đẹp luôn. Rồi đầu like em bán tặng luôn các chị nha mọi người nha. Đầu like em bán tặng các chị luôn này. Con này không biết có size không ạ. Cố gắng tương tác mạnh tay và chia sẻ nhiệt tình lên giúp em nha mọi người nha. Rồi con này em bán tặng đầu like cho các chị nhá. Bán tặng đầu like. Cái gì 004 sao vậy? 0268 10 470 420 đúng. Rồi con này em bán tặng các chị 59k đầu like nha, áp dụng chia sẻ like. Chị nào không chia sẻ không chốt nha. Rồi lên nhanh tay cho em ạ. À, mã tặng 59 kèm số điện thoại cho em nha. Chị nào size dưới 52 cân đổ lại mặc vừa, tặng 59k áp dụng chia sẻ like. Chị nào chia sẻ like có chốt đơn, còn chị nào không chia sẻ like không chốt được đơn đâu mọi người nha. Bán tặng luôn, em chỉ đúng lời hứa là em bán cái áo em mặc vừa cái giá 5x 59k nhá, ở đâu mua được nhá, hàng mới 100% cho em nha. Tay phòng cổ vuông lên đúng mã cho em ạ. À, mã tặng nha mọi người nhá. Không trả lời comment à, em không thấy comment luôn á mọi người. Rồi cố gắng tương tác nha mọi người nha. Chị nào hiện mình là người chia sẻ để em chốt đơn nha. Tặng 59k kèm số điện thoại, bị ẩn comment không thấy á mọi người. Không phải là em không có để trả lời comment đâu, em thấy thì em sẽ trả lời liền nhá. Rồi tặng 59k kèm số điện thoại giúp em nha. Chị nào size M size, nói chung 52 cân đổ lại mặc vừa. Rồi chốt liền cho mã tặng 59k kèm số điện thoại và hiện mình là người chia sẻ nhá, một con duy nhất. Rồi tặng 59k chị nào lấy chốt nhanh tay cho em nha mọi người ơi. Rồi cố gắng chấm bài tương tác chia sẻ nhiệt tình để khỏi bị ẩn comment nha. Chấm bài tương tác nhiệt tình lên cho em nha. Hàng mới 100% mà em bán bao nhiêu ạ? Cỡ 5969 tặng hết cho các chị. Thì các chị còn gì phải suy nghĩ nữa. Một em chất vải hàng chơi siêu đẹp luôn. Xinh chưa? Rồi con này size S 40-48 cân. Cái này giống kiểu là bị ẩm nước. Rồi để em nha. Rồi tặng 59k em chúc cho chị Triệu Nụ là người đầu tiên nha. Tặng 59k em chúc Triệu Nụ là người đầu tiên. Rồi con này size S nhưng mà em nghĩ là size M ok. Tại vì chất vải có độ co giãn nha. Trời ơi mặc thích lắm mọi người ơi. Thật sự luôn. Con này về mặc không đẹp bao hoàn tiền luôn cho các chị luôn. Rồi con này em tặng luôn các chị 69k lên cho mã tặng 69 cho em nha. Rồi con này 40-50 cân mặc vừa cho em, eo tầm 72 độ lại mặc đẹp, chất vải có độ co giãn giúp em nha. Rồi lên cho mã tặng 69 giúp em nha. Hàng mới 100%, hàng em bóc vịt ra mới 100% như thế này là các chị yên tâm nha, không ở đâu có giá rẻ hơn. Rồi lại comment nhanh tay cho mã tặng 69 cho em, chất vải là chất vải lụa Hàn Châu. Cố gắng hiện mình là người chia sẻ mọi người nha. Em chào chị Lương Nguyệt, chào mọi người, cố gắng tương tác và hiện mình là người chia sẻ lên giúp em nhá.
Rồi lại comment nhanh tay cho mã tặng 69 cho em. Trời ơi, màu ở ngoài nó đẹp xuất sắc luôn. Và cái chất vải của nó không chê vào đâu được luôn nhá. Rồi lại chút nhanh tay cho mã tặng 69 kèm số điện thoại. Hiện mình là người chia sẻ lên cho em nhá. 40 48 cân là mặc vừa cho em ạ. 40 đến 48 cân mặc vừa. Bên này không thấy comment luôn đó chị nào này. Rồi các chị có thể là qua bên trang web chính của em là Trần Thị Huệ Shop nha. Rồi lại comment nhanh tay cho mã tặng 69 các chị ơi. Cố gắng tương tác lên giúp em nha. Tặng 69k kèm số điện thoại. Trời ơi, cái mẫu này mà các chị không chốt thì không biết tên chốt mẫu nào. Cố gắng chia sẻ like cho em nha. Cố gắng chia sẻ like lên giúp em. Rồi tặng 69k kèm số điện thoại. Và hiện mình là người chia sẻ lên cho em nha. Rồi lên các chị một con hoa vàng siêu đẹp luôn. Rồi con này dành chị nào ạ? 40-48 cân là mặc vừa giúp em nha. Rồi cái này mẹ mặc cũng được, dâu mặc cũng được, trẻ mặc cũng được, nói chung là ai mặc cũng được cho em nha. Nhưng mà nó là size nhỏ. Rồi ạ, hàng lưới 4 tà cho em nha mọi người nha. Lấy chốt nhanh tay cho mã hoa vàng tặng đầu la các chị bao nhiêu ạ? 59k, nhanh tay chốt các chị ơi, không có cái giá này đâu. Tại vì size nhỏ em tặng vào đầu la luôn. Lên nhanh tay cho mã với hoa vàng 69 nhá. Chị nào 40-48 cơ mặc vừa, hàng tà váy cho em nha. Hoa vàng 59k. Ai lấy chút nhanh tay cho mã hoa vàng cho em nha. Em trả các chị với giá là 59k nha mọi người nha. Cố gắng tương tác mạnh tay và chia sẻ nhiệt tình lên giúp em với nhá. Rồi mã hoa vàng 59 chị nào lấy chút nhanh tay cho em nha. Chị Hoa Lan Nguyễn chưa hiện mình là người chia sẻ nè. Mọi người ơi cố gắng hiện mình là người chia sẻ để được chốt đơn mọi người nha. Phải hiện mình là người chia sẻ thì mới chốt đơn được. Rồi lên các chị một con đen kim sa size L. Tương tác mạnh tay lên giúp em, nâng view lên giúp em đi mọi người ơi. Chia sẻ để được chốt đơn nha. Rồi em chốt chị Hoa Lan Nguyễn cho em xin vài nút chia sẻ ở chế độ công khai để hiện mình là người chia sẻ nha mọi người nha. Rồi mã đen size L cho em nha mọi người nha. Tặng các chị ạ, 39k đen size L. 50-55 cơ mặc vừa lên cho mã đen phối nhá. Phối đỏ đen kim size như thế này. Size L 50-55 cơ là mặc vừa lên cho mã đen size L tặng các chị với giá. Rồi ạ, tặng 69k size M là cái gì? Rồi lại chút nhanh tay cho mã tặng nhá. Mã tặng đen cho em ạ, 39k size L. 50-55 cơ là mặc vừa giúp em nha. 50-55 cơ mặc vừa lên cho mã đen size L cho em nha. Tặng các chị với giá 39k. Mã đen size L tặng các chị với giá 39k nha. Cố gắng tương tác mạnh tay và chia sẻ nhiệt tình lên giúp em nha mọi người nha. Rồi con này cho em ạ, em có một cái mẫu. Em có một cái mẫu này. Cố gắng chấm bài và tương tác lên giúp em nha. Rồi lên các chị một cái mẫu cổ bèo này. Cổ bèo tay bồng. Cổ bèo tay bồng cho em nha. Con này dành chị nào size 2XL. 60-65 cơ mặc vừa cho em nha. Tay bồng cổ bèo giống như cái mẫu đầu em mặc nhá. Nhưng mà con này là cổ bèo nha mọi người nhá. 60-65 cơ mặc vừa lên cho mã hoa trắng giúp em nha. Rồi mã hoa trắng cho em nha. Cái này em vẫn đang áp dụng đầu lai nha. Em tặng các chị đầu lai 79k. Hoa trắng size 2XL. 60-65 cơ là mặc vừa cho em nha. 60-65 cơ mặc vừa. Rồi cố gắng tương tác mọi người ơi, nâng view lên giúp em nha. Rồi lấy comment cho mã hoa trắng giúp em nha. Tặng các chị với giá là 79k. Chị nào size 2XL 60-65 cân là mặc đẹp cho em nha. Cổ là cổ bèo và tay là tay bồng cho em ạ. Lên cho mã hoa trắng giúp em nha. Tặng các chị với giá 79k. Hoa trắng 79k kèm số giúp em mọi người ơi. Tương tác mạnh tay lên cho em nha mọi người. Lên cho mã hoa trắng 79. Hoa trắng 79k kèm số nè. Ủa sao mà cái view em không hiểu nổi, cái bếp bữa nay nó bị sao hết ạ. Các chị có thấy em không mọi người ơi? Thấy em thì cố gắng tương tác nha. Trời ơi, lên một em hoa nhí size L. Hàng mới 100% em bóc từ trong bịch ra luôn nha mọi người nha. Rồi hoa nhí size L cho em ạ. Chấm bài và tương tác lên cho em nha mọi người nha. Nâng view cho em tí không thôi là em phải thoát ra vô lại thôi các chị. View không thể lên nổi luôn đấy. Rồi con này cho em nha. Rồi con này dành một con cách tân 50 cân đổ lại mặc vừa lên cho mã cách tân. Em tặng các chị 19k. Tặng 19k, tặng cho hết luôn. Rồi lên cho mã cách tân tặng các chị 19k, 50 cân đổ lại mặc vừa lên cho mã cách tân. Rồi tặng luôn các chị 19k lên cho mã cách tân 19. Mã cách tân 19 giúp em nha, cách tân 19. Rồi bi đỏ. Bi đỏ em tặng luôn các chị 10k. Rồi size M cho em nha, bi đỏ em tặng luôn các chị 10k. Cố gắng chấm bài tương tác nha mọi người nha. Nó, Facebook nó bóc tương tác quá luôn. Rồi bi đỏ cho em, bi đỏ size M tặng luôn các chị 10k, áp dụng chia sẻ like giúp em với mọi người. Rồi ạ, à, cách tân 19k cho chị Thanh Hoàng. Cố gắng hiện mình là người chia sẻ lên cho em. Rồi bi đỏ 10k, 50 cân đổ lại mặc vừa chút cho em là mã bi đỏ cho em nha. Rồi 10k luôn nha mọi người nha. Rồi cố gắng tương tác mạnh tay và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Một con áo nam
Rồi áo nam resize nha mọi người. Áo nam resize bao nhiêu ký mặc cũng ok. Rồi lên cho mà áo nam tặng luôn các chị 19k. Áo nam tặng luôn 19. Lấy comment nhanh tay cho mà áo nam tặng luôn các chị 19k. Cố gắng tương tác mạnh tay và chia sẻ lên cho em mọi người ơi. Rồi lên các chị một con hoa về size M mặc vừa, dưới 50 cân mặc vừa cho em nha. Tặng các chị 29k luôn. Lên cho mã hoa vàng 19. Rồi ạ, cố gắng hiện mình là người chia sẻ mọi người ơi, tương tác mạnh tay nha. Không thấy comment. Rồi lại comment cho mã hoa vàng cho em, size S size M mặc vừa cho em nha. Rồi 29k. Hoa vàng 29k kèm số điện thoại cho em nha mọi người ơi. Rồi chị nào thấy em rồi thì chấm chấm và tương tác lên cho em để em thấy các chị nha. Rồi con này một con đá xanh size M, 50 cân độ lại là mặc vừa giúp em. 50 cân độ lại mặc vừa đẹp chưa, xanh cốm cho em nha. Rồi mã hoa vàng của chị màn ảnh nhỏ, mã hoa vàng 29k chị màn ảnh nhỏ. Rồi đá xanh tặng luôn 29k. Đá xanh size M 29. Đá xanh size M tặng các chị 29k. Cố gắng tương tác nha. Rồi con này đá hồng size M, trời ơi, tặng luôn 29k. Đá hồng size M em tặng luôn 29k. Chị nào lấy comment nhanh tay cho em nha. Chốt hàng mã kèm số điện thoại cùng một dòng nha mọi người nha. Rồi em còn đá xanh, em còn đá hồng. Dạ có hết đó các chị, từ từ em lên hết nha. Rồi cách tân 40-48 cây mặc vừa cho em ạ. Đá xanh của chị Timi Mạnh. Rồi còn đá hồng 40-48 cây mặc vừa nha. Rồi lấy comment cho mã gấm đỏ. Áo nam 19 của chị Thanh Hoàng. Đá hồng của chị Liên Nguyễn, ok. Rồi ai lấy chốt nhanh tay cho mã gấm đỏ tặng luôn 19k. Gấm đỏ tặng 19k. Chị nào lấy chốt nhanh tay nha. Phải hiện mình là người chia sẻ giúp em nha. Trời ơi, trắng size L này đẹp chưa. Trắng size L 19k. Trắng họa tiết gấm vân gấm gấm như này nha. Đẹp không? Rồi lấy comment cho mã trắng size L cho em. Đá xanh em hết, đá hồng em hết. Rồi lấy comment nhanh tay cho em ạ. Mã trắng cho em nha. Xả luôn các chị 19k. Trắng size L 50-55 cơ mặc vừa trắng size L 19. Chị nào lấy chút nhanh tay cho em ạ. Trắng size L xả các chị 19k. Mã trắng của chị Lan Thanh. Trắng của chị Lan Thanh. Cố gắng chốt hàng đủ đơn giúp em nha. Chị fan sau. Rồi cách tân hồng cho em xả luôn 19k. Dưới 50 cân mặc vừa lên cho mã cách tân hồng. Em xả các chị với giá 19k mọi người ơi. Dạ rồi lấy comment cho mã cách tân hồng cho em nha. Dưới 50 cân mặc vừa lên cho mã cách tân hồng. Em xả các chị với giá 19k. Mã trắng em hết rồi mọi người. Rồi cách tân xanh cho em ạ. Cách tân hàng 4 tà cho em nha. Rồi con này size M. Dưới 50 cân đổ lại mặc vừa lên cho mã 4 tà. Xả luôn các chị 29k. Cố gắng tương tác nha. Đầu là em bán quá là rẻ, bán giá là giá tặng nha. Nên cố gắng phải tương tác nha mọi người nha. Hoa vàng em hết lâu rồi. Rồi 4 tà 29 giúp em dành chị nào size M 50 cân đổ lại mặc vừa. 4 tà 29k. Rồi chị nào lấy chút nhanh tay cho mã 4 tà giúp em nha. Tương tác mạnh tay lên cho em với nha. Rồi con này size L, hồng ngọc size L cho em nha. Hồng ngọc size L 29. Hồng ngọc size L cho em ạ, xả các chị 29k. Nhanh tay chốt cho em size L là 50-56 cân. Nói chung các chị mặc quần áo size gì thì chốt size đó cho em. Chờ cái áo em mặc chất vải cực kỳ dễ chịu luôn. Rồi ạ, mã vàng em hết. Rồi mã 4 tà của chị Hoa Lan Nguyễn. Cố gắng cho em xin vài nút chia sẻ nhá. Hồng ngọc size L xả các chị luôn 29k. Hồng ngọc size L 29. Chị nào lấy chút nhanh tay cho em nha. Hồng ngọc size L 29k. Tương tác lên giúp em mọi người ơi. Sáng của chị đổi nhầm ý. Có một cái 20 mấy ngàn sao em gửi được rồi. Chị Hoa màn ảnh nhỏ là sao? Vậy hả? Rồi ok. Rồi nhung size L cho em nha mọi người nha. Nói chung bây giờ có cái gì em lên cái đó nha mọi người ơi. Tại vì cái giá này là giá tặng rồi nha. Rồi cái này lên cho mã nhung cho em ạ. Em tặng luôn các chị ạ. 40.000 nhanh tay. Trời ơi nhung 40 xả tặng rẻ như cho luôn. Nhung 40 áp dụng chia sẻ like giúp em đi mọi người ơi. Áp dụng chia sẻ like nha. Rồi mã hồng ngọc, hồng ngọc, hồng ngọc của chị Lan Thanh. Em còn mã nhung. Rồi một con màu vàng mỡ gà size S thôi. 40-48 con mặc vừa lên cho mã mỡ gà xả luôn các chị 30.000. Mã mỡ gà em xả luôn các chị 30. Chị nào lấy nhanh tay thì chốt cho em nha. Mỡ gà em xả luôn các chị 30k. Chị nào size S thì chốt. Rồi mỡ gà 30. Ai lấy chốt nhanh tay cho mã mỡ gà cho em nha. Rồi bi đỏ em còn con xả luôn các chị 10k. Bi đỏ em còn một con em xả luôn các chị với giá 10k. Chị nào lấy comment cho mã bi đỏ cho em nhá. Dưới 50k đổ lại mặc vừa bi đỏ xả các chị 10k. Rồi tương tác mạnh tay và chia sẻ nhiệt tình lên giúp em nha mọi người nha. Nhung 40 Lương Nguyệt. Cố gắng chốt đủ đơn cho em 80k trở lên em đi đơn nha mọi người nha. Rồi hồng đá. Hồng đá cái này size M 50k đổ lại mặc vừa cho em. Đẹp chưa? Xả các chị luôn ạ 40k. Hồng đá 40 cho em nha. Nhung size L nghe nha mọi người, nghe kỹ size cho em like nhanh nhưng mà em nói rất đầy đủ luôn. Các chị nghe kỹ nhá.
Rồi cái này hồng cái này lên cho em mã hồng đá size M 50 cân đổ lại mặc vừa cho em ạ. Rồi tặng các chị 40k luôn nha. Liên kết rất là nhiều luôn. Hồng đá size M em xả luôn các chị 40. Chị nào lấy chút ngay tay cho em nha. Hồng đá size M. Tương tác mạnh tay lên cho em mỡ gà của chị Hà Nguyễn. Chủ đơn cho em 80k nha. Rồi cách tân gấm trắng nè mọi người ơi. Lên cho mã cách tân. Rồi 50 cân đổ lại mặc vừa chốt cho mã cách tân cho em. Xả luôn các chị 20k luôn. Trời ơi. Này là tặng nha. Chứ đừng có so sánh với cái những cái like khác mọi người nha. Cái line này là gặp cái gì em tặng cái đó nhá. Rồi lên cho mã cách tân xả các chị 20k. Cách tân em xả 20. Chị nào lấy chút liền cho em nha. Rồi lên các chị một con loang màu. Rồi cố gắng tương tác mạnh tay lên cho em nha. Loang màu size M. Tầm 50 cân đổ lại mặc vừa cho em size M nhá. Rồi lấy chút cho nhanh tay cho mã loang màu giúp em nha. Đẹp không? Rồi mã loang màu cho em nha. Rồi 30k luôn. Loang màu 30. Cố gắng tương tác nhiệt tình lên cho em nha mọi người ơi. Loang màu 30. Rồi comment nhanh tay cho em mã loang màu cho em nha. Xả các chị với giá 30k. Rồi một con hồng xe S nè. Hồng xe S 40-48 cân là mặc vừa cho em nha. Xả các chị ạ 19k. Hồng xe S em xả các chị với giá 19k. Nhanh tay chốt cho em mã hồng xe S nha. Hồng xe S nha mọi người ơi. Cái giá này là cái giá tặng luôn nha mọi người nha. Thật sự chẳng lẽ em đi cho không các chị thôi. Thật sự cái giá này mười mấy ngàn một cái áo dài đâu ra. Lấy vô không có đâu nha. Lấy comment cho mã hồng 19 nhá. Hồng 19 của chị Thanh Hoàng. Rồi xanh cho em ạ. Xanh size 50 cân đổ lại mặc vừa lên cho mã xanh 19k. 50 cân đổ lại mặc vừa lên cho mã xanh giúp em nha. Xả tạ các chị với giá 19 ạ. Xanh 19k mọi người. Xanh 19k. Rồi lọt vào một em sườn xám siêu đẹp luôn. Con này dành chị nào size M. Xinh lắm luôn nha mọi người nha. Cái tay của nó nè. Rồi sườn xám giúp em nha. Sườn xám cho em nha. Xả luôn các chị ạ. Hồng xe S hả? Wow, hồng xe S hả? Em hết rồi. Rồi lấy comment nhanh tay cho em ạ. Lên trên là mã sườn xám cho em ạ. Tặng các chị 30 nghìn luôn. Sườn xám 30 rẻ như cho luôn nha mọi người nha. Hàng 2 lớp. Rồi sườn xám size M 30k. Chị nào lấy chút nhanh tay cho mã sườn xám cho em nha. Size M em xả các chị với giá 30. Rồi cố gắng tương tác mạnh tay lên cho em. Tìm được đông view lên lên 100 view được. Em bắt đầu em xả hàng new luôn cho các chị nha. Sườn xám của chị Thủy Phan. Hoa xe S này xả luôn 30. Hoa xe S em xả các chị 30k nha. Nâng view lên cho em 100 view thì em bắt đầu mới lên hàng new được mọi người. Tại vì hàng new hả, hàng new là em bán cũng lỗ kinh khủng luôn. Mà em bán cái giá siêu rẻ luôn mà các chị ít quá không bán được nha. Rồi lên cho mã hoa, hoa xe S xả các chị 30k. Hoa xe S của chị Trần Hằng. Hoa xe S của chị Trần Hằng cố gắng tương tác nha mọi người nha. Rồi 4 tà. 4 tà size M cho em nha. 4 tà size M này. Tặng các chị bao nhiêu ạ? 59 ngàn. 4 tà size M xả luôn 59 ngàn. Hàng mới lắm luôn ấy. Rồi 4 tà size M em xả luôn 59 ngàn. Chị nào lấy chốt ngay tay cho em nha. Cố gắng hiện mình là người chia sẻ lên cho em. Bữa nay cái bếp của em nó bị bóc tương tác quá. Nên nhiều khi là phải xả lỗ để lấy tương tác thôi. Rồi ạ, mã 4 tà của chị Hiền Lương Trần. Cố gắng chốt hàng đủ đơn. Hoa xanh size S xả 30. Hoa xanh size S em xả các chị 30k. Rẻ không? Rẻ như cho luôn nha mọi người nha. Hoa xanh size S em xả các chị 30k. Rồi chị nào lấy comment nhanh tay cho em ạ. Hoa xanh size S xả 30 nha. Rồi hồng size S nè, xả luôn 30 ngàn. Hồng size S cho em nha. Hoa xanh size S nè, cho chị Trần Hằng. Hồng size S 30k. Chị nào lấy chốt cho em, hôm nay chị nào size S M thì trúng mánh luôn nhá. Ai lấy comment cho mã hồng size S xả luôn 30. Rồi lên các chị một con vàng siêu đẹp, siêu mới luôn. Rồi vàng giúp em nha. Rồi con này bị dính dơ một tí cũng xả luôn các chị size M. Vàng size M em xả luôn 30k. Cố gắng tương tác mạnh tay lên cho em nha mọi người nha. Cái mã 4 tà là em hết rồi, hoa xanh em hết. Rồi mã vàng size M em xả luôn các chị 30 nghìn. Vàng size M em xả luôn 30 nghìn nha. Vàng size M này. Vàng size M của chị Liên Nguyễn này. Vàng size M của chị Liên Nguyễn nha. Cố gắng tương tác lên giúp em nha mọi người nha. Cố gắng tương tác lên giúp em ạ. Trắng trơn size S 40-48 con mặc vừa lên cho mã trắng trơn xả luôn các chị 19 nghìn. Trắng trơn size S nha. Vàng size M em hết rồi. Trắng trơn size S em xả các chị 19k. Trắng trơn size S ạ. Dành chị nào 40-48 cân mặc vừa cho em nha. Trắng trơn size S em xả các chị với giá là 19k mọi người nha. Xả các chị 19k. Em lên xả cho các chị một cái cục hàng new mà em không biết là size gì. Để em coi có size không. Rồi cố gắng tương tác mạnh tay lên cho em nha mọi người nha. Vàng size M em hết rồi. Trắng của chị Lan Thanh nè. Chị nào lấy trắng nữa thì chốt cho em nha. Rồi con này cho em ạ, beo đen. Để em lên các chị con này cho các chị xem. Đẹp lắm luôn nhá. Beo đen này em có size S, size M và size L. Không biết là có hay không hay chỉ có một cái thôi. Rồi tương tác mạnh tay lên cho em nha. Mã trắng em hết rồi mọi người. Mã trắng em hết rồi nha. Trắng em hết rồi mọi người ơi. Cái chất vải nó bao xịn sò cho mọi người nha.
Rồi beo đen kèm size SML giúp em nha. Beo đen này em thấy chị Phạm Hoàng Yến nhưng không thấy chị comment một cái gì luôn. Từ nãy giờ em không thấy chị chốt cái gì luôn á. Trời ơi sao nó bị ẩn dữ trời. Rồi lại comment cho mã beo đen hàng mới 100% như thế này. Tặng các chị 69k. Nhanh tay chút cho mã beo đen kèm size cho em nha. Size S, size M và size L chất vải này. Mơ luôn, giống như cái áo của em đang mặc. Form y chang luôn nha mọi người nha. Nó từ một xưởng mà ra luôn. Rồi lại comment cho mã beo đen kèm size hàng mới 100%. Beo đen hay bi đen gì cũng được nha. Rất là đẹp luôn. Lên cho mã beo đen kèm size S, M, L. Số lượng rất là ít. Kèm size giúp em 69k thôi mọi người nha. Size L này. Thế chị cỏ mây. Rồi chỉ có vài con thôi. Chị nào nhanh tay thì được 69k. Size S, M, size L. Rồi beo đen size L này. Chị Nguyễn Thị Thanh Dung. Kèm size vô giúp em. Không có size em không chốt được đâu nha mọi người nha. Rồi có SML chị nào lại chốt nha. Beo đen kèm size cho em ạ. Beo đen Mỹ Lan chương size L ok này. Rồi chị nào lại chốt nhanh tay cho em nha. SML. SML chất vải không đẹp không lấy tiền mọi người nha. Không đẹp không lấy tiền. Rồi lên cho em ạ. Beo đen này size M. Hiền Lương Trần. Beo đen chị chốt. Rồi ok này em chốt chị Phạm Hoàng Yến. Chị chốt size gì chị Phạm Hoàng Yến ơi. Chị chốt size gì ạ. Beo đen này em chỉ còn size beo đen chị Phạm Hoàng Yến chốt size gì mọi người lấy comment cho em size L chị Phạm Hoàng Yến này. Size L là cái con chị cầm. Em có một con size S, một con size hai con size S nữa thôi mọi người ơi. Em chỉ còn hai con size S nữa thôi, chị nào size S thì chốt cho em nha. Beo đen chỉ có hai con size S thôi. Chị nào không được đọc tên là không có đơn đâu mọi người. Cố gắng tương tác nha. Chở 69k một cái áo như thế này. Nó đẹp xuất sắc như thế này, em chỉ còn hai con size S thôi mọi người. 40-48 cân nha. Em hết size S, em hết size M rồi. 40-48 cân mặc vừa lên cho em nha. Beo đen size S mọi người, còn đúng hai con size S là bị tồn lại. Xả các chị với giá 69k. Lên đúng mã cho mã beo đen S cho em nha. Rồi 69k. Beo đen S 69 mọi người. Ai lấy chốt cho em nha. Trời ơi, cái con vàng ngọc này đẹp quá này. Vàng size M này. Rồi 39. Vàng size M 39 chị nào nhanh tay chốt cho em. Mã vàng size M em xả các chị 39k. Không đẹp không lấy tiền nha. Beo đen em chỉ còn size S thôi. Chị nào được đọc tên chị nào có đơn mà không được đọc tên là không có đơn đâu mọi người nhá. Rồi ai lấy comment cho em nha. Size S thì chị Phạm Hoàng Yến này. Rồi ok ạ. Rồi ạ, beo đen S nè. Hai cái hả? Chị Trần Mỹ Trang ơi, một cái được không chế yêu ơi. Một cái này để em coi em có thì em lấy thêm cho chị nhá. Rồi cho chị Trần Mỹ Trang đi. Beo đen này nó lại khác đi. Mỗi họa tiết nó khác đi một tí á. Các chị đợi em một tí, hôm nay em xả rất là nhiều. Mã vàng này của chị Timmy Mạnh này. Mã vàng trước chị Timmy Mạnh nhá. Rồi cái con này cho em nha mọi người nha. Con đó đây ạ, em có đây. Rồi tặng luôn các chị ạ, có size S, M, size L. Chúng ta thử dùng chị cái con hoa hồng. Cố gắng tương tác mọi người nha. Cố gắng tương tác lên giúp em với. Cái con hoa hồng này nó nằm ở cái đoạn này. Hoa hồng này nè. Phải cho dung ra cho chị. Rồi ạ, à, chị được không hả? Em không, không được. Không được, em không thấy chị comment. Còn nhiều lắm, hôm nay em sẽ tặng hết cho mọi người nha. Nói chung là hôm nay em xả form tặng hết. Rồi hoa hồng giúp em nha. Hoa hồng trả lại comment có hai thôi ta. Hoa hồng em có size này. Trời ơi. Nhanh tay SML XL tặng luôn 69k. Chị nào nhanh tay thì được nhá. Cái này là giá em đang tặng đầu like. Các chị nhanh tay cho em nha. Hoa hồng kèm size SML XL. Hoa hồng kèm size giúp em mọi người nha. Size S, size M, size L và size XL. Chị nhớ là hôm qua soạn là có một cục hàng mới lên, bên lên á. Rồi lại comment cho mã hoa hồng kèm size giúp em nha. Ủa bên lên hết rồi mà ơi. Ở bên lên hết chứ không, cái hàng bờ hai tà này mà. Hoa hồng size L này, thôi được rồi được rồi. Hoa hồng size L chị Minh Phạm này. Rồi chị nào lấy comment cho em nha. Ủa nhớ là có này em chỉ có vài cái thôi các chị nhanh tay nha. Hoa hồng size L chị Minh Phạm, để em coi thử. Em coi thử nha cho mọi người ơi, mọi người ơi. Hoa hồng này size. Hoa hồng size gì đây mọi người ơi, lấy chút nhanh tay cho em mã hoa hồng cho em nha. Hoa hồng size L, chị nào lấy ạ? Phùng Mỹ Quyên là size M à? Phùng Mỹ Quyên là size M. Bỏ vào đi rồi tìm lại tiền. Rồi con này em còn một con size XL. Còn một con size XL cho em nha. 69.000. Hoa hồng em tạm thời em hết đã. Em còn một con size XL, chị nào lấy comment cho em nha. Hoa hồng size M đó là em. Em nhớ là em còn, để tí nữa em lên nha mọi người nha. Để tí nữa em lên. Trời ơi đẹp quá. Đẹp quá mọi người ơi, hoa hồng này. Sơn này cho chị Phạm Hoàng Yến xã XL đi, Phạm Hoàng Yến về bàn đúng không? Xã XL dễ bán nhất, em nói thật, trong tất cả các size xã XL dễ bán nhất. Một con họa tiết nha, rồi cái đó em trước chị Phạm Hoàng Yến rồi, hết mất rồi. Rồi con này một con họa tiết,
cái họa tiết này không sai, em không lấy tiền các chị này. Một con duy nhất này, tay bồng này. Rồi cái này ạ, lên cho em nha. Trời ơi, xinh chưa? Em mặc lên các chị xem. Cái mẫu em đang mặc đi, chị nào lấy comment cho mã hoa vàng SM mặc vừa cho em, chất phải có độ co giãn cực kỳ thích luôn. Lên cho mã hoa vàng giúp em nha, vẫn tặng các chị 69k, áp dụng chia sẻ like giúp em. Hoa vàng hàng mới 100% sẽ SM mặc vừa, chốt cho em mã hoa vàng, em có đúng một con duy nhất. Hoa vàng tặng các chị 69k, hoa vàng tặng các chị 69. Lên nhanh tay cho mã hoa vàng nha, hoa vàng giúp em ạ. Ok em chốt rồi chị Phạm Hoàng Yến ơi. Hoa vàng đó là size SM mặc vừa cho em nha. Lên chào mã hoa vàng giúp em, tặng các chị với giá 69 nè. Trời ơi, tai bồng họa tiết rồi mọi người. Rồi cái này dành chị nào size M cho em nha, 50 cân đổ lại mặc vừa cho em. Lên chào mã tai bồng giúp em nha. Hàng chất vải lụa Hàng Châu cho em. Và con này không đẹp không sao, không lấy tiền. Mặc cho em một cái quần màu trắng, màu đen gì cũng ok nha. Lên cho em ạ, lên chào mã tai bồng 89 nha. Tai bồng 89k. Rồi ạ, mã họa tiết tai bồng 89 chốt đúng mã giúp em mọi người ơi. Cố gắng chốt đúng mã cho em nha. Tai bồng là 89k. Mọi người ai lấy chút ngay tay cho mã tay vòng giúp em nha. Xả các chị với giá là 89 mọi người ơi. Xả 89k nha. Rồi ạ, mã hoa vàng em hết. Mã tay vòng này của chị Hiền Lương Hiền Trần là người đầu tiên này. Mọi người cố gắng chốt đúng đơn cho em nha. Hoa vàng của ai? Hoa vàng chốt cho chị Thanh Tuyền. Hoa vàng chốt cho chị Thanh Tuyền. Rồi ok, SM mặc vừa vừa luôn. Rồi con này size L cho em một con hoa hồng. Nhưng mà con này có cổ 2 phân nha. Lên cho mã có cổ size L 50-55 cân mặc vừa chốt cho em là mã có cổ. Ôi ơi quá đẹp luôn, 69 ngàn một cái áo dài. Trời nó rẻ chưa từng có luôn mọi người. Rẻ chưa từng có luôn. Lên cho mã có cổ size L nha. Mẫu này nó khác tại vì nó có cổ. Lên cho mã có cổ size L cho em tặng các chị 69k luôn nha. Đầu la đang bán giá siêu rẻ cho các chị. Rồi có cổ size L 69, chị nào size L thì chốt cho em nha. Có cổ cổ cao 2 phân cho em ạ. Dùng từ cận cảnh cho các chị nhìn cái chất vải và cái màu luôn nha. Màu của nó là một thực tế, em không có xài app gì nha. Rồi ạ, có cổ chị Thủy Phan 69k. Mã có cổ của chị Thủy Phan 69 nhá. Rồi em lên các chị ạ. Con này cho em size L, lên cho là mã 79 giúp em, tặng các chị 79k. Lên đúng mã cho em, chất vải có độ co giãn nhá. Size L lên cho mã 79, nhanh tay mọi người ơi. Mã 79 giúp em nha, 79k. Cái màu này rất là sang luôn. Mã 79 giúp em, nhanh tay chốt cho mã 79 cho em. Chốt từng mã mọi người ơi. Chốt từng mã giúp em nha. Mã 79 giúp em, 79k. Mã 79 nhá. Rồi lên các chị một con hồng chữ. Quần trắng, đây ạ, quần như em đang mặc là quần màu trắng kem. Bên em sẽ làm là màu trắng kem nhá. Màu trắng kem rất là dễ phối với áo luôn mọi người. Và cái chất vải của nó không có bị mỏng giống như cái màu trắng tinh á, nên mặc rất là tự tin nhá. Rồi ạ, mã 79 này, cái đấy không phải tai bồng của chị Phạm Hoàng Yến. Hồng chữ size L, 50-55 cân mặc vừa, lên cho mã hồng chữ. Hồng chữ size L 79k. Ồ ôi đẹp quá mọi người ơi, chất vải này. Rồi là cái chữ này là chị Louis Vuitton gì đó này, LV. Rồi lấy cà phê cho mã hồng chữ size L 79 nhá. Hồng chữ size L 79 của chị Timmy Mạnh. Hồng chữ size L 79k chút cho chị Timmy Mạnh nhá. Rồi từ từ, để em một tí em sẽ lên hết cho mọi người nhá. Rồi lên các chị một con hàng 4 tà. Các chị biết không, bình thường các chị mua ngoài á, đảo khẩu tròn em hết. Rồi 4 tà size M này mọi người ơi, tai bồng, 4 tà size M tai bồng nhá. Bình thường các chị mua ở ngoài hàng 4 tà và đợt trước em cũng bán là 150 là rẻ nhất rồi nhá. Rồi cái này size M 50 cân đổ lại mặc vừa, lên cho mã tai bồng. Cái này là hàng 4 tà giúp em nha. Tặng các chị bao nhiêu các chị ơi, nhanh tay chia sẻ lên giúp em với nhá. Rồi ok ok chị Thanh Tuyển, lấy quần kè trắng đen, quần đen size S này, đi ra rồi. Rồi lại comment nhanh tay cho em ạ, à, mã tai bồng cho em nha, mã tai bồng 4 tà nhá. Em tặng các chị con này các chị 101, không ở đâu rẻ hơn mọi người, không ở đâu rẻ hơn luôn. 110k nhá, lên cho em ạ. À. Rồi lên cho mã tai bồng cho em nha, dưới 50 cân ạ của chị Bình Nguyễn. Một con duy nhất, không có con nào thứ hai luôn đó mọi người. Rồi lên các chị một con beo, cũng là một con hàng 4 tà luôn nha. Một con beo hàng 4 tà, con này dành chị nào size. Con này dành chị nào size M cho em nha. Mã beo size M này mọi người ơi, hàng 4 tà này, sang chưa? Rồi mã beo size M cho em nha. Rồi con này 4 tà luôn, rồi tặng các chị bao nhiêu ạ? 99k, nhanh tay cho chào mã beo. Beo 99 cho em hàng 4 tà nha, 50 cân đổ lại mặc vừa. 50 cân đổ lại mặc vừa, chốt nhanh tay chào mã beo giúp em nha. Chị nào size M chốt cho em ạ, màu nó sang lắm luôn nhá. Rồi mã tay bồng em hết rồi, mã beo giúp em các chị ơi, dưới 50 cân mặc vừa cho em nha. Lên chào mã beo giúp em ạ, mã beo nha mọi người. Trời ơi, con này mà các chị mà nói chung là tầm 4 mấy tuổi mà sang sang á, mặc lên siêu đẹp luôn, có một con duy nhất thôi. Rồi 99k, chị nào lấy comment nhanh tay chào mã beo giúp em nha. Rồi xả các chị với giá 99 mọi người ơi, một con họa tiết màu xanh. Rồi cố gắng tương tác mạnh tay và chia sẻ lên giúp em nha mọi người nha. Rồi con này tay bồng này,
Rồi cái này dành chị là size L. Size L giúp em 50-55 cân mặc vừa cho em ạ. Mã beo của chị Huệ Bùi Thị. Con đã mặc các chị không đụng hàng luôn. Rồi lấy cả bên nhanh tay cho em mã họa tiết cho em nha. Họa tiết này, con này là dành chị là size họa tiết này. Em có một con size L, một con size M. M và L, họa tiết kèm size M hoặc L cho em nha. Tay bồng này các chị xinh không? Họa tiết kèm size M hoặc L giúp em. Rồi 89k. Họa tiết kèm size giúp em nha mọi người nha. Có đúng hai con thôi. Size M và size L, mỗi con có đúng một size, có đúng một con duy nhất thôi nha. Rồi cổ vuông tay bồng luôn. Lên cho mã họa tiết kèm size M hoặc L. Quá đẹp luôn. Rồi 89k một áo mọi người nha. 89k mã họa tiết size M chị Huệ Bùi Thị. Em còn một con size L nữa. Em còn một con size L, con này thì size L. Rồi lấy cả bên nhanh tay cho em họa tiết size L nữa nha mọi người nha. Họa tiết size L nữa 89k, không đẹp không này. Giống như cái quần kem này từ nãy giờ em mặc lên thì cái áo nào một hồi cũng rất là dễ luôn nha. Rồi lấy chút nhanh tay cho em ạ. À, size L cho chị Phạm Hoàng Yến, được một con nha chị Phạm Hoàng Yến nhá. Rồi 89k quá rẻ luôn, hàng mới 100% giúp em nha. Rồi em lên các chị một con dạng kiểu có gọi là bông gì đây. Từ từ em lên này cho. Em lên hết cái kia lẻ lẻ này đã nha. Rồi tương tác lên cho em nha mọi người nha. Tương tác lên cho em với. Rồi lên các chị một con xanh, con này là xanh cốm cho em nha. Rồi họa tiết em chốt rồi, em chốt của chị Phạm Hằng Yến rồi. Rồi một con xanh cốm này, zoom lên gần cho các chị xem những cái màu của nó nha, xanh ngọc. Màu của nó là màu xanh ngọc, màu đậm làm luôn, là giống như cái màu họa màu dây kéo này luôn nha, chứ không phải nhạt như ở trong live đâu. Rồi xanh ngọc cho em size M, 50 cân đổ lại mặc vừa cho em tay bồng. Xanh ngọc tay bồng cho em nha, size M 50 cân đổ lại chất vải có độ co giãn, mặc lên form bao đẹp luôn. Rồi lấy comment cho em mã xanh ngọc giúp em nha. Xanh ngọc này mọi người ơi, nó giống kiểu nó hơi chấm bi một tí như thế này nhá. Rồi xanh ngọc size M cho em nha, 52 cân đổ lại mặc vừa chất vải có độ co giãn 89k. Xanh ngọc size M nha mọi người, chốt nhanh tay cho em một con duy nhất. Rồi xanh ngọc size M cho em ạ. À, rồi 89k xanh ngọc. Xanh ngọc size M nha, 89. Xanh ngọc size M là 89k. Chị nào lấy chốt liền cho em nha. Rồi chấm bài và tương tác lên cho em lên các chị một con lạ nhá. Mấy cái con lẻ lẻ em lên trước đi. Rồi cái màu của nó này, lạ chưa, sang không? Rồi cái này ạ, à, lên cho em. Con này giống như hàng 4 tà trời. Con này xịn xò lắm luôn, chất vải này. Đẹp mơ luôn, size L 50-55 cân là mặc vừa cho em nhá. 50-55 cân mặc vừa lên cho em mã sang. Trời ơi cái màu nó sang chưa, size L 50-55 cân là mặc vừa cho em nhá. Còn mẫu nào được 5 cái không? Dạ có, size gì chị Trần Mỹ Trang ơi, size FM hay size gì? Trời ơi, mã sang 79k. Trời ơi, con này chị nào không đẹp không lấy tiền luôn, xanh ngọc chị Lan Thanh. Rồi chị nào lấy comment nhanh tay cho mã sang size L cho em nha. Sang size L 79k, các chị nhìn cái form của nó này, em 1m6 này, tà rất to và già luôn. Rồi mã sang cho em ạ, 79k, mã sang size L 79k. Con này thì phải lạ thật luôn á. Sang size L 79k, ai lấy chút nhanh tay cho mã sang giúp em nha. Hôm nay em về được ít màu màu đen nữa mọi người. Rồi con này là cúc họa mi cho em nha. Con này là cúc họa mi. Nền của nó là nền đen và nó là cúc họa mi cho em nha. Rồi cúc họa mi nè mọi người ơi, xinh chưa? Rồi con này tay bồng cho em nha. Con này tay bồng lên cho mã cúc giúp em ạ. À, mã cúc họa mi. Rồi ấy xong rồi soạn hàng cho chị Lai. Rồi lên cho em ạ, à, soạn size á. Trời ơi cổ tròn này, lên cho. Xinh chứ quá luôn này. Rồi mã cúc họa mi cho em nha mọi người nha. Cúc họa mi kèm size đi các chị. Có size nào em chốt size đó nha. Nói chung là không size S chị hả? Dạ có luôn á chị. Chị sợ mặc size S không hả? Có chị ơi. Đây ạ, à, như cái mẫu này nha, size S size M có luôn không? Em có con này thôi à. Em có một con là tay bồng thôi. Trời ơi sao mà nó bỏ trong này em không biết nữa. Rồi lên cho mã cúc cho em nha. Con này size M mặc vừa cho em nha. Rồi mã cúc giúp em nha mọi người ơi. Mã cúc này, con này là em bán các chị với giá 79k thôi. Mã cúc 79 giúp em nha. Hình như một con duy nhất thôi mọi người. Một con duy nhất thôi. Chị nào lấy thì comment nhanh tay cho em nha. Rồi mã cúc 79 ạ. À, rồi của chị mã cúc này. Đây là ba chị một cái. Lộn sai. Rồi ok Hoa Trần Thị Kim. Rồi có chị nhắn tin bên Zalo bên em kiểm tra nha. Rồi lên cho em mã cúc này là size FM nha. Của chị Phạm Hoàng Yến ạ. Mã cúc size FM của chị Phạm Hoàng Yến. Để tí nữa để cho nhân viên nó soạn size rồi em like nha. Cho nên dễ. Tại vì bây giờ có mình vừa soạn vừa like nó lâu lắm. Rồi ạ, à, mã cúc họa mi con đó em hết rồi chị, em hết rồi. Rồi để em một tí em lên con khác cho. Để em lên lẻ cho nó đỡ ấy nhá. Rồi em lên các chị một con xanh ngọc. Xanh ngọc cho em nha, con này là xanh cốm ấy. Xanh cốm thì đúng hơn. Rồi xanh cốm tay bồng. Xanh cốm tay bồng size L 50-55 cân mặc vừa cho em, lên cho mã xanh cốm nhá. Xanh cốm size L 50-55 cân là mặc vừa cho em ạ. Size L 50-55 cân là mặc vừa. Rồi chốt cho mã xanh cốm cho em, hàng tay bồng cổ tròn cho em nha. Rồi 89k.
Xanh cốm size L89. Chị nào lấy chốt nhanh tay cho mã xanh cốm size L cho em nha. Form này là form lộ tới mắt cá chân nhá. Rồi lấy comment nhanh tay cho em ạ. Xanh cốm size L. Xanh cốm size L một con duy nhất. À, Lưu Đức Huỳnh sao không gọi điện chốt đơn? Có đơn không? Có, gọi số bị gì á. Số hình như là số chặn cuộc lại á. Nên gọi tới là tắt đúng không? Ra lấy comment nhanh tay cho em ạ. Xanh cốm size L tai bồng nha mọi người nha. Xanh cốm size L89. Xanh cốm size L89K. Chị nào lấy comment nhanh tay cho mã xanh cốm giúp em nha. Hàng còn nhiều hàng đẹp lắm nhưng mà kiểu là nó cứ bị lẻ lẻ á mọi người. Rồi em còn một con beo đen này mọi người nha. Em còn một con beo đen nhưng mà con này là cổ bèo chứ không phải là cổ tròn. Rồi một con beo đen size này là size gì đợi em chút xíu nha. Chấm bài tương tác mọi người ơi. Còn nhiều mẫu đẹp lắm nha. Rồi beo đen này các chị ơi. Beo đen này dành chị là size L 50-55 cơ là mặc vừa cho em nha. Lên cho mã beo đen giúp em ạ. Mã beo đen giúp em nha mọi người nha. Xả các chị 69K luôn. Tặng các chị 69K lỡ rồi. Lỡ cái con beo đen đầu tiên em bán các tặng các chị 69 rồi. Bây giờ em tặng luôn nha. Lên cho mã beo đen 69K size L. Beo đen 69 nhá. Rồi size L này của chị Minh Phạm này. Rồi các chị nhận được hàng. Không mê thì thôi 69.000 nhá. Chứ không phải là 690 đâu mọi người ơi. Đó, rất là xuất sắc luôn. Rồi lên các chị ạ. Con này nữa. Nói chung là có size gì em chốt size đó mọi người nha. Tại vì ở đây bây giờ hiện tại là số mình vẫn dùng mà. Rồi để em coi lại, coi cái số điện thoại lại thử coi. Rồi ạ, beo đen size L em hết rồi. Beo đen size L em hết rồi chị ơi. Beo vàng 99K size L nhé. Sell shop là gì ta? Rồi cái này ạ, tím size M này. 50K đổ lại mặc vừa cho em nha. Để em mặc lên em coi size gì. 79K chị nói nhanh tay thì được con này. Con này thật sự luôn, đợt trước là em về được mấy con là dành nhau. Rồi mã tím kèm size giúp em ạ. Có size gì em chốt size đó nhá. Cổ cao 2 phân. Cái mẫu em đang mặc là size M nha mọi người nha. Mã tím kèm size cho em, họa tiết của nó đẹp chưa? Tím kèm size cho em nha. Tím size M này, chốt chị tin đi mạnh. Tím kèm size đi các chị. Tại vì cái này em bây giờ em đang sợ size. Tím size M chốt chị tin đi mạnh một cái. Rồi mã tím kèm size giúp em nha. Có size gì em chốt size đó nhá. Mã tím kèm size. Tím này size. Em còn size M. Tím size M Huệ Bùi Thị 79K. Quá đẹp luôn. Này là được trước về là các chị dành nhau. Tím này có size L này. Tím này. Tím ML cho chị Phạm Hoàng Yến hai cái này. ML Phạm Hoàng Yến này. Rồi ok, lên size XL họ dạ rồi. Tại vì nó nằm ở trong lô thì em không biết là size gì luôn. Cỏ mây size XL họ. Rồi size L tím lấy L. Tím lấy tím L được không? Này ML mặc ok hết các chị, em hết mất rồi á. Không nhí trước mặt hả? Rồi là em một xíu nha. Tím kèm size mọi người ơi. Tím kèm size giúp em nha. Có size gì em chốt size đó. Tím size L cho chị cỏ mây hả? Bây giờ hiện tại em đang thấy size M. Đây ạ, tím size XL chị cỏ mây nè, cỏ mây. Rồi em có XL chị cỏ mây rồi. Rồi tím nhá, tím em đang mặc cả tím sợ size chị Thu Hương Phạm là size M. Thu Hương Phạm là size M. Rồi em còn một con. Rồi em còn hai con size M nữa nhá. Rồi tím M chị chịu nụ, Thu Hương Phạm chịu nụ. Rồi em còn một con em đang mặc trên người nhá. Em nghĩ FML ok luôn, chất phải nó co giãn rất là thích luôn. Chị nào đã nhận hàng rồi thì biết nhá. FML mặc cũng ok luôn, tại vì chất vải nó co giãn này, mặc cực kỳ thích luôn. Rồi 679K thôi mọi người. Tím em chỉ còn một con size M nữa. Chị nào lấy chốt nhanh tay cho em nha. Tím M 79K. Lấy comment nhanh tay cho mã tím size M nha mọi người nha. Em xả các chị với giá 79K. Rồi có một con beo này, con này nó bị lạc trôi ở đây một con duy nhất nha. Rồi con này ạ, size L cho em nha. Con này size XL 55-60 cân mặc vừa. 55 đến 60 cân mặc vừa cho em ạ. Tím em còn một con size M á, chị nào hốt nốt dùm đi. Chị nào lấy vừa tím thì chốt cho em nha. Rồi lấy comment cho em ạ. Con này là size L XL mang vừa. Size L XL mang vừa nhưng mà chị nào có độ co giãn, không có độ co giãn mà nhá. Beo đen ạ. Beo đen size L XL mang vừa em tặng các chị 69K áp dụng chia sẻ like giúp em với. Beo đen size L và XL mang vừa cho em nha. Đẹp không? Beo đen kèm L và XL mang vừa. Chị nào lấy chốt nhanh tay cho mã beo đen giúp em nha. Beo đen mọi người ơi, beo đen này, mã tím hả? Beo đen mọi người, beo đen ai lấy chút cho mã beo đen cho em nha, 69K. Beo đen là LXL mặc vừa, Bình Dương. 69K, cố gắng chút cho em từ hai cái trở lên em đi đơn mọi người nha. Rồi cái tím này em chỉ còn size M thôi mọi người ạ. Rồi tím này em chỉ còn size M, 4 tà hả? Rồi 4 tà đen này, bữa trước chị nào chưa có thì chị đón nhanh tay cho em nha. Con nó có chuẩn size không nha? Ôi rồi ơi, nó đẹp. Hàng 4 tà màu đen nha. Màu đen cho em ạ. Mà đen này là đen đen cho em. Các chị thấy cái đen của nó không? Rồi lấy chốt nhanh tay cho mã 4 tà kèm size S 1X và 2XL. Có vài con thôi. Mỗi size có đúng cái hai cái thôi. S 1X và 2XL. Lên nhanh tay cho mã 4 tà. Xuất sắc. 4 tà nha mọi người nha. Có size S
size 1X và size 2XL. Nha mọi người, chị nào nhanh tay chốt cho em nha. 4 tà kèm size. Đen này nó không phải là đen tuyền, nên các chị không có phải lo là đen nó bị đơn thuần quá đâu. Cái này nó rất là đẹp luôn. Đen này mọi người, 110k. Nhanh tay chốt trả mã đen 4 tà kèm size cho em nha. 4 tà kèm size cho em ạ, 110k một áo. Có size S, size 1XL và 2XL cho em nha. Đen 4 tà F và XL cho chị Phạm Hoàng Yến. Rồi chị nào lấy chốt nhanh tay cho em, con S chị đang mặc. Rồi lên nhanh tay cho em ạ, mã đen kèm size cho em nha. Vừa trước chị nào dành nhau không có này các chị này. Nhanh tay cho em nha, đen S nè. Ở dưới đó có đen S chưa? Rồi đây đen S nè. Rồi em còn 1X và 2XL nhá. Mời chờ mấy chị mà kiểu sợ mà bự con ấy thì chốt mấy cái màu tối tối này giùm em nha. Rồi mã đen kèm size cho em ạ. Rồi còn 1XL và 2XL cho em, đó con sẽ đen S ạ. Rồi lên các chị một con cố gắng tương tác lên cho em nha mọi người ơi. Không thích mẫu đó có thể là chấm để em qua mẫu nha. Chấm 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 bài để em qua mẫu này. Rồi ạ, có size L không em? Con đó em không có size L được chứ. Con đó em chỉ còn 1X 2X. Con đó size L về nếu mà thích quá các chị có thể bóp lại một chút xíu giúp em nha. Rồi con này ạ, tay bồng. Con này tay bồng cho em nha mọi người. Họa tiết tay bồng này, cổ vuông. Rồi con này size S thôi. Lên cho em là mã họa tiết size S nha. Họa tiết size S giúp em ạ. Tay nó là tay phối như này xinh lắm luôn. Họa tiết size S cổ vuông tay bồng cho em nha. 4 tà XL còn không? Cho chị Yến Hồng. Rồi size S 40-48 cơ mặc vừa lên cho mã họa tiết. Quá xinh luôn. Tay này trời ơi 89k một cái thôi. Rồi lại comment cho mã họa tiết size S này mọi người. 40-48 cân nha. Đẹp quá. 89.000 thôi các chị. Họa tiết của chị Phạm Hoàng Yến nè. Rồi cố gắng tương tác mạnh tay lên cho em nha. Của hoa tím này em có đúng một cái duy nhất. Đúng một cái duy nhất thôi. Tím này là tím hoa cà, có 4 tà em nhiều nhá. Tím hoa cà cho em nha. Cái này dành chị nào size, nó ghi là size này là size 2XL. Ôi, chị nào size to tranh thủ chốt cho em. Hoa cà size 2XL 60-65 cơ mặc vừa cho em. Trời, chất nó mịn kinh khủng luôn. À lấy comment cho mã hoa cà. Chị nào size 2XL nha. 60-65 cơ mặc vừa cho em 79k. Trời ơi đẹp chưa này. 79k màu của nó ở ngoài là đậm hơn trong hình nha mọi người nha. Rồi xanh đen hay màu đen vậy? Xanh đen đấy trời ơi, xanh đen á. Hoa cà hãy cho chị cỏ mây. Hoa cà hãy cho chị cỏ mây. Em còn một con hoa cà nhưng mà con này là có cổ. Rồi có cổ size S nha mọi người nha. Chị nào size S thì chốt cho em nha. Chất vải đó luôn nhưng mà nó may là có cổ cho em nha. Rồi lấy comment cho mã có cổ size S 79k. Có cổ size S em tặng các chị 79k mọi người. Nhanh tay chốt cho em mã có cổ nha. Có cổ size S thôi. Chị nào 40-48 cơ mặc vừa. Dạ quần màu xanh đen hả? Nhớ không có chị ơi. Rồi lấy comment cho em ạ. Em có quần màu đen, màu trắng, màu vàng đồng, màu đỏ là những cái quần đây ạ. Như em, những cái quần như mẫu em đang mặc là đủ màu vậy. Trắng là cũng là trắng kem thôi chứ không phải trắng tinh. Tại vì trắng kem em thấy nó dễ phối hơn. Rồi lấy comment cho mã có cổ size S nha. Có cổ size S 79 cho em. Chất siêu đẹp luôn. Có cổ của chị Khánh Huyền Hiền. Có cổ của chị Khánh Hiền. Con này là em có size này SML 1XX luôn. Đủ size luôn rồi. Rồi đủ size luôn các chị này. Cam nha. Họa tiết của nó là phong cảnh như thế này. Đẹp không? Cam kèm size cho em. Màu này là màu cam cà rốt cho em nha. SML 1XX. Mỗi size có đúng một cái duy nhất, không có cái thứ hai luôn đó các chị nha. Rồi 79k thôi mọi người. Nhanh tay trước cho mã cam kèm size cho em. Chất vải có độ co giãn mặc cực kỳ thích luôn. Rồi mã cam kèm size giúp em nha. Size SM, size L, size 1XL và 2XL. Tay dài cổ tròn cho em nha. Mã cam kèm size cho em ạ. Chất nó rất là mịn luôn đó mọi người. Rồi cho xem màu đỏ. Rồi ok chị. Rồi mã cam size L cho chị Thùy Dung Vũ. Rồi hết size L. Mỗi size có đúng một cái thôi các chị, nhanh tay thì được nha. Mã cam ML chị Phạm Hoàng Yến. Em là chị lấy SM được không trời ơi? Cam hả? Chị Khánh. Cam này, cam này. À cam này cho chị Phạm Hoàng Yến một con size size đây, size này size M và XL nhá. Này M và XL cho chị Phạm Hoàng Yến này. Cam này em hết rồi mọi người, nhanh tay thì được nha. Rồi còn 1X 2X và S. Còn 1X 2X và S nữa thôi mọi người ơi. Các chị chốt mà một lần mấy cái như vậy mà không đủ size em không biết chốt đâu. Rồi các rồi ok. Rồi chị nào lấy comment 2X, 1X và S. Cam kèm size, chị nào chưa được đặt tên chị đó chưa có đơn đâu. Nhanh tay cho em cam kèm size 1XL, 2XL và size S thôi. Mỗi size còn đúng một cái thôi mọi người. Mỗi size em còn đúng một cái thôi. Chị nào nhanh tay chốt cho em nha. Mã cam kèm size giúp em ạ. Cam kèm size. Chị Triệu Nụ ơi, cam em chỉ còn size S, size 1X và size 2X. Cam S và 1X này, cho chị Khánh Hiên này. S và 1X, em còn con 2X nữa. Em còn đúng một con 2X nữa, chị nào nhanh tay chốt cho em để khóc thôi.
Dạ. Rồi cam 2X cho chị cỏ mây. Cam 2X cho chị cỏ mây 4 tà. Quá đẹp. Các chị nhìn giúp em cái chất vải này. Trời ơi, cái chất vải này, màu xanh này là xanh, xanh gọi là xanh đá mọi người, màu cực kỳ sang, xanh xám xanh đá nhá. Rồi lấy cặp cho mã 4 tà, em có đúng 2 con, 4 tà cổ bèo, tay dài. Rồi 4 tà size bờ và 4 tà size 1XL. Chị nào nhanh tay thì được, có 2 con 2 size thôi. 4 tà kèm size cho em nha. Màu nó là màu xanh đá cho em nha mọi người nha. Lên cho mã 4 tà cho em ạ. 4 tà kèm size M hoặc là 4 tà. Cam em hết rồi. 4 tà kèm size M hoặc là 4 tà size XL cho em. 110k hả? Rồi không biết nữa. 4 tà kèm size giúp em nha mọi người nha. Nó là BB như thế này mọi người ơi, lót rất là đẹp luôn. Lên đúng mã cho bạn 4 tà, em có một con size M và một con size XL. 4 tà kèm size cho em 110k, không ở đâu rẻ hơn đâu các chị, không ở đâu rẻ hơn luôn nha. Rồi lên đúng mã cho em nha, đảm bảo ba giá cho các chị luôn. Chào chào chị Xuân Ngoan Vũ. Rồi lên đúng mã cho mã 4 tà kèm size giúp em nha. 4 tà size M, FM mặc vừa và 4 tà size 1XL nhá. Rồi con này tím này em có size L, tím cổ tròn. Tím cổ tròn, xanh đá size L. Xanh đá này hả? Size L là ok á, cho chị thơ tình, chăm mốt cho chị nha. Rồi lấy comment nhanh tay cho em ạ, vậy em còn con SM thôi nhá. Rồi tím size L cho em 79k. Mã tím size L em chào chị Đỗ Loan, tím size L 79. 50-55 cân mặc vừa, con lúc nãy là có cổ, có con này cổ tròn nhá. Tím size L 79k, nhanh tay thì có, đẹp lắm. Trời ơi cái chất vải này, coi giãn mặc thích lắm, như kiểu chưa mặc không mặc luôn đó mọi người, mát lắm. Nhá, lên cho mã tím size L 79k, có đúng 2 con. Tím size L 79, chị nào lấy chốt nhanh tay cho mã tím size L cho em nha. Giả các chị với giá là 79k. Tím size L 79 mọi người. Ai lấy chốt nhanh tay cho em ạ. Tím của chị Soi Nguyễn một con. Các chị Soi Nguyễn một con. Tím của chị Cỏ Mây một con. Rồi cố gắng chấm bài và tương tác mọi người nha. Cố gắng chấm bài và tương tác mạnh tay lên cho em nha. Xanh này em có size gì đây? Và tím size L em hết rồi nè. Rồi con này ạ, các chị nhìn chất vải cho em. Chất vải nó có ảnh nhũ như thế này nhá. Đen nhũ size L, 50-55 cơ mặc vừa cho em nhá. Đen nhũ là size L, trời ơi nó sang chưa. Cái tay của nó nhá, mặc lên đẹp lắm. Hàng 4 tài giúp em. Nó lót từ trên xuống dưới như thế này. Rồi lên nhanh tay cho mã đen nhũ size L. 50-55 cơ là mặc vừa cho em nhá. 50-55 cơ là mặc vừa. Lên cho mã đen nhũ size L giúp em ạ. Đen nhũ size L cho em nha mọi người nha. 50-55 cơ mặc vừa 110k. 110k có một con duy nhất, không có con nào thứ hai luôn. Đen nhũ size L, coi cái con hoa đen này. Rồi lấy comment cho mã đen nhũ size L cho em 110k cho em nha. Hàng siêu xịn sò luôn, hàng này các chị mua ngoài phải 200 mấy nhá. Rồi lại lên cho mã đen nhũ size L 110k. 50-55 cơ mặc vừa, duy nhất một con thôi. Chị nào size L thì nhanh tay cho em nha mọi người nha. Size L thì nhanh tay cho em. Đen mà có chất nhũ như thế này, mặc cực kỳ sang. Rồi đen nhũ size L giúp em 110. Đen nhũ size L 110, Nguyễn Thị Thanh Dung. Đen nhũ size L của chị Nguyễn Thị Thanh Dung. S. Này chỉ có size S và size XL thôi hả trời. Rồi có size S và size XL thôi mọi người, có hai ba con thôi. Rồi xanh kèm size S hoặc là XL, nhanh tay mọi người. Hoa xanh này mặc lên quá trắng da luôn. Rồi ạ, lên nhanh tay cho em mã xanh kèm size cho em nha. S là màu mặc vừa nha mọi người nha. Rồi lên nhanh tay cho em ạ, mã hoa xanh kèm size S hoặc là size XL. Hoa xanh kèm size S hoặc XL, cổ của nó là cổ bèo nha mọi người nha. Cho em chưa có gà hết khóa. Xanh kèm size cho em, hoa xanh kèm size S hoặc XL cho em nha. Rồi ạ, 79k thôi mọi người. Cổ là cổ bèo cho em nha. Hoa xanh size S và XL chị Phạm Hoàng Yến. Ok, chị nào lấy chốt cho em không có 2X đâu, các chị nghe kỹ size em đọc nhá. Tại vì hàng này hàng xả kho, hàng lẻ size mới có giá này thôi, chứ đời nào có giá này các chị. 79k. Rồi em còn F và XL. Rồi chị nào lấy comment cho em nha. Rồi hai cái em chốt rồi. Hoa xanh size XL chị Cỏ Mây. Rồi hoa xanh size S à. Hoa xanh hai cái, một con F một con XL đúng không? Em chốt chị Phạm Hoàng Yến rồi, chứ chị Hoàng Xuân size S nè. S là em nghĩ M mặc ok luôn, chứ phải có độ co giãn em 51 kỳ mà em đang mặc size S đây nhá. S M mặc ok luôn. Rồi ạ, size S thì chị chịu nụ này. Em còn một con size XL nữa. Rồi 79k thôi mọi người, em chào chị Bảo Lao Hương, lâu lắm rồi. Rồi em còn một con size XL nữa, chị nào lấy thì chốt cho em con này của chịu nụ. Rồi còn một con XL. À size XL 79k vàng ly này. Rồi chốt đủ đơn cho em nha. Rồi chốt từ em từ hai cái trở lên mọi người nha. Chốt đủ đơn từ hai cái trở lên cho em nha. Đây này, còn này. Đó. Rồi ạ, hoa xanh con này có cái thôi hả? Dạ, có thể chạy nha.
À, con này bị lẻ. Rồi con này mẫu lẻ cho em nhá. Màu này nó đậm hơn. Mẫu lẻ cho em ạ, lẻ size M79. Ôi, đẹp chưa? Lẻ size M màu này là màu xanh đen. Lẻ size M em hết rồi, em hết con đó rồi chị ơi. Lẻ size M79K. Nói chung là có cái đệm chốt cái đó mọi người, lẻ ML mặc vừa mọi người. Tại vì chất phải có độ co giãn mặc thích á. Rồi lại comment cho mã lẻ cho em nha. Size M, size L mặc vừa lên cho mã lẻ 79K. Có một con thôi. Rồi một con duy nhất thôi, lẻ 79 cho em. Màu này là màu xanh đen cho em nha. Mã lẻ 79K. Chị nào lấy chốt cho em tay cho mã lẻ cho em nha. Cả các chị 79 ạ. Lẻ 79K. Đây con này còn lẻ 79 cho em. Ai lấy chốt nhanh tay cho mã lẻ cho em nha. 79 mọi người ơi, lẻ 79. Cố gắng chấm hạt tương tác nha. Hồi sau đừng im comment luôn. Rồi con này em có size lẻ 79 này, Thúy Phạm Gia Tony này, không biết là có số này. Để, rồi Thúy Phạm Gia Tony, ok. Rồi cố gắng chốt từ hai cái trở lên để em đi đơn mọi người nha. Cố gắng chốt cho em từ hai cái nè. Rồi con này cho em ạ, à, một con hồng, màu hồng nút cho em, nhưng không biết có màu gì. Mã lẻ em hết rồi này, mã lẻ em có con ạ, à, đã lẻ là em chỉ có con thôi. Rồi con này em có size, để em tí nha, màu hồng nút siêu đẹp luôn. Hồng nút, nhưng mà hồng nút tay bồng. Hồng nút tay bồng nha mọi người nha. Nhưng mà con này em có size to thôi, 60-65 cân mặc vừa cho em nha. 60-65 cân mặc vừa, size 2XL các chị ấy. Màu hồng nút rất là đẹp nha. 60-65 cân mặc vừa. Lên cho mã tay bồng cho em nha. Chị nào 60-65 cho em mặc rộng nên nhìn nó không có được đẹp. Các chị mặc vừa thì cái tay của nó vừa lên tới vai thì nó sẽ đẹp hơn nha. 60-65 cơ mặc vừa lên cho mã tay bồng. Tay bồng 2XL cho em nha. 60-65 à, em có size này M và 2XL để em mặc con M cho em nha. Tay bồng kèm size cho em ạ, size M và size 2XL. Chị nào lấy chút nhanh tay cho mã tay bồng nhá. Màu này màu hồng nút cho em, màu rất là ngọt luôn. Rồi tay bồng M và tay bồng 2XL, chị nào nhanh tay chốt cho em nha. Rồi ạ, xả các chị luôn ạ. 79.000. Lên nhanh tay cho mã tay bồng 79K. Tay bồng nhá, SM. Tay bồng kèm size SM hoặc là 2XL. Chị nào lấy chút cho em, màu này là màu hồng nút, màu cực kỳ ngọt nha mọi người nha. Rồi tay bồng kèm size cho em ạ, size SM và size 2XL cho em nha. Xả các chị với giá 79K. Tay bồng kèm size. Lên các chị một con hoa vàng. Hoa vàng giúp em. Hoa vàng cổ bèo nha mọi người nha. Một con hoa vàng cổ bèo. Rồi con này dành chị nào size. Rồi chấm bài tương tác cho mọi người nha. Rồi tay bồng size M này. Cá vàng ly này. Tay bồng size M là con em đang mặc. Em còn tay bồng 2XL. Chị nào lấy chốt cho em nha. Rồi con này size M, size L mặc vừa cho em ạ. M, L mặc vừa cho em. Em 76 đổ lại mặc vừa lên cho mã hoa vàng cổ bèo này. Rồi nghe nhìn không? Hoa vàng size M, size L mặc vừa lên cho mã cổ hoa vàng cho em 79 hả? Hoa vàng 79 cho em nha. Hoa vàng 79 cho em, size M, size L mặc vừa cho em ạ. Tay bồng size M này của cá vàng ly này. Cá vàng ly. Em còn mã hoa vàng nhá. Em còn mã hoa vàng M, L mặc vừa. Chị nào lấy chút nhanh tay cho mã hoa vàng. Cái mẫu này có size gì? Đây hả? M, L, 1X, 2X, 3X luôn hả? Rồi tay bồng em hết rồi, chấm bài tương tác giúp em mọi người ơi. Ủa cái này 4 tà luôn. Trời ơi 4 tà luôn, đẹp quá mọi người ơi. Siêu đẹp, siêu đẹp, siêu đẹp. Lấy chốt nhanh tay cho em nha. Lên cho là mã 4 tà hoa vàng của chị cá vàng ly dùng đơn 79. Lên cho mã 4 tà kèm size. Từ size M tới size 3XL. Mỗi size có số lượng cực kỳ ít luôn nhá. Lên nhanh tay cho mã 4 tà giúp em nha. 4 tà kèm size cho em. ML, 1XL, 2XL và 3XL. Chị nào nhanh tay chốt cho em có cả size 3X luôn nha. 110K. 3X để cho chị Ngoan Vũ. Nhanh tay các chị ơi. ML, 1XL, 2XL và 3XL. Trời ơi cái màu nó sang kinh khủng luôn. Mặc cho em một cái quần màu đen nữa. 4 tà size M cho chị Thu Hương Phạm. Em chốt rồi chị Ngoan Vũ ơi. 4 tà kèm size nha. Còn 3X không? Còn 3X cho chị, 3X cho chị Lê Tuyết. 3X cho chị Cỏ Mây. 4 tà size M chị Hoàng Tuân. Rồi chị nào lấy comment cho em 110K. Bao giá luôn mọi người. Bao giá hết luôn các chị mặc lên à. Ờ sang không? 4 tà này. Không có 4X chị Bích Hạo Bùi ơi. 4 tà em chỉ có M, L, 1XL, 2XL và tới 3XL là em hết rồi. Nha mọi người nha. Tới 3X không các chị. 4 tà 3X nè. Chị Nguyễn Thu. 4 tà 1X cho chị Bích Thập Lê. Size L 4 tà cho chị Mỹ Lan Tương. Rồi chị nào lấy comment cho mã 4 tà nha. Còn 3X không? Còn 3X. Rồi em chỉ còn từ 2X đổ lại nha mọi người nha. Size M, size L. Rồi 4 tà size L chị Hồng Bảo.
Rồi để em nhá, để em soạn cho coi còn không em chốt nha. 4 tà size 1 XL chị Hoa Nguyễn. Rồi chị nào lấy comment nhanh tay cho em ạ. 4 tà ML 1 XL 2 XL và 3 2 XL. Rồi hết 3 XL rồi. Chị nào lấy chốt nhanh tay cho em nha. 4 tà kèm size. 4 tà kèm size có size gì em chốt size đó. Còn 2 X và 3 X thì chốt cho chị Bích Hạnh Bùi 2 cái. Cái con vừa nãy chị vừa vất xuống là 3 X. Con này là size M này. Rồi cái này phụ ấy, cái này Nhung. Cái này. Rồi chị đã lấy thì comment cho em nha. Rồi cái hoa nâu. Để em lên vấn nào lẻ lẻ sai đã. Em lên vấn nào lẻ lẻ sai rồi tìm nữa nhiều rồi tìm em lên lại nha. Rồi cố gắng chấm tương tác nha. Rồi cái này size ML mặc vừa cho em ạ. Còn nhiều chị khuyên Trần ạ. 4 tạp bên em còn nhiều nhá. Rồi size M size L mặc vừa lên cho mã hoa tím giúp em. ML mặc vừa cho em chất tải co giãn. ML mặc vừa cho em nha. Lên cho em mã hoa tím giúp em ạ. Rồi 53 cân đổ lại mặc vừa cho em nha. ML mặc đẹp lên nhanh tay cho mã hoa tím giúp em ạ. Tặng luôn các chị với giá 79k. Hoa tím size M size L mặc vừa lên cho mã hoa tím giúp em nha. Hoa tím ML mặc vừa cho em. Màu ngoài nó đậm hơn nha mọi người nha. Màu ngoài đậm hơn. Hoa tím size M size L mặc vừa cho em ạ. Còn 4 tà còn size gì? Chỉ còn 2X thôi hả? Chị Bích Hạnh Bùi ơi, chị lấy 2 con 2X được không chị ơi? Mã hoa tím của chị Cỏ Mây. 4 tà em chỉ còn size M và size 2X thôi. Chị Bích Hạnh Bùi chưa có đơn vào. Bích Hạnh Bùi chị lấy 2 con 2X được không chị ơi? Quần trắng kem 53kg. Dạ rồi ok, mai báo nhân viên lấy nhá. Rồi hoa tím này của chị Cỏ Mây 79 nè. Cố gắng chấm bài và tương tác mạnh tay lên cho em nha. 4 tà em chỉ còn 2XL thôi mọi người ơi. Cái này là hoa rêu này cũng lẻ hả? Lẻ hả? Ôi hoa này đẹp chưa? Rồi cái này size 2XL cho em nha. 2XL lên cho mã hoa rêu. Màu này là màu rêu cho em ạ. Size 2XL 60-65 cân là mặc vừa cho em nhá. 60-65 cân mặc vừa lên cho mã hoa rêu cho em 79k. Hoa rêu này là size 2XL 60-65 cân. Trời màu cực kỳ xe luôn. Hoa rêu ạ 60-65 cân mặc vừa. Chị Bích Hạnh Bùi ơi, chị còn ở đó không? Chị lấy 2 con 2XL được không chị ơi? Rồi ai lấy comment cho mã hoa rêu. Chị nào size 2XL 60-65 cân nhá. Mã rêu này của chị Lê Tuyết. Này 3X hoặc cũng được. Tại vì chất vải nó có độ co giãn đó chị. Chất vải nó có độ co giãn nha. Có con đó là hàng 3D hay lô này? Ừ, 3D mà. Rồi ạ. Mã hoa rêu em hết rồi. Hoa rêu này của chị Lê Tuyết rồi. Hoa rêu của chị Lê Tuyết rồi. Cố gắng chấm tu test nha. Em lên các chị một cái con beo này. Em còn vài con này. Này con beo này có đúng không? MLXL hả? Beo đen kèm size giúp em nha mọi người nha. Beo đen kèm size ML và XL. ML và XL chị nào lấy chốt cho em ạ. Đợi em một tí chú em coi cái thể size nó. ML và XL cho em ạ. Rồi con này tay bồng cho em xinh lắm luôn. Tặng các chị luôn 79k. Rồi lên cho em mã beo đen cho em nha. Beo đen nhưng mà beo đen tay bồng mọi người. ML XL cho em nha. Xả luôn các chị 79 ạ. Beo đen kèm size ML và XL hàng. Con này có con tay bồng mẹ. Con này nó lại bỏ vào đây. 79k nha. Em chỉ có một con tay bồng là size M. Còn hai con size L và XL nó là tay thường. Beo đen này không có XL. Beo đen size M. Beo đen size M 79. Chị nào nhanh tay chút cho em một con duy nhất. Beo đen size M 79. Chị nào lấy comment cho em mã beo đen size M giúp em nha. Xả các chị 79k. Beo đen size M là 79 nhá. Con này có size gì nhá. Beo đen size M nãy có ôm một loạt. Beo đen size M là 79k. Chị nào lấy chốt nhanh tay cho em nha. Beo đen là size M. Size M tay phòng size M chứ chị Thị Bùi 79. Rồi có chấm bài tương tác cho mọi người nha. Để em lên cái nào nó kiểu nó có sẵn thì đỡ phải đau đầu cả. Rồi con này cho em ạ. Có size SML. Tay phòng không? Ôi pha trắng kèm size. Lờ hoa tím em hết rồi chị Biển nhớ ơi, cho mã khác cho em nha. Rồi lấy comment cho mã hoa trắng kèm size SML. Có mấy con thôi các chị nhanh tay cho em. Siêu đẹp. Hoa trắng kèm size SM, SL. Cái mẫu này nó làm đoạn này. Dạ như em 51kg em mặc size S được luôn. Tại vì chất vải có độ co giãn xinh lắm. Hoa trắng kèm size SM và SL. Xả các chị 89 nè. 89 nè. Lên cho mã hoa trắng kèm size cho em. Mẫu này nằm đâu vậy Dung? Đây mẫu này đâu? SML SML 89k. Con đó cái cổ bèo kìa. Ừ thì vậy đó. Rồi hoa trắng nha. Hoa trắng kèm size S, M, C, L. Hoa trắng size M chị Lan Thanh.
F mà ok, đảm bảo hoa chán sai lờ chị gõ mây. Hai chán sai S chị Hoàng Tuân, F chỉ còn FM mọi người nha. FM mang vừa cho em nha. F và M mang vừa. Hoa chán sai S sai M mang vừa, Hoàng Tuân có. Rồi F và M mang vừa thôi mọi người ơi, em hết sai lờ rồi nha. Rồi chị nào lấy comment nhanh tay cho em ạ. Hoa chán sai S cho chị Vũ Thị Kim Thủy. Sai M chị Ngọc Hương. Này đảm bảo là FM mang vừa, chấp phải co giãn. Hoa chán sai M Dư Kiều Oanh, FM ok. 89K. 89 nhá. Em ghi 79 kìa. Rồi chị nào lấy comment cho mã hoa trắng giúp em nha. FM ba vừa cho em nha. 89K. Hoa trắng size M chị Huỳnh Hoa. Hoa trắng size M chị Huỳnh Hoa. Rồi con này cho em nha. Bêu đen kèm size L và XL. Con này không có tay vòng, con này tay thường thôi. Bêu đen kèm size L và XL 79K. Bêu đen L và bêu đen XL cho em nha. 79. Bêu đen size L và bêu đen XL giúp em ạ. Con này là tay thường như thế này. L và XL chốt nhanh tay cho em nha. Chị Huỳnh Hoa có đơn. Chị nào FM là có đơn. Lên nhanh tay cho em làm mã. Bêu đen kèm size L hoặc XL cho em 79K. Bêu đen L và bêu đen XL mọi người nha. Rồi 79K một áo mọi người ơi. Nhanh tay chốt cho em còn số lượng ít thôi các chị nhá. Lên màu đỏ đi, ok. Màu đỏ 4 ta để em chút. Rồi lấy cả bên nhanh tay cho em nha. Ở trên đây con này size gì nè. Rồi beo đen kèm size nha. Rồi beo trắng này, tương tự giống như con beo đen này. Em có size 1X và 2X. Beo đen 2X không có. Beo trắng nhá. Beo trắng con này không có độ co giãn, các chị lưu ý cho em nha. Nên trước đủ đúng size cho em nha. Beo trắng 1X và beo trắng 2X cho em nha. Rồi 79K. Beo trắng 1X và beo trắng 2X cho em ạ. Xả các chị 79 luôn. Rồi mã đỏ, chốt từ từ để em lên nha. Rồi con này cho em ạ. Này 4 tà. Hàng đỏ 4 tà cho em ạ, đỏ hoa nhí 4 tà cho em có size S, size M và size L. Rồi beo đen size XL Mỹ Duyên, Mỹ Uyên. Beo đen size XL Mỹ Uyên. Rồi em còn một con size L nữa. Beo đen là size XL. Nó ghi cái kiểu gì không hiểu luôn á. ML thôi. Không phải không có rồi chị Mỹ Uyên ơi. Con nào em có size M và size L, nó ghi size size ở màu ở ngoài bịch size. Rồi con này em có đủ size nha mọi người nha. Đủ size tới FML thôi. FML lên cho mã đỏ cho em. Hàng 4 tà 110k. Bao giá luôn mọi người. Con này là bình thường là 150-160 nhá. Rồi đặt 4 tà cho em ạ. Lấy comment cho mã đỏ kèm size FML. Có đúng 3 size thôi, không có size to rồi. Lấy comment nhanh tay cho em mã đỏ kèm size giúp em ạ. Đỏ size M chị Ngọc Hương dồn đơn. Đỏ size M chị Ngọc Hương. Đỏ kèm size. Em cảm ơn chị Kim Liên. Đỏ kèm size cho em nha. Đỏ kèm size tại vì con nó cuốn lên em ốm. Rồi ạ, 4 tà eo 73 chị lấy size L nhá. Rồi cho chị Quyên Trần. Size L chị Cỏ Mây, size S cho chị Minh Thương Đào Thị. Chớ coi 101 rồi các chị. Ở đâu ra các chị? Hả? Quyên Trần cho hàng kèm số giúp em chị Quyên Trần ơi. Lên cho mã đỏ kèm size S, size M và size L. Có đúng 3 size thôi mọi người. Ở trên kia còn nữa. Rồi size S và size M và size L. Chị nào nhanh tay cho em Minh Thương Đào Thị có đơn. Tinh Linh size M. Rồi như em đang mặc là size S mọi người nhá. Rồi lên cho mã đỏ kèm size FML. Đỏ kèm size FML cho em 110k thôi mọi người nhá. Hàng 4 tà luôn. Đỏ kèm size S, size M và size L. Ai lấy chút nhanh tay cho em ạ. Con này size S này. Đỏ kèm size S và size M và size L cho em nhá. Rồi 79k. Đỏ kèm size FML 79. Đỏ size L chị Quyên Trần. Ok. Đỏ size L cho chị Quyên Trần. Cái mẫu này em tri ân cho các chị nè. Cái mẫu này em có số lượng cũng không nhiều đâu nha. Hoa say em tặng các chị ạ. Hàng tay bồng nhá. Em coi cái hoa say này là tay bồng hết đúng không? Để thử nha. Rồi hoa say này tay bồng này nha mọi. Tay bồng em chỉ có một con thôi. Size M. Rồi lấy comment cho mã tay bồng cho em nha. Rồi tặng luôn 79k. Tay bồng size M 79. Chị nào FM mặc vừa cho em ạ. Tay bồng size M 79k. Tay bồng size M là 79 nha mọi người nha. Chị nào lấy chốt nhanh tay cho em ạ. Tay bồng size M. Tay bồng size M 79k. Lấy chốt nhanh tay cho em có con thôi. Tay bồng size M 79. Rồi em lên các chị một con hàng 3D nha. Tay bồng size M giúp em xả các chị 79k. Chị nào size M chốt. Eo chị Ngọc Hương 74 M. ML mặc mặc ML nha. Trời ơi vàng hàng 3D này. Trời ơi đẹp chưa? Con này các chị mặc cho em một cái quần màu đen hoặc là một cái quần màu xanh lá.
Rồi lấy comment cho mã vàng kèm size giúp em nha. SML 1XL và 2XL cho em mỗi size có đúng một cả thôi. Chị nào nhanh tay thì được cho em nha. Rồi tặng các chị luôn 95.000. Hàng này là hàng 3D chất vải lụa xịn cho em nha. Chất lụa xịn rất là đẹp luôn. 95.000 lên cho mã vàng kèm size SML 1XL 2XL 2XL thôi. 1XL chị cỏ mây rồi hết XL luôn. Rồi còn từ S tới 2XL mà em không có XL nữa, có hết XL rồi nha. Rồi lên nhanh tay cho mã vàng kèm size vàng size S cho chị Hoàng Tuân. Rồi em hết size S, em hết XL, ML và 2XL. ML và 2XL, 2XL nữa cho chị cỏ mây. 95.000 nhá. Em còn size M và size L. Size M và size L, size L chị Lan Huỳnh. Rồi em còn một con size M em đang mặc thôi. Rồi vàng size M cho em nhá. 52 cân đổ lại mặc vừa em 73 đổ lại. Rồi lấy comment cho em ạ, mã vàng. Vàng size M cho em nhá. Vàng M các chị ơi, em chỉ còn duy nhất một con size M. Lên cho mã vàng M 95.000 bao giá luôn. Vàng size M nhá. Chị nào tầm 52 cân đổ lại mặc vừa lên cho mã vàng size M. Vàng size M là 95.000 mọi người ơi. Rồi ạ, con này có 2-3 con này thôi hả? 3 con này thôi hả? Em còn một con vàng size M mọi người. Em hết size L rồi. Tai bồng. Hoa này khác nhá. Rồi tai bồng kèm size M hoặc L, vàng M cho chị Kim Liên. Rồi ạ. Rồi lấy comment cho mã tai bồng M hoặc là tai bồng L cho em nha. Đẹp xuất sắc luôn. Tai bồng size M hoặc tai bồng size L cổ vuông. Tai bồng 89K. Lên cho mã tai bồng kèm size M hoặc L. Tai bồng kèm size M hoặc L cho em nha. 89K hoa văn họa tiết của nó là hai bên như thế này. Rồi tai bồng M hoặc là tai bồng L giúp em. Ai lấy chút nhanh tay cho em có đúng 2-3 cái thôi mọi người. Không có cái thứ tư luôn á mọi người. M hoặc L. Nhanh tay chốt cho em nha. 89K. 89K chốt liền cho mã tai bồng kèm size. Vàng đó em hết mất rồi. Tai bồng kèm size cho em nha. Tai bồng size L chị Anh Thơ Mai. Em vẫn còn M và L. Size L cho chị Quỳnh Mai. Em còn một con ML mặc vừa. Em vẫn còn size một con ML mặc vừa. Rồi một con tai bồng size M chị Dư Kiều Anh. Ok. Dư Kiều Anh chốt hàng kèm số nhá. Dư Kiều Anh chốt hàng kèm số ạ. Có một con duy nhất này. Beo xanh size 2XL. 60-65 cơ mặc vừa lên cho mã beo xanh. Hàng 3D lụa xịn nhá. 95.000. Beo xanh là size 2XL. 60-65 cơ là mặc vừa cho em ạ. 60-65 cơ mặc vừa. Tay bồng đó em hết rồi. Chốt mã khác giúp em với nha. Rồi lấy comment cho mã beo xanh giúp em ạ. 60-65 cơ mặc vừa cho em nha. Rồi Dư Kiều Anh chốt cho em thêm một con đủ đơn. 60-65 cơ mặc vừa chốt cho mã beo xanh. Quá đẹp luôn các chị. 95.000 một cá thôi. Beo 2 chị Lê Tuyết. Beo 2XL chị Lê Tuyết. Cố gắng tương tác mạnh tay lên cho em nha. Cố gắng tương tác mạnh tay lên cho em ạ. Em lên các chị một con tay bồng này siêu đẹp này mọi người. Tay bồng hoa nhí giúp em nha. Tay bồng này hoa nhí các chị nhìn hoa này. Phải nhìn gần mới thấy cái hoa và cái chất vải của nó như thế nào mọi người nha. Rồi mã beo này em có đúng một con thôi. Rồi lấy comment cho mã hoa nhí. Con này là tay bồng như thế này nha. Hoa nhí kèm size giúp em ạ. SML 1XL, 2XL và 3XL. Ai lấy chút nhanh tay cho mã hoa nhí giúp em mọi người ơi. Hoa nhí kèm size giúp em ạ. SML 1XL và 2XL cho em ạ. Màu của nó là sát như thế này nhá. Rồi 89K luôn. Lên cho mã hoa nhí kèm size giúp em ạ. Hoa nhí tay bồng cho em nha. Rồi đủ size từ size S tới size 3XL. Đủ size từ S tới 3XL. Rồi chị nào lấy comment cho em mã hoa nhí nhá. Nhí size M chị Ngọc Hương. Ok chị. Rồi chị nào lấy comment cho em mã hoa nhí 3X chị Lê Tuyết. Rồi ok chị. Rồi chị nào lấy comment cho em bạn SML 1XL, 2XL, 3XL. Tay bồng này tay bồng nhẹ thôi. Các chị không sợ nó bồng quá, nó trẻ quá đâu các chị. Rồi SML 1XL, 2XL và 3XL. Rồi mã beo xanh em hết rồi chị ơi. Em còn hoa nhí nhá. Tại vì lên cái mã này em hết mã đó rồi. Các chị chốt từng mã giúp em ạ. Hoa xanh kèm, hoa nhí kèm size cho em nhá. Đủ size từ size S tới size 3XL. 89.000 một áo mọi người nha. 89k một áo ạ. Ai lấy chút cho mã hoa nhí nha. Rồi chị có rồi chưa gửi đâu. Dạ rồi ok ạ. Chị cứ chốt thêm ở đây đi rồi rồi đủ đơn là nhân viên đã gửi cho chị nhá. Khách cũ thì không lo. Rồi hoa xanh này em có size M và size 2XL. Hoa xanh này em có một con M. Hoa xanh kèm size cho em nha. Hoa xanh kèm size chất vải lụa nhật xịn sò cho em nha. Hoa xanh size M và hoa xanh size 2XL. Mỗi con em chỉ có một cái duy nhất thôi. Hoa xanh size M và hoa xanh size 2XL cho em 95.000. Hoa xanh M và hoa xanh size 2X nha mọi người nha. Nhanh tay chốt cho em ạ. Hoa xanh kèm size tay phối chị mua sữa tay thử không em?
là sao? Rồi lấy cà mê nhanh tay cho em ạ. Hoa 2 color lê tuyết hết 2X. Em chỉ còn size M thôi mọi người nha. Lê tuyết nè. Rồi dồn đơn hoa size 2X là Phú Thiện ơi. Em hết rồi. Rồi lấy cà mê cho mã hoa xanh này là size M 50 cân đổ lại mặc vừa cho em nha. Đơn Trường Huy. Em ơi đơn Trường Huy lại đi chưa? Không biết rồi. Rồi lấy cà mê cho mã hoa xanh giúp em nha. Rồi hoa vàng size L có con này 95 ngàn. Chưa gọi được hoa tay size M chị Huỳnh Hoa. Rồi em còn một con size M em đang mặc. Trời ơi con này đẹp lắm mọi người ơi. Mã vàng size L không đẹp không lấy tiền mọi người nha. Mã vàng size L cho em nha. Một rừng hoa hướng dương. Vàng size L 95 ngàn. Vàng size L cho em nha. Vàng size L chốt từng mã giúp em ạ. Mã vàng size L 95 ngàn. Vàng size L thì chất bạn là chất tầm giúp em nha. Cái này là chất tầm. Vàng size L 95. Chị nào lấy comment cho mã vàng size L giúp em nha. Xả các chị 95 ngàn. Em còn một con hoa xanh size M nữa. Rồi một con tím giúp em nha. Tím này em có size M L mặc vừa cho em ạ. Hoa vàng của chị ạ. Vàng size L của chị Quỳnh Mai. Tím này M L mặc vừa giúp em nha. 52 cân đổ lại là mặc vừa giúp em ạ. 52 cân đổ lại là mặc vừa lên cho mã tím bạn. Tím giúp em ạ. Tím nha mọi người nha. FML mặc vừa luôn. Tại vì chất vải nó có co giãn cho em nha. Mã tím cổ cao 2 phân cho em 79k. Tím cho em nha. Tím nha em ạ. FML mặc vừa luôn giúp em nha. Rồi lấy cả bên cho mã tím 79. Mã tím 79k cổ cao 2 phân. Nhanh tay chốt cho mã tím giúp em nha. Rồi 79k mọi người. Nhanh tay mọi người. Ô con này đẹp lắm. Một con hoa tím siêu đẹp còn sót lại đúng 2 con thôi. Rồi mã tím 79 mọi người. Ai lấy chút nhanh tay cho mã tím cho em nha. Đây chị Hồng Nhung coi lại chị Hồng Nhung kìa. Rồi không đi được. Không đi được, cái vùng của chị không đi được chị ơi. Rồi mã loang màu cho em, đẹp xuất sắc luôn. Loang màu này là size M 50 cân đổ lại mặc vừa lên cho mã loang màu cho em 95k nha. Loang màu size M 50 cân đổ lại mặc vừa cho em cổ 2 phân và tay dài cho em nhá. Loang màu size màu M là 95 hoa xanh của chị Đỗ Thị Liễu đây. Rồi chốt cho em đủ đơn cho em từ 2 cái mọi người nhá. Lên cho mã loang màu size M giúp em ạ 95 ngàn. Loang màu size M giúp em nhá. Giá các chị 95 ngàn. Đỗ Thị Liễu chốt hàng kèm số ấy. Chốt hàng kèm số giúp em với. Rồi lấy comment cho em là mã gì đó. Mã loang màu. Loang màu là 95 ngàn nhá. Cái mã size này có size gì đây? Cái này khác hả? Ủa cái này sao không ghi có size gì? À S, M, L. Được rồi. F, M, L. Trời ơi, cái này cổ khác nè. Họ thêm ra. M. F, M, L. Được rồi, em có thể. Loang màu size M chị Ngọc Hương. Mã tím size M chị Quỳnh Mai. Tím M, L mà ok luôn chị. Tại vì chất phải co giãn. Quỳnh Hương có đơn rồi. Cái này là cổ bèo. Bèo à? Trời ơi, nó mấy loại cổ luôn á. Nó nhiều loại các chị. Rồi chấm bài tương tác nha. Đợi em tí. Rồi cổ bèo kèm size giúp em nha. Xanh đẹp chưa? Xanh cổ bèo. Trời ơi. Có size S, size M. Có size S, size M và size 2X hả? FM và 2X. Lên cho mã xanh. Xanh này là xanh cổ bèo cho em nha. Theo các chị 79k thôi mọi người. Đẹp không? Trời ơi cái họa tiết này đẹp lắm luôn ấy. FM và 2X. Nhanh tay chốt cho mã xanh kèm size. Trời ơi họa tiết nó sang tục chưa? Xanh nha, xanh bèo size FM hả? M chị Phùng Mỹ Quyên. M con em đang mặc rồi. Một con F và một con 2X nữa. Một con F và một con 2X nữa. Rồi size M em hết 2X cho chị màn ảnh nhỏ. FM mặc vừa luôn á. S này của chị Hoàng Tuân, ok. Con này của chị Phùng Mỹ Quyên này, 79.000. Rẻ lắm luôn á mọi người. Rẻ như cho luôn. Lên các chị cho chị một cái mẫu 4 tà đi. Mẫu 4 tà. Bây giờ có cái mẫu 4 tà này. Rồi lên các chị một con tím hàng 3D cho em nha. Đẹp xuất sắc. Rồi con này cho em cổ cao 2 phân. Rồi tím size M cho em ạ. Đẹp chưa? Tím size M 95 ngàn hàng 3D. Quá đẹp luôn. 9 size M 95 ngàn. Chị nào lấy chút nhanh tay cho mã tím size M cho mã tím size M nhá. Tím size M là 95k. Chị nào lấy chút nhanh tay cho em ạ. 50 cân độ lại mặc vừa. Mã tím size M 95. Chị tím size M giúp em nha. Xanh cổ bèo em hết rồi. Để em lên mẫu khác. Rồi mã tím size M 95 ngàn. Trời cái mẫu này không đẹp không lấy tiền luôn mọi người chất này. Siêu siêu đẹp luôn. Tím size M. Rồi lên các chị một con họa tiết đỏ. Rồi con này size XL 55 đến 60 cân mặc vừa lên cho mã họa tiết. Trời ơi 95 ngàn. Họa tiết size XL 55 đến 60 cân mặc vừa cho em nha. Tùy theo từng chất vải giúp em mọi người nha. Tùy theo từng chất vải nên các chị yên tâm nha. Hỏi tay vòng sửa tay thường được không? Vậy chị đừng mua tay vòng mất công sửa làm gì chị. Em cũng không biết nữa tại vì cái này nó thuộc về bên kỹ thuật rồi. Cứ mua tay thường thôi, tay thường nó còn rẻ hơn tay phòng mà.
Rồi lấy comment cho mã họa tiết đỏ cho em size 1XL 55-60k mặc vừa họa tiết đỏ giúp em nha. Rồi 95.000 luôn mọi người. Họa tiết đỏ 95. Họa tiết Bích Ngọc Lê. Họa tiết của chị Bích Ngọc Lê. Rồi cố gắng tương tác nha mọi người nha. Cố gắng tương tác lên cho em. Cái cổ vèo này em còn một con này. Cổ vèo này em còn một con size L. Cổ vèo này em còn một con size L. Chị nào nhanh tay được cho em nha. 79k. Cổ vèo size L 79. Cổ vèo size L giúp em nha. Cổ vèo size L 79 nhanh tay. Cổ vèo size L. Con này nếu mà chốt cho A thôi lên này nó bị dụng chú chống nước mưa. Cổ vèo size L chị Anh Thương Mai này. Ghi chị Anh Thương Mai được phơi lên. Cổ vèo size L chứ chị Anh Thương Mai. Rồi con này em có size nè. Cái này là cái quái hình nữa, cái cổ hả? Cái này là cổ cao. SMLXL. SMLXL. Nhanh tay lên cho em mã cổ tròn kèm size SML và XL. SML và XL cho em nha. SML XL. Rồi cổ vèo của chị Anh Thương Mai rồi em hết. Ôi cái mẫu này, size S này. Mà càng ôm càng đẹp nha mọi người nha. Các chị có thể lùi xuống một size luôn. Nó có độ co giãn. Đó là em 51 ký mà em mặc size S này. SML XL nhanh tay. Rồi lên nhanh tay cho em nha. Tìm có size L không em hết rồi. Cổ vèo kèm quên lên cho mã. Mã gì đó? Mã cổ tròn. Cổ tròn kèm size. Cổ tròn size XL này chứ chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy. Rồi em hết XL luôn. Sao đi chờ em một tí em coi thử rồi. Rồi đúng rồi, Nguyễn Thị Ngọc Thủy 79. Rồi cổ tròn này em hết rồi. Không đổi tới đổi lui nha chị nha. Tại vì cái mẫu này em có ít lắm. Chị đổi như vậy là làm loạn của em á. Tại vì nó có một cái à. Rồi cổ tròn size L cho chị Quyên Trần. Em còn SM. SM thôi mọi người nha. Mẫu em đang mặc. Chị nào size S size M ok. Cổ tròn SM nha. Cổ tròn size S và size M. Ai lấy chút cho em size M chị Phượng Tím. Này S nhưng mà M mặc vừa. Đảm bảo luôn. Rồi cái này cho size M chị Phượng Tím này. Tại vì cái màu đó đâu có nhiều đâu mà xả tới xả luôn làm gì mất công. SM là đủ size rồi mọi người. 4 tà. Mẫu này em tặng các chị luôn. Về có khóc không mày? Nhung. Đang khóc rồi. Rồi bốn tà kèm size cho em ạ. Từ size S tới size 2XL. Nhanh tay cho em nha. Hàng tay bồng này mọi người ơi. Ê Nhung coi thử tay bồng không nha. Chưa chắc đâu nha. Bốn tà kèm size cho em nha. Cái mẫu tay bồng này em tặng các chị 101 luôn. Hàng tay bồng bao giờ nó cũng cao hơn hàng tay thường nhá. Lên cho mã bốn tà kèm size cho em ạ. Đẹp xuất sắc luôn mọi người. Bốn tà tay bồng này kèm size. Tay thường hả? Để em chút xíu. Để em chút xíu em coi thử. Tại vì cái này nó nằm ở trong bịch á. Nên không biết là như thế nào. Tay thường hết hả? Đợi em một tí. Thôi đợi em một tí em soạn á. Bởi vậy nghi lắm. Hồng giúp em nha. Hồng size S nè. 95.000. Hồng size S 95.000. Hồng size S là 95.000. Chị nào lấy comment cho mã hồng size S 95 nha. Bốn tà này em đang có size S. Bốn tà này em có size S nha. Chị nào lấy comment cho mã bốn tà S đi. Con này tay vòng cho em ạ. Bốn tà S 110. Bốn tà size S 110. Bốn tà size S 110. Con này tay vòng. Để tí nữa con tay thường em sẽ lên. Tí nữa con nào tay thường em sẽ lên. Hả? S với L. Không có con à. S với L hả? Rồi bốn tà size L này cho chị Quỳnh Mai 101. Rồi em còn một con bốn tà size S nữa. Em còn một con bốn tà size S nữa. Chuẩn bị lên live. Không thể nào mà like mà khi con nó khóc rồi. XL. Có một con XL nữa. Bốn tà đó có con XL nữa. Để em lên các chị một con Tây Thi này mọi người ơi. Tây Thi cam kèm size này. Tây Thi cam kèm size giúp em với nha. Bốn tà đã em có size XL nữa thôi. Chị Quyên Trần ơi. Chỉ có size XL nữa thôi nha. Còn Tây Thi cam đẹp xuất sắc luôn. Tây Thi cam em cũng không biết bán phải bán nó hạ giá như thế nào luôn đó mọi người. Tại vì em lấy vô rất là cao luôn. Còn Tây Thi cam kèm size cho em nha. Đẹp xuất sắc luôn. Thêu này mọi người ơi. Thêu kỹ chứ không phải thêu vớ vẩn đâu. Rồi kèm size. Tây Thi cam kèm size cho em nha. Tặng các chị 120 luôn. Phải cho hết. Trả các chị 120. Em còn size S thôi. Tây Thi cam này size S size M. Tây Thi cam này em có size SM 2XL. SM và 2XL. Chị nào lấy chút cho bạn Tây Thi cam. Thêu rất là đẹp nha. Tặng các chị 120. Hàng Tây Thi mà theo là theo kỹ cho em. Tây Thi cam kèm size SM và 2XL. Ngay tay chốt cho em mỗi size còn có cả con hai con à. Tạ luôn các chị nhá. Rồi lên nhanh tay cho mã Tây Thi cam. Tây Thi cam mọi người ơi chốt đúng mã cho em là mã Tây Thi cam cho em nha. Cam 2X chị Lê Tuyết nè. 120. Cam em còn một con 2X nữa. À, quần trắng. Chị Bích Hạnh ơi. Mai báo nhân viên chỉ chốt áo đi rồi báo nhân viên lấy quần sau nha.
Cam em còn SM và 2XL. Rồi chị nào lấy comment cho mã cam. Mã cam kèm size nha. Cam M và 2XL chị Kỳ Tuyết. M và 2XL chị Kỳ Tuyết. Rồi ok, chị nào lấy comment cho em nha. Em hết 2X rồi. Em chỉ còn size S thôi mọi người. Em chỉ còn size S thôi. Kho con S này em tặng luôn. Tại vì size nhỏ, còn đúng 3 con size nhỏ em tặng các chị 100k. Tặng cho hết. Em nhập vô đã là 101 rồi. Nhá, chưa kể tiền vận chuyển. Lấy comment cho mã cam S 100. Cam S tặng các chị 100. Đây lên like đi nữa, mẹ nó khóc quá. Rồi cam S nha, tặng các chị 100k. Nó xả cho hết thôi các chị ơi, xả lỗ luôn đó. Tại vì cái này là size S em đang còn tồn á. Chứ size 2XL em hết rồi. Cam S chị Lan Thanh này, 100GV thôi lộ này. Cam S là 100 thì chị Vũ Thị Kim Thủy này. Em còn một con nữa chị nào hốt nốt. Trời ơi, size S quá hời rồi, đúng không? Size S quá là hời luôn. Em còn một con chị nào lấy chốt nhá, 100k. Size S xả cho hết. Size S cho chị Lavender này. Lavender bây giờ mày có đơn. Rồi ok này. Đây em lên con này đi, có con này. Cam S em hết rồi chị ơi. Rồi, hết cam S nha. Con nào mà cảm thấy size S nhiều quá cứ mạnh dạn quá. Rồi con này trên size L mọi người, một con cổ bèo size L, tay bóng nó cưng quá cho chị ơi phải này. Cái này sẽ trên size L mọi người nhá, có đúng thứ nhất một con này thôi. Phải cái này không ta? Đúng rồi. Để coi có thấy bóng không nhá, có size M với size L mọi người. ML cho em cái này mọi người nhá, 89k. Lấy comment mã hoa xanh cho em nha mọi người, chấm lên tương tác nhá. Rồi hoa xanh cho em kèm size M với size L mọi người nhá. Rồi 89k thôi, 89.000 một áo. Quá rẻ nhưng có chị đẹp lắm. Rồi hoa xanh cho em kèm size ML cổ cho em, cổ bèo tay bồng mọi người nhá. Rất là cưng luôn, 89k thôi. Rồi chị nào lấy lên cho em là mã hoa xanh kèm size nha mọi người nhá, 89k. Chất có giãn cho em mọi người, mặc cực kỳ mát luôn. Rồi hoa xanh cho em kèm size mọi người nhá, size M hoặc là size L cho em, rất là đẹp luôn. Hoa xanh kèm size M hoặc là size L cho em mọi người nhá, rồi 89k thôi. Hoa xanh kèm size M hoặc là size L cho em nha mọi người nhá, 89.000 một áo thôi. Rồi 89k một áo thôi. Cái mẫu vàng chị Huệ lên chưa ta? Hoa xanh size L cho chị Quỳnh Mai. Rồi hoa xanh size M chị Lam Thanh. Rồi ok mọi người, 89k thì quá rẻ luôn, có chị ơi tranh thủ hỗ cho em. Cái mã vàng này ạ, em còn size S, size L, 1X với 2XL cho em. Rồi tặng cho chị ạ, 95 thôi. Rồi 95.000 mọi người nhá, chấm lên tương tác nhiệt tình lên cho em. Mã vàng kèm size hàng này, hàng 3D lụa thải cho em. 95k thôi, lấy comment cho em cái này là mã vàng ha. Vàng cho em 95.000 kèm size là size S, L, 1X với 2XL. S, L, 1X với 2XL cho em nha mọi người ơi, 95k thôi, mã vàng kèm size. Mã vàng cho em kèm size kèm số là có đơn nha mọi người nhá. Rồi 95k cho em là mã vàng nha mọi người nhá, 3D này, trời ơi đẹp lắm luôn. Các chị ơi chốt nhanh cho em hỏi tiếp hoa sen ha. Rồi vàng kèm size S, L, 1X với 2XL cho em cần mấy áo thôi. Mỗi size có đúng duy nhất một áo thôi nha mọi người nhá, chốt nhanh cho em. Rồi vàng vàng XL chị Hoa Nguyễn này, vàng XL Hoa Nguyễn là bây giờ mày có đơn cái mã hồi nãy cho chị chốt. Không có size của chị á nhá. Hoa vàng hãy cho lòng cho chị Phú Thiện này. Rồi ok, 95 ngàn một áo thật sự luôn, quá rẻ luôn các chị ơi, chốt nhanh cho em. Rồi còn S với L nha mọi người nhá, em còn size S với size L. Còn một S một L các chị yêu ơi, còn một size S một size L cho em chốt nhanh nha mọi người, 95 thôi. 95 ngàn nha mọi người nhá. Chất này về nhận hàng mê luôn cho em nha mọi người nhá, chất không để em đâu. Em bao đổi trả luôn nhá. Rồi ạ, vàng còn L mọi người, còn S còn L thôi các chị ơi, hết XL rồi, hết XL rồi nhá. Còn size S với size L. Rồi còn size S với size L nha mọi người nhá. Rồi hoa vàng size S chị Lavender rồi này, hoa vàng S chị Lavender. Hoa vàng size S chị Lavender rồi nhá. Rồi một con này hoa trắng chị em lên hàng lẻ thôi mọi người, em lên hàng lẻ thôi nhá. Rồi cái này chị nào size L mọi người nhá, size L. 50 tới 55kg cho em cái này eo 76 chốt nha mọi người nhá. Eo 76 chốt cho em mã hoa trắng các chị ơi, xả luôn 95 luôn. Hoa trắng size L 95 luôn mọi người ơi, size L cho em 50 tới 55kg nhá. Rồi 50 tới 55kg chốt cho em con này mọi người nhá. Mã hoa trắng cho em size L. Hoa trắng size L cho em mọi người ơi, tạ 95.000 thôi. Trời ơi giá thật sự luôn, quá rẻ luôn các chị ơi, chốt nhanh. Rồi 95k lấy comment mã hoa trắng cho em nhá, size L, hoa trắng L 95. Hoa trắng size L 95 nha mọi người. Lấy comment mã hoa trắng size L 95.000. Hoa trắng L 95 chị Hồng Bảo này. Hồng Bảo này. Rồi cái này là cổ tròn hết đúng không ta? Này như có hai con này thôi này. Cái này mẫu này em có hai con thôi. Mẫu này em chỉ có hai con thôi mọi người ơi. Cái này có size S này. S với 2XL cho em. Mẫu này em có size S với 2XL cho em. Comment mã cổ tròn đi. Nãy em lên cái cổ bèo rồi mọi người nhá. Con này comment cho em là mã cổ tròn nha mọi người nhá. Cổ tròn cho em bao nhiêu ta? 79 hay 89 ta? 89, 89 ngàn nha mọi người. Ê thường á. Thôi 79 thôi.
Rồi 79k mọi người nhá, cổ tròn cho em kèm size. Cổ tròn kèm size cho em size S hoặc là hãy trả lời cho em mọi người nhá, tặng cho các chị 79.000 một áo thôi. Chất này các chị co giãn cho em mọi người nhá. Chất này rất là mát luôn nha mọi người nha. Em chào chị Ca Lê này. Rồi ạ, lấy cận lên cho em cái này là mã mã cổ tròn kèm size mọi người nhá. Còn đúng hai áo thôi, size S và size hãy trả lời. Cổ tròn kèm size nha mọi người nhá. 79k một áo. Chỗ đẹp lắm các chị ơi. Chất nhanh cho em là mã cổ tròn. Rồi chốt nhanh cho em là mã cổ tròn kèm size nhá. Cổ tròn kèm size chất mát cực kỳ luôn các chị ơi. S với hãy cho lời cho em co giãn nha mọi người nhá. S với hãy cho lời. S với hãy cho lời cho em. Trời ơi các chị có đơn áo bên em mới lấy quần cho các chị được nha mọi người nhá. Comment sáo giờ luôn á. Rồi mã cổ tròn cho em kèm size. Cổ tròn mọi người ơi, kèm size kèm số là có đơn. Đây có các con 4 tà này này. Rồi chấm tương tác cho em mọi người nhá, cố gắng nhá, chấm tương tác lên cho em. Rồi con này S ha, rồi cổ tròn hãy cho làm cho chị Lê Tuyết này, hãy cho làm Lê Tuyết này. Cái này cho em mọi người, hoa đỏ, pha S mặc vừa tay bồng. Đỏ tay bồng cho em 89k mọi người nhá, lấy comment mã hoa đỏ cho em. Rồi đẹp lắm các chị ơi, pha S ha. 40-48kg mang vừa cho em con này mọi người nhá. 40-48kg mặc vừa lấy hoa đỏ này. Lên cho em là mã hoa đỏ nhá, tay bồng 89k thôi. Hoa đỏ 89k kèm số điện thoại. Trời ơi con này không đẹp không lấy tiền các chị luôn. Tay bồng này rất là cưng luôn. Hoa đỏ dồn đơn chị Tinh Linh này. Hoa đỏ dồn đơn chị Tinh Linh này. Ok. Hoa đỏ chị Tinh Linh. Rồi nha mọi người ơi, chấm lên tương tác lên cho em nha. Chấm lên tương tác ha. Rồi cái mẫu này ạ. Mẫu này nó lẻ. Mẫu này bị lẻ rồi này. Này hết hoa đỏ rồi, cái này cổ tròn. Cổ tròn đã có kìa. Size S, M. Size S với size M cho em cái này mọi người nhá. Xanh. Mã xanh cho em kèm size S hoặc là size M nha mọi người nhá. Xanh kèm size S hoặc là size M đẹp lắm các con. Đẹp lắm luôn. Không cá thì đi trồng cà rồi, trồng cà phê. Rồi nha mọi người lấy comment cho em cái này là mã xanh, xanh kèm size. Rồi xanh kèm size cho em mọi người nhá. Cái này có size S với lại size M thôi, có S với M thôi, 89 đi. 89k một áo nha mọi người nhá. 89.000 lấy comment mã hoa xanh. Lên hàng lướt hả mọi người, chấm lên tương tác cho em đi. Chấm lên tương tác cho em nhá. Rồi hoa xanh kèm size. Cái máy này lúc tối lúc thì sáng, bây giờ nó lại sáng rồi. Rồi hoa xanh cho em mọi người nhá. 8 hay 7 tay. 7 người ta. Này tay chuyển bộ tròn 7 đi. 7 đi, 79 đi nhá. Mã xanh kèm size. Rồi sẽ là xem 79 nha mọi người nha, bán 79 đi, tặng 79 đi. Rồi size S của chị Lavender là ok, em chào chị Kỳ Tuyết nhá. Rồi chấm tương tác cho em nha mọi người nhá. Chấm tương tác cho em, rồi còn size ạ, à? Còn size S với M luôn. Em còn S với M luôn mọi người nhá, 79 thôi, tặng cho chị 79 thôi. Tặng cho các chị 79k thôi nha mọi người nhá. Đây em còn con size 7XL này, tặng luôn các chị 95, mã đen. Mã đen cho em mọi người, size 7XL nhá, 65-70kg mã đen. 65-70kg cho em mã đen nhá, size S và M cho chị có may này, rồi ok. S và M chút chị có may này, 79k quá rẻ luôn mọi người, chốt nhanh. Rồi đen mọi người nhá, em chào chị Bùi Thị Kim Tuyến này. Rồi đen cho em size bãi cho là 65-70kg cho em 90. Đen cho em mọi người nhá, đen 95, mã đen 95, hàng này là hàng 3D lụa Thái cho em. Rồi đen bãi cho lời cho cô Lê Tuyết này. Cô Lê Tuyết này chốt chắc cho cháu nhá cô ơi. 95. Rồi xanh M. Rồi xanh size M chốt chị Huỳnh Hoa, xanh M Huỳnh Hoa một con, ok này. Xanh mờ chắc chị Huỳnh Hoa một con rồi, ok. Cái mẫu còn mẫu nào ta thôi, lên mẫu lẻ chút đi. Em lên mẫu lẻ chút nha mọi người nhá, tại vì cái này chưa có sẵn size á. Lên mẫu lẻ nhá, chấm lên tương tác cho em có con thổ cẩm này các chị. Thổ cẩm cho em mọi người nhá, cái này kèm size. Thổ cẩm cho em kèm size nha mọi người ơi, thổ cẩm kèm size. Ui đẹp lắm luôn đấy các chị. Này không thấy size ta. Size S này. S với size XL. S với XL cho em con này thổ cẩm mọi người nhá. Thổ cẩm cho em kèm size. Rồi 89 luôn đi. 89k chị nào lấy thổ cẩm này, comment cho em con này là thổ cẩm nha mọi người nhá. Cổ cao 2 phân đẹp lắm các chị ơi, còn đúng 2 con thôi. S và size XL nha mọi người nhá. S là chị nào 40-48kg này. XL là 55-60kg chốt cho em nha mọi người nhá. Rồi thổ cẩm cho em kèm size nha mọi người nhá. Thổ cẩm mà XL này. Thổ cẩm XL chị Thúy Hà Nguyễn này. Bây giờ mới cả đơn, em còn size S thôi. Thổ cẩm còn S thôi mọi người nhá. Thổ cẩm bên còn size S thôi, 89k quá rẻ luôn các chị ơi. 89.000 nha mọi người nhá. Rồi Bình Nguyễn size S nó đẹp lắm các chị ơi, mặc rất là sang luôn nha mọi người nhá. 89k. Rồi. Rồi lên cho mọi người một con xanh cồm nhá. Rồi một con xanh cồm cho em. Đây phải xanh cồm á. Đây nha mọi người, size L. Xanh cồm size L cho em, đẹp quá các chị ơi. Xanh cồm size L 89 luôn. Xanh cồm cho em size L 89.000 luôn các chị ơi. Lấy comment mã xanh cồm cho em size L. 89k lấy comment mã xanh cồm nha mọi người nhá. Xanh cồm L 89 này.
xanh cồn size L chị em 89k kèm số điện thoại. Đẹp lắm, cái màu này lạ này các chị ha. Xanh cồn mọi người, em thấy số chị Thúy Hà Nguyễn rồi chế ơi. Nói chung là các chị đã từng mua hàng với em rồi là em có số rồi. Lên. À lên bị sai số rồi, ok. Rồi xanh cồn L chị có may. Cái này chị em mọi người ơi, đẹp không? Trời ơi hoa này các chị. Xanh chị em mọi người nhá, size XL chốt comment mã xanh 89 luôn, size XL 89k. Xanh XL 89 chị Nguyệt Thái Hậu Hồng hả? Chưa có đơn chị chưa có đơn nhá. Hồi nãy cái mã kia lại bị em hết size rồi. Rồi ạ, mã xanh cho em đi mọi người. Mã xanh cho em dành chị nào mà size XL nhá. 5569 chốt. Rồi xanh cho em 89 các chị yêu ơi. Lấy comment mã xanh 89.000 xanh, xanh 89 này. Mã xanh cho em 89k, cái nào soạn size rồi ta? Xanh 89. Rồi, cái này có size M này. SM 2X này. Ừ, lên đen đi. Rồi xanh nhỏ, xanh đấy còn không? Xanh XL này, Hoa Nguyễn, xanh XL Hoa Nguyễn, em hết xanh cốm rồi. Em hết xanh cốm rồi, lên con này chút đi. Hoa Nguyễn hỏi có đơn rồi, Hoa Nguyễn có đơn rồi. Rồi chấm tương tác nha, chấm tương tác cho em. Rồi em lên cái mẫu này cho mọi người. Tay bóng, ồ, đẹp quá. Tay bóng không biết này. Đợi em một xíu. Đó, này cái mày tay thường. Rồi cái này cho em mọi người nhá. Lấy comment tay bóng đi, mã tay bóng. Rồi đợi em một xíu với trẻ ơi. Tay bồng kèm size S hoặc là 2XL cho em 89k luôn. Mã tay bồng ô chấp này rất là đẹp luôn. Thổ cẩm em hết rồi chị ơi, em hết thổ cẩm rồi. Có cái gì? Có size SM hả? Có luôn chị. Rồi mẫu này có size S với 2XL cho em mọi người nhé. S với 2XL cho em tay bồng kèm size. Tay bồng 89.000 kèm size mọi người nhé. Mã tay bồng rồi 89k thôi, kèm size cho em là S hoặc là size XL nha mọi người nhé. 89k một áo thôi, chốt nhanh cho em. Rất này rất là đẹp luôn nha mọi người nhé. Có độ co giãn cho em mặc mát ha. Rồi mã tay bồng mọi người ơi, tay bồng cho em kèm size. Tay bồng kèm size mọi người nhé. Tay bồng S hoặc là 2XL có đúng 2 con thôi. Mẫu này em có đúng 2 con thôi mọi người nhé. Mã tay bồng cho em kèm size. Rồi tay bồng cho em kèm size nha mọi người nhé. S hoặc là 2XL cho em, chị nào mà chưa chốt cái mẫu này mọi người chốt đi nha các chị nhé. Rồi S với size 2XL, có S với 2XL cho em nhé. Rồi à, xanh size M em hết rồi chị. Xanh size M là cái nào, mã tay bồng nhé. Cái này là tay bằng cho em chụp hình gửi qua Zalo hoặc Messenger cho em đi chị Đặng Thị Nhí ơi nhá. Rồi tay bằng cho em mọi người ơi, mã tay bằng. Rồi cái đen này có size gì ta? SML. Đen này có size S, size M, size L cho em mọi người, SML. Ui đẹp chưa? Mã đen. Mã đen mọi người nhá. Tặng luôn các chị con này 79k mã đen kèm size SML nha mọi người nhá. Mẫu này em có mấy con thôi, mã hoa đen. Hoa đen kèm size. Hoa đen cho em kèm size mọi người nhá, size SM và size L cho em, SML. Rồi hoa đen cho em kèm size kèm số là có đơn nha mọi người nhá. Rồi em chào chị Ngọc Vân Tròn luôn. Hoa đen kèm size đấy các chị ơi, SML 79.000 một áo thôi. Rồi mã đen size L Quỳnh Mai đi chị Quỳnh Mai là chị chốt size L thôi, size L cho chị Quỳnh Mai. Rồi nha mọi người nhá, mọi còn mấy áo thôi chốt nhanh cho em, em còn mấy áo thôi mọi người chốt nhanh cho em nhá. Rồi ok chị Quỳnh Mai em lấy size L rồi, size S size M còn L luôn mọi người nhá, còn size L luôn. Hết L rồi hả? L rồi chị có may không? Em hết size L mất rồi, còn S với M thôi. Chị nào lấy comment hoa đen 79k, 79k áo mọi người nhá, mã hoa đen giúp em. Hoa đen 79 cho em kèm size, còn size S với size M thôi. Em còn size S với size M thôi mọi người, chốt nhanh cho em nhá, mã hoa đen, còn S với M. Hoa đen mọi người ơi, chấm lên tương tác cho em nha. Em chào chị Nguyễn Ngọc Liên, chào chị Nguyễn Ngọc Liên. Rồi một con tím cho em cổ cao này các chị ơi, tím cổ cao size L. Tím cho em size L mọi người, tím size L em có 2 con. Rồi tặng luôn cho các chị con này ạ, 89k mã tím. Mã tím cho em mọi người, tím 89 cho em size L ha. Có đúng 2 áo thôi mọi người nhá. Mã tím cho em size L, con này cổ cao 2 phân cho em, tím size L 89 nhá. Tím size L 89k kèm size, kèm số điện thoại luôn cho em nha mọi người nhá. Ba con này tay dài luôn. Tay dài luôn cho em nha mọi người nhá. Mã tím kèm size, ok. Tím kèm số điện thoại luôn cho em, size L 50-55 này. Rồi ạ, à, Tú Thanh Dương một con tím này. Rồi tím em còn một nha mọi người nhá, 89k một áo quá rẻ luôn các chị ơi, chốt nhanh. Rồi tím cho em mọi người nhá, cái màu này thật sự luôn là không có kém được với mặt đâu các chị, mặc đẹp nhá. Rồi tím cho em nha, size L, tím size L em còn một. Tím size L em còn một mọi người nhá. Rồi 89k thôi, mã tím size L 89 cho em ha. Tím size L 89k kèm số điện thoại cho em nha mọi người nhá. Hàng này hàng 4 tà này. Đen 4 tà cho em. Tím không có S rồi. Tím size S hả? Tím size S em không có rồi, chị em cần mẫu khác thôi. Rồi cái này có size M, size L, nó ghi ML. Ô hàng 4 tà mọi người nhá. Bồ phải 4 tà, đúng rồi 4 tà. 4 tà cho em kèm size ML mọi người nhá. 4 tà tặng cho chị 110k luôn.
110k, con này chị nào lấy comment cho em là 4 tà mọi người ơi, kèm size ha, 4 tà kèm size M với L. 4 tà cho em mọi người ơi, thật sự luôn là không à, được S với M thôi, sorry mọi người chốt lại đi. Tìm lời cho chị nhé, ok chị Lavender này. Được size S với M thôi mọi người, cái này nó bị nhỏ nhỏ hơn một size rồi. Cái này bị nhỏ hơn một size rồi, cái này S này. S với M mọi người nhá, sẽ S hoặc là size M cho em 4 tà nha mọi người nhá, 110 thôi. 110k chị nào lấy 4 tà comment cho em là 4 tà kèm size cho em M hoặc L. À sorry mọi người, sẽ S với M nhá, chốt lại cho em. Sẽ S hoặc là size M cho em mọi người nhá, 4 tà kèm size, hoa này rất đẹp luôn nha mọi người nhá, mã 4 tà cho em kèm size kèm số là có đơn. 4 tà cho em kèm size kèm số cho em là có đơn nha mọi người nhá. Rồi 4 tà M cho chị Quyên Trần. 4 tà size M Quyên Trần có đơn rồi này. 4 tà còn S mọi người 101, hàng 4 tà 101 hết nha mọi người nhá, lấy comment cho em là 4 tà, còn size S nha mọi người. À, chị Dư Kiều Anh, chị chốt size bao nhiêu chị comment cả size luôn cho em nhá. Báo size luôn cho em chị yêu ơi. Rồi em có con hoa xanh này SL SL rồi, còn S thôi. Còn S thôi các chị yêu ơi, còn S thôi để em lên mẫu khác nha, để em lên 4 tà mẫu khác ha. Rồi hoa xanh cho em con này mọi người nhá, size L 95.000, 95k chị nào lấy comment cho em con này là mã hoa xanh mọi người nhá, size L chốt eo 76. Size L chốt cho em eo 76 mọi người, kèm size chị Liên Nguyễn kèm size đi ạ. À, em còn S nhá, 4 tà em còn sẽ S thôi mọi người, cố gắng kèm size luôn cho em ha. Rồi ạ, à, mã hoa xanh mọi người, hoa xanh size L 95. Hoa xanh size L 95 chất này cho em là chất lụa Thái nha mọi người nhá, rất là đẹp luôn đắc chế ơi. Em chào chị Nguyễn Thu. Rồi hoa xanh size L đi mọi người, 95. Hoa xanh size L 95 nha mọi người nhá, lấy comment mã hoa xanh. Size L chốt cho em mọi người 95.000 thôi, chấm lên tương tác nhiệt tính lên cho em nhá, mã hoa xanh 95. Rồi 4 tà sẽ chị Kim Quyên Trần, bây giờ này có đơn này, Kim Quyên Trần. Rồi nha mọi người, toàn hoa xanh size L các chị yêu ơi, hoa xanh size L 95. 4 tà đen eo 73 mặc thử không? Chắc được, size M chắc được chị. Nhá, được nhá. Nói chung là 72-73 chanh nhau có 1cm thôi chị. Mặc được nhá. Rồi lên mẫu nào đây? Hoa xanh mọi người 4 tà, còn mẫu nào đây để lên. Hoa xanh sẽ lòm cho chị Kỳ Tuyết ạ. À, hoa xanh là 95 Kỳ Tuyết. Mẫu thổ cảm đi đi Linh. Thổ cảm lắm đó. Rồi đây em lên cho mọi người thổ cảm nhá. Thổ cảm xanh. Thổ cảm cho em mọi người. Cái này nó không có ghi sai luôn. Đợi em một xíu nó có thể đúng không? Hoa xanh cho chị Kỳ Tuyết rồi nhá. Hoa xanh cho chị Kỳ Tuyết rồi. Rồi nha mọi người, cái này có size này, nó đi tới hại cho L này. Rồi thổ cẩm đi mọi người, thổ cẩm kèm size. Thổ cẩm cho em kèm size này, có size L này. Có size L, thổ cẩm đi mọi người. Size L, 1X, 2X này. L, 1X với 2X cho L cho em. Mẫu này ạ, đồ ơi, cái này cổ bèo rồi. Rồi ạ, L, 1X với 2X cho L cho em nha mọi người nhá. L, 1X với 2X cho L cho em thổ cẩm. 89.000 một áo thôi, đẹp chưa các chị ơi, chất này rất là đẹp luôn, mát cho em nha mọi người nhá. Thổ cẩm cho em 2 cho lời chị Kim Liên này, dồn đơn Kim Liên dồn 89 thôi các chị ơi. 89k thôi, 2 cho lời Kim Liên. Rồi nha mọi người, còn size M với size L, L còn lợi cho L, còn lợi cho L, L cho chị Ca Lê này. L chị Ca Lê dồn này, L Ca Lê còn sẽ cho L nha mọi người. Em còn sẽ cho L là chị nào 55-60kg cho em eo 80 nha mọi người nhá. Rồi mã thổ cẩm cho em, thổ cẩm ạ, size L. À còn 1X thôi các chị ơi, thổ cẩm em còn XL thôi, 89k nhanh tay. Thổ cẩm cho em 89k này. Rồi, XL chị Marie Nguyễn bây giờ mới có đơn, Marie Nguyễn bây giờ mới có đơn. Rồi cái này cổ bèo cho em mọi người size S nhá, cổ bèo size S này. Cũng là họa tiết thổ cẩm đấy, nhưng mà cái này nó may cho em là cổ bèo như này nha mọi người nhá. Rồi em hết rồi các chị ơi, mã cổ bèo đi mọi người 89 luôn. Cổ bèo size S 89k chị nào mặc S hot liền hoặc cổ này, xinh chưa? Cổ bèo sẽ 89k kèm số điện thoại cho em mọi người nhá. Lấy comment mã cổ bèo 89k. Cổ bèo sẽ 89. Cổ bèo S89 kèm số ha. Cổ bèo nha mọi người nha. Em hết rồi, hết thổ cẩm rồi chị Kim Liên ơi. Của chị là em chốt hãy cho rồi nhá. Rồi cái này cho em là cổ bèo sẽ, chị nào sẽ hốt liền, hãy sẽ hốt liền. Cổ bèo nha mọi người nha, mã cổ bèo, cổ bèo. Hết rồi chị, tại vì hồi nãy chị chốt hãy cho lời nên em lấy chị hãy rồi. Hết đi cho lời rồi nha chị nhá. Hết đi cho lời rồi. Mọi người lấy lấy hai ba áo các chị phải comment nhanh tay ha. Rồi em cần cổ bèo size S nha mọi người. Cái này còn size ML. ML đúng ta? Vứt mẹ bỏ rồi. Cái này còn size M với size L mã hoa xanh nha mọi người nhá. Rồi tại lúc các chị 79 luôn. 79k cho em mã hoa xanh mọi người. Hoa xanh 79 kèm size M hoặc size L. M cho em là chị nào 45-50kg eo 72. Size L chị nào 50-55kg cho em eo 76 nha mọi người nhá. Mã hoa xanh. Hoa xanh kèm size M hoặc là size L cho em. Rồi hoa xanh sẽ làm cho chị Biển Nhớ này. Biển Nhớ phải Biển Nhớ đấy ta. 79k thôi nhanh tay. 79.000 thôi mọi người nhá. Mã hoa xanh cho em kèm size hoặc là size M hoặc là size L cho em mọi người nhá. Nói chung là em có ít thôi. Rồi ạ, à, Thu Huyền size M này ok. 79k nhanh tay giúp em mọi người. Mã hoa xanh kèm size ha.
ta xanh cho em mọi người, màu hoặc lờ. Em toàn nhiều, em toàn mày áo thôi. Em toàn mày áo thôi này, to chất này, rất là đẹp luôn cho em nha mọi người nhá. Cái màu này, em cho các chị coi cận cảnh luôn này mọi người nha. Rồi ạ, có màu vàng đồng không chị hả? Có áo màu vàng đồng, có luôn chị ơi, theo dõi like. Rồi, hoặc nhì xanh cho em, chị nào lấy nhì xanh nữa thì comment cho em là nhì xanh. Kèm size cho em M hoặc L nha mọi người nhá. Nhì xanh size M hoặc là size L cho em 79 thôi, quá vậy 79k thôi nha mọi người nhá, mã hoa xanh. Nhì xanh thổ cẩm L của Bèo hết rồi chị. Hết size L của Bèo rồi, này bị lên cái nào mà quên ta. Rồi em hết nha, em hết rồi các chị ơi. Bây giờ lên cái nào đây, cái bánh tà này đi. Bốn tà này không biết có size không. Bốn tà này để em sẵn size đã các chị ạ. Bốn tà thì em sẵn size đã. Rồi em phải con này size bãi cho lò để mọi người. Bãi cho lò cho em con này hàng lẻ. Con này là hàng lẻ size cho em mọi người nhá. Size bãi cho lò 65-70kg cho em eo 90 mặc vừa. Lấy comment cho em con này là mã tay bồng đi. Mã tay bồng cho em size to mọi người nhá. Em còn đúng duy nhất một con thôi, xả luôn cho các chị ạ. Rồi 99 99k lấy comment mã tay bồng cho em mọi người nhá. Size bãi cho lò 65-70kg cho em eo 90. 65-70kg cho em eo 90 mặc vừa nha mọi người nhá. Rồi mã tay bồng. Like trên xài hóa, hàng trên xào toàn xe nhỏ không các chị. Hàng trên xào toàn xe nhỏ không. Rồi nha mọi người nhá, mã tay bồng cho em size bãi cho lò cho em ha. 99k tay bồng bãi 99. Tay bồng size bãi cho lò 99k. Chấm lên tương tác đi mọi người, chấm lên tương tác cho em nha. Đây em lên 4 tà này cho mọi người. 4 tà các chị phải chốt nhanh cho em mọi người nhá. Size L 1X với 2 cho lò cho em nha mọi người nhá. Con này 4 tà kèm size, tặng các chị 110k. 110.000 thôi mọi người nhá. Lấy comment 4 tà. Rồi tay bồng chị Ngọc Vân Trần. Tay bồng bãi cho lò ạ. Cái đấy ta. Cái đấy 99,79 nhá chị nhá. Hàng đấy là hàng hoa nhỉ, tay bồng nhá. Cái đấy nhập về rất là cao luôn. Rồi, chị có việc bận nhờ lấy tím hay đỏ theo hả? Rồi rồi ok ok chị ký kết. L 1X 2 cho lò. Không có 7X đúng không? L 1X với 2 cho lò thôi cho em nha mọi người nhá. Rồi mã 4 tà đi ạ. 4 tà kèm size mọi người nhá. 110k 4 tà 110 kèm size. Rồi size L 1X 2 cho L nha mọi người nhá. Rồi ạ, 4 tà 2 cho L cho chị Kim Liên này. Rồi hết 2 cho L luôn. Toàn size L với 1X nha mọi người nhá. Còn L X cho L 110. 110k nha mọi người nhá. Rồi chất này rất là đẹp như này luôn cho em ha mọi người ha. Nguyệt Thái Hồng hả? Dạy chị mày. Rồi nha mọi người, 4 tà kèm size. Rồi chấm vào và tư tác mạnh tay lên giúp em nha. Lên cho các chị một con 3D hàng họa tiết thổ cẩm nhá. Thấy cái lần cho chị Kim Liên rồi. Rồi chất lụa này đẹp chưa, thổ cẩm. Thổ cẩm kèm size giúp em nha. Em có đủ size này, ML 1X, 2X và 3X luôn. Rồi con này mặc lên cực kỳ xinh nha. Màu trắng của nó là trắng kem và chất rất là dày dặn luôn nha mọi người nha. Không phải xếp mỏng đâu. Cái gì có XL cổ tròn màu trắng. Đây này chị ơi, màu trắng này, trắng trơn hay trắng gì. Rồi đủ size cho em nha. Lên cho mã thổ cẩm kèm size. Trời ơi không đẹp không lấy tiền luôn mọi người nha. Trắng này là trắng kem giúp em. Rồi thổ cẩm kèm size giúp em ạ. ML 1XL, 2XL và 3XL cho em nha. Rồi xả cho các chị cũng giá chỉ có 95.000 thôi. Hàng chất vải vải là chất vải lụa Nhật cho em nha mọi người nha. Không đẹp không lấy tiền. Mấy cái hàng thổ cẩm này mặc các chị mặc cực kỳ sang luôn nha mọi người nha. Rồi lên nhanh tay cho mã thổ cẩm cho em. Mỗi size có đúng một cái duy nhất, không có cái thứ hai. Nên chị nào nhanh tay thì được nhá. Rồi thổ cẩm kèm size nha mọi người nha. ML 1XL, 2XL và 3XL cho em nha. Rồi chị nào size 3XL nãy giờ không có thì nhanh tay chốt đi, có đúng một con duy nhất thôi. Rồi thổ cẩm kèm size cho em nha. Tương tác mạnh tay lên cho em đi mọi người ơi. Tương tác mạnh tay và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Thổ cẩm kèm size ML 1XL, 2XL và 3XL. Nhanh tay chốt cho em 95.000 một áo thôi. Rồi thổ cẩm 3XL chị Lê Tuyết nè. Rồi em còn từ M tới 2XL nhá, mỗi size có đúng một cái thôi. Size M này cho chị Thu Huyền này. Rồi em còn size L, 1XL và 2XL cho em ạ. 95.000 một áo mọi người nhá. 95.000 một áo, cái áo này thật sự không đẹp không lấy tiền các chị. Rồi lên cho mã thổ cẩm kèm size giúp em nha. L màu trắng thổ cẩm 95.000 XL. Chị Hoa Nguyễn, XL của chị Hoa Nguyễn. Rồi em còn size L và size 2X thôi nha mọi người nha. Còn size L và size 2X thôi. Rồi chị nào nhanh tay chốt cho em ạ. Thổ cẩm size L chị Đào Phan. Còn một con size 2X. 2X là 60-65 con là mặt đẹp nhá. Nhanh tay chốt cho mã thổ cẩm nhá. Thổ cẩm 2XL. Con này đẹp quá này, cổ bèo này. Cổ bèo cho em nha. Thổ cẩm XL em hết rồi. Thổ cẩm em còn 2XL. Thổ cẩm 2X cho chị Kỳ Tuyết nè. Rồi hết. Rồi con này đẹp quá luôn. Màu xanh đen cho em, cổ bèo. Con này size L 50-55 con mặc vừa lên cho mã cổ bèo cho em nha. Tặng các chị 79k.
cổ vèo size L79 nha mọi người nha. Món này là màu xanh đen cho em, size L chốt liền cho em duy nhất một con. Cổ vèo size L79 nhanh tay nha mọi người ơi. Cổ vèo size L cho em ạ, 79k, 50 đến 55 cân là mặc vừa nhá. Lên trang mã cổ vèo. Cổ vèo 79 nha. Rồi ok chị Kỳ Tuyết được một con thôi chị nhá. Rồi em lên các chị một cái mẫu này hàng Đông Hưng nha. Cổ vèo của chị Kania này, lâu lắm rồi mới thấy chị này. Rồi con này cho em ạ, chất vải là chất vải Đông Hưng cho em nha mọi người nha. Chất vân này mọi người thấy không ạ? Hàng này bữa trước em bán 140, 150 nha. Riêng like ngày hôm nay em xả nốt cho các chị ạ. Có size L 1X và 2XL, có đúng 3 size thôi. Chị này nhanh tay chốt cho em nha. Cố gắng mỗi người chốt cho em từ 2 sản phẩm trở lên để em đi đơn mọi người nha. Rồi lại comment cho em là mã Đông Hưng cam, mã cam đi cho nhanh. Nói chung các chị biết là chất vải lụa Đông Hưng là chất vải hàng cao cấp như thế nào nhá. Rồi lại comment cho mã cam kèm size L 1X và 2XL. Riêng like ngày hôm nay xả các chị 110k luôn. 110k cho em nha. Rồi ạ, chất này cam kèm size nha mọi người nha, không đẹp không lấy tiền, đủ size cho em từ size L tới size 2XL. L 1X và 2XL cho em 110k, không ở đâu rẻ bằng đâu mọi người, thật sự luôn không ở đâu rẻ bằng. Cái hàng 3D đơn giản nhất, rẻ nhất thì em cũng đã bán là 95.000 là giá quá rẻ rồi. Còn hàng là 101 thì không cần phải nói nữa. Cam 2XL chị Lê Tuyết nha. Rồi chị này là nào này, cam thì chốt ngay tay cho mã cam cho em ạ, 110k một áo. Cam 110k, chất vải là chất vải lụa Đông Hưng cho em nha. Rồi XL chị Thúy Hằng Nguyễn. Rồi chị nào lấy thì cứ comment cho em nha. Từ L 1X và 2XL có đúng 3 size thôi. Có đúng 3 size thôi, L 1X và 2XL. Chị nào lấy chút nhanh tay cho em, hàng này hàng chuẩn size. Em đang mặc là size L. L của chị Ca Lê không có size S rồi chị ơi. Size S thì chốt mã khác cho em, size S bên em nhiều lắm. Hàng Đông Hưng thì nó lại là nó là phòng khác hoặc này nọ, nói chung là nhiều. L 1X và 2XL này của Ca Lê. Rồi lên nhanh tay cho mã cam kèm size cho em nha. L 1X và 2XL cho em nha. 110k quá rẻ các chị. Thật sự luôn, không ở đâu có cái giá này luôn đó mọi người. Rồi cam kèm size cho em ạ, L 1X và 2XL cho em nha. Rồi chấm bài tương tác nha. Không có 3XL cô Hội Lương ơi, không có 3XL. Đông Hưng tím có size L không? Có Đông Hưng tím hả? Đợi em một tí, nói chung là nó nhiều lắm. Từ từ em lên nha. Cố gắng tương tác mạnh tay và chia sẻ lên cho em nha. Rồi con tím này, con tím này như có một con, hai con. Tím cổ vèo này mọi người, tím cổ vèo cho em nha. Rồi con này em có size M. Em có size M và size XL đây còn. Rồi Đông Hưng tím tên em lên. Rồi em lên các chị một con lụa tím này, size M và size XL. M và XL chị nào lấy chút nhanh tay cho mã tím. Trời ơi, đẹp chưa, 79k. Tím 79 cho em nha mọi người nha. Tím M và tím XL có đúng 3 con thôi, chị nào nhanh tay thì được. Tím size M cho em cổ vèo này mọi người, tất cả là cổ vèo cho em nha. Trời, cái này xinh lắm này. Tím kèm size M hoặc là XL cho em 79.000. Tím M hoặc là tím XL cho em nha. Rồi 79k mọi người nhá. Tím M lọc đây ạ, Đông Hưng tím đây, em lên mẫu này cho chị nhá. Tím kèm size M hoặc là XL cho em 79.000 một áo. Cổ nó là cổ vèo như thế này nha, siêu xinh luôn nha mọi người nha. Cổ vèo thấp chứ phải bộ kiểu vèo cao đâu. Tím XL chị Thúy Hằng Nguyễn. Em còn size M. Em còn size M em đang mặc trên người nha, ML mặc vừa. Tím size M 79.000 này cho chị Minh Tâm Văn này. Tím em còn một con em đang mặc, ML mặc vừa nha mọi người nha. Rồi ạ. Rồi ok em chốt rồi chị Thúy Hằng Nguyễn ơi. Em còn một con tím nhá, tím size M size L mặc vừa. Lên nhanh tay trả mã tím cho em, có con duy nhất thôi, 79.000. Chị nào lấy chút nhanh tay trả mã tím giúp em nha, 79k mọi người ơi. Tím 79 nè. Cái con be này hình như còn có size M nữa không? Đây là còn không? Cái đầm này. Cái đầm này nha mọi người nhá, con là size gì? Trời ơi, đầm này đẹp lắm nè. Tím size M chị Nguyễn Thu hả? Có size M L á. Rồi ai lấy chút nhanh tay cho mã đầm beo cho em nha mọi người nha. Đầm beo hàng shop họ bán là 300-400 nghìn nha. Rất là đẹp luôn. Rồi con này em có size M, size L. Chị nào lấy chút nhanh tay cho mã đầm beo kèm size M hoặc L cho em ạ. Đầm beo kèm size M hoặc L cho em nha các chị nha. Không đẹp không lấy tiền, xả các chị 69k. 69k nó là form suông dạng như form cách tân cho em nha. Đầm beo kèm size cho em ạ. Đầm beo kèm size cho em ạ. Beo size L Kim Liên một cái. Rồi ai lấy chút nhanh tay cho em beo size L Marie Nguyễn. Beo size L chị Marie Nguyễn, cái beo đó còn á. Mọi người cứ lấy cho em beo kèm size cho em nha. Beo kèm size đi mọi người. Lấy chốt cho em nha. Beo kèm size. Có size gì em chốt size đó mọi người nha. ML và XL. Có cả size XL luôn. ML và XL chị nào lấy chốt nhanh tay cho em ạ. Đông Hưng tím này chị nào hỏi. ML và XL. Beo này em có size ML và XL hàng shop 100%.
nhá. Cái hàng đó họ bán 300 mấy 400 nghìn luôn đó mọi người. Đâu không tím size L, bé size L còn không? Bé size L chị Mai Nguyễn 69 nghìn. Quá rẻ luôn. Rồi bao kèm size cho em nha. Còn ML và XL. 2X luôn hả? ML, XL và 2X luôn. Trời ơi, con đông hương tím này đẹp quá này. Để đầm bao size M. Size M cho chị Dư Kiều Anh. Đổi size XL cho chị Kim Liên này. Đổi XL cho chị Kim Liên. Bao size M cho chị Dư Kiều Anh. Rồi đầm bao size XL chị Nguyễn Sợi. XL chị Nguyễn Sợi. Em có tới 2X luôn nha mọi người nha. Có tới 2X luôn, các chị cứ chốt cho em. Cái kia là đây là Nguyễn Sại. Ở size 2XL chị Lê Tuyết. 2XL chị Lê Tuyết, size L chị Hoa Nguyễn. Con đó luôn. Nguyễn Sại có đơn size M chị Trương Bảo. Em tìm cho chị con M nữa đi Nhung, còn không? Chị nhớ là M nhiều lắm. Còn 1X và 2X nữa nha, 60kg ok. Nói chung mặc là tại vì cái form này form suông. Beo M 2 cái để em coi thử coi còn không. À, Nguyễn Thái Hồng này. Con tìm thử beo size M chị nhớ bữa trước là nhiều lắm. Rồi em còn 2X luôn nha mọi người nha. Beo 1X 2X luôn. Đây 1X này. Thanh Lan này. 2 cái size M chị Trương Thảo này. Hai cái size M cho chị Trương Thảo này. Rồi bỏ một cái vô đã. Rồi em còn một con 2XL. Rồi lại các bên ta mã tím size L cho em hàng Đông Hưng này. Chờ chị Đào Phan vừa hỏi này. Chốt liền cho em 110. Con duy nhất thôi. Tím size L 110. Chị nào lấy chốt trên tay cho em hàng Đông Hưng cho em nha. Không đẹp không lấy tiền. Tím size L 110k. Chị nào lấy chốt trên tay cho mã tím size L cho em nha. Tím L không có 2X được chị. Tím size L 110k. Tím size L 110. E88 cái đó là form suông đây. Và E88 chị lấy 2X đi. Thanh Lan lấy 2X đi. Rồi ok em chốt cho chị Thanh Lan rồi. Nha, ai lấy cà phê nhanh tay cho em là mã gì đó. Mã tím size L cho em nha. Tím size L. Em định lên cái con gì ở đầu óc. Đây con này cho em nha. Chị ăn các chị này. Chấm bài tương tác mọi người nha. Chấm bài và tương tác mạnh tay lên cho em nha. Tương tác mạnh tay lên cho em. Trời ơi con này đẹp quá các chị ơi. Hàng 4 tà phối 2 tay như này. Vố tà của đó là vố tà hoa cùng một loại hoa cho em nha. Rồi cái này size XL cho em nha. XL 55 đến 60 cân là mặc đẹp nhá. 55 đến 60 cân là mặc đẹp, tay là tay phối như thế này, vố tà. Lên cho mã vố tà cho em ạ, size XL 55 đến 60 cân là mặc vừa cho em nha. Rồi chốt cho mã vố tà em tặng con này các chị ạ. L và XL mặc vừa cho em nha. 100k. Mã vố tà 100, chị nào nhanh tay chốt cho em ạ. Vố tà này 100, L XL mang vừa. Rồi cái này là tay phối, thôi để tìm được em lên mẫu này. Cái này nó cũng vậy nhưng mà cái này tay phối cho em nha. Rồi ok chị Hoa Nguyễn. Rồi mã 4 tà tặng các chị 100k nhá. Hàng 4 tà luôn, L, XL mặc vừa. Lên cho mã 4 tà cho em ạ, xả các chị 100k. 4 tà 100 nha mọi người nha. Chấm bài và tương tác mạnh tay lên giúp em nha mọi người nha. 4 tà 100. Chị nào lấy chắc nhanh tay cho em ạ. 4 tà, tay L, XL mang vừa như chị Trương Thảo nha. L, XL là mang vừa nha. Đây ạ, con này cũng là 4 tà. Rồi con này cho em ạ, một con hoa nhí nhá. Một con hoa nhí, con này size L và XL luôn. L và XL luôn nha mọi người nha. Hoa nhí. Chị nào size L và XL mang vừa cho em ạ. Trời ơi đẹp chưa, L, XL mang vừa. Lên cho mã hoa nhí cho em hàng 4 tà luôn. Hoa nhí cổ cao 2 phân nha. Rồi lấy comment cho mã hoa nhí giúp em ạ. Size L và XL mặc vừa nha mọi người nha. Tới 54 đến khoảng 60 cân luôn. Lên nhanh tay cho em mã hoa nhí giúp em nha. L và XL mang vừa. Chốt nhanh tay cho mã hoa nhí kèm size L hoặc XL. Hoa nhí kèm size L hoặc là XL cho em ạ. Sale các chị luôn 100k nhá. Cổ cao 2 phân và tay dài như thế này. Lên đúng mã cho mã hoa nhí kèm size L hoặc là XL giúp em. L hoặc là XL nhá. Rồi lên cho mã hoa nhí nha mọi người. Ôi trời ơi cái mẫu này siêu đẹp luôn đó mọi người. Các chị nhìn kế họa tiết cho em đi. Rồi hoa nhí kèm size L hoặc là XL giúp em. Sale các chị 100k luôn. 100k lên cho mã hoa nhí kèm size L và XL. L và XL nha. Cố gắng chấm bài tương tác cho mọi người nha. Mà cái này đăng này màu nào cũng đẹp. Dạ rồi lên hàng nước không em? Dạ hôm nay em lên hàng thường cả đã nhá. Rồi có đây hàng mới. Rồi ML mặc vừa lên cho mã hoa trắng. Size M, size L mặc vừa. Lấy comment cho mã hoa trắng chắc phải có độ co giãn nhá. Không có 2XL Nguyễn Thái Nông ơi, con nào L1X thôi.
Hoa trắng 79K, hoa trắng 79 cho em ML mặc vừa. Hoa trắng kèm size M hoặc L. Hoa trắng kèm size M hoặc L cho em nhá, 79.000 thôi. Hoa trắng kèm size M hoặc là size L cho em ạ, 79K. Con này tay thường nhá, các chị nhìn cái tay giúp em nha. Hoa trắng kèm size M hoặc L, 79.000 thôi. M hoặc L lên cho mã hoa trắng 79K. SML, hoa trắng có size SML. Hoa trắng có size SML cho em nha. Ngày nào em cũng lên hết chị, ngày mai em lên nữa nha. Rồi hoa trắng, tại vì bây giờ hàng rút size nó còn ít lắm. Hoa trắng kèm size S, size M và size L cho em nha. Kim Quyên Trần, ok. Size M Minh Tâm Văn. Size M cho chị Minh Tâm Văn. Rồi em còn size SM nữa. Em còn size S, size M nữa. Rồi cố gắng chấm bài tương tác mọi người nha. Cố gắng chấm bài và tương tác lên cho em nha. Theo này, tìm theo XL sát lại một con này. Xả các chị 99K. Tìm theo là con này size L. Sorry các chị, size L 50-55 cân mặc vừa. Tìm theo size L 99K. Tím theo size L 99 cho em 50-55 cơ mặc vừa. Trước cho mã tím theo size L, xả các chị 99 nhá. Xả các chị 99K. À lấy comment cho mã tím theo. Tím theo size L 99, 2XL đỏ hả? Đỏ, đỏ, đỏ nào, đỏ gì ta? Họa tiết hay là sao chị ơi? Rồi lấy comment cho là mã gì ạ? Tím theo size L. Để em có còn gì em lên nốt cho các chị. Đây, còn một con tay thi đỏ. Tay thi đỏ nhá. Con này size XL, xả luôn các chị 120. Tây thi đỏ size XL em xả luôn các chị 120. Lên cho mã tây thi đỏ cho em nha. Có con duy nhất thôi. Theo rất là đẹp luôn. Cổ cao 2 phân, tay dài, tay lỡ. Tây thi đỏ 120. Con này size XL 55-60 cân mặc vừa cho em nha. Tím theo con đó là size L. Các chị nghe kỹ giúp em với nhá. Rồi lại comment cho mã tây thi đỏ cho em 120, 55-60 cân mặc vừa cho em ạ. Tây thi đỏ. Tây thi đỏ của chị Thúy Hoàng Nguyễn. Tây thi đỏ của chị Thúy Hoàng Nguyễn nhá. Nói chung là em bóc cái nào em lên con đó cho mọi người nha. Bây giờ hiện tại là em cũng không biết là còn hàng gì đâu, tại vì hàng em tả lô mà. Rồi tây thì đỏ em hết rồi, tây thì đỏ em hết rồi. Hình như trong này nãy còn tây thì đỏ đâu á. Còn một con tây thì đỏ nhưng mà không biết size gì. Rồi còn một tây thì đỏ nhưng mà không biết size gì, size L, đỏ L. Lên cho mã đỏ size L cho em nha. Đỏ này theo hoa sen này, đẹp không? Đỏ size L cho em ạ, đỏ size L. Chị nào lại nhanh tay chốt cho em mã đỏ size L. Đỏ size L 120 luôn. Size L 50-55 cơ bạc vừa cho em nhé. Đỏ size L 120. Chị nào lấy chốt nhanh tay cho mã đỏ size L 120. Đỏ size 3X luôn. Đỏ size L 120 cho em 50-55 cơ bạc vừa sót lại các chị không còn đâu. Đỏ size L của chị Tú Thanh Dương 120. Chốt cho em từ 2 cái trở lên em đi đơn nhé. Chốt cho em từ 2 cái với tay bồng này. Một con tay bồng duy nhất. Con này dưới 50k, con này 2XL. Con này em có size S và size 2XL. Chị nào lấy comment cho mã tay bồng kèm size nhá. Tay bồng kèm size cho em ạ. Tay bồng S và tay bồng 2XL. Tay bồng S là 40-48 cân mặc vừa và 2XL là 60-65 cân mặc vừa cho em nha. Tay bồng kèm size S hoặc 2XL. Tay bồng S hoặc là tay bồng 2XL cho em nha các chị nha. 89k một áo. Tay bồng kèm size giúp em ạ, 89k, có size F và size 2XL. Nhanh tay chút cho mã tay bồng cho em, có lẽ em mặc rộng nên cái tay cảm giác nó rộng thôi. Nha, có lẽ em đang mặc là 2XL. Rồi tay bồng kèm size cho em nha. Rồi F và 2XL cho em ạ, 89k. F và 2XL, lên nhanh tay cho mã tay bồng nhá. Tay bồng F và tay bồng 2XL, 89k. Chấm bài và tương tác lên cho em nha mọi người nha. Hoa xanh. Hoa xanh con này là size 2XL luôn, 79. Đẹp quá, cái màu hoa này sang chưa? Hoa xanh 2XL 60-65 cơ mặc vừa hoa xanh giúp em nha. 2XL của chị Lâm Kim Vân. 2XL chị Lâm Kim Vân. Rồi ai lấy comment nhanh tay cho mã hoa xanh 2XL 60-65 cơ mặc vừa hoa xanh nha, 79k. Đẹp lắm luôn con này mà chị nào 2XL không chốt là tiếc lắm luôn nha. Hoa xanh cho chị Lê Tuyết. Hoa xanh cho chị Lê Tuyết. Con này khác nhau hả? Ủa con này có một con thôi hả? Có nhiều thì L 1 X. XL với 2 XL với 2 X hả? Dạ, có một con XL đó. Rồi lấy comment nhanh tay cho mã cổ bèo. Trời ơi mấy cái họa tiết này nó đẹp quá các chị ơi. Rồi cổ bèo cho em nhá. Cổ bèo kèm size cho em 1 X và 2 XL cho em 89k. Cổ bèo kèm size 1 XL và 2 XL. 1 XL là 60 cân đổ lại mặc vừa, 2XL là 60-65 cân mặc vừa cho em nha. Rồi lại chốt cho em là mã cổ bèo kèm size cho em ạ. Cổ bèo tay bồng nhá.
Rồi 1XL và 2XL cho em ạ. 1X là tầm 60 cân đổ lại và 2XL là 60-65 cân mặc vừa. Tới thì đã em hết rồi trời ơi. Rồi lại comment trên tay hoa xanh em hết. Rồi lên cho mã cổ bèo kèm size 1X hoặc 2XL cho em 89k. Con này là cổ bèo tay phòng nhá. Cổ bèo kèm size giúp em ạ. À lấy trước ngay tay cho mã cổ bèo giúp em nha. Xả các chị về giá 89k. Cổ bèo kèm size 89 nhá. Em lên các chị một cái cục 3D này nha. Chấm bài tương tác mạnh tay lên cho em ạ. Cổ bèo 2X này. À, cho chị Thanh Lan một cái, chị Lê Tuyết một cái. Em có 1X và 2X nha. Các chị nhanh tay cho em nha. Trời ơi, hàng cổ bè mà size to là ít lắm luôn đấy. Rồi chị nào size 4X nè. Một con duy nhất 4XL lên cho mã vàng 4X. 4XL lên cho mã vàng 95.000. 4XL vàng hoa sen nha. 4XL nghe kỹ cho em ạ. 4XL cổ bè 1X để cho chị Công Tâm này. Đây. Cổ bè 1X chị Công Tâm. Rồi lại comment nhanh tay cho mã vàng 4X cho em 95.000. Vàng 4XL cho em nha, 95.000 chị Lê Tuyết. Vàng 95.000 chị Lê Tuyết này. Hàng size to X này. Rồi hồng 3X này, chị nào size 3X này. Trời ơi cái cục này size to này. Hồng size 3XL chị nào nhanh tay chốt cho em nha. Hồng 3X ạ, có chị Lưu Lê ơi. Hồng size 3X 95.000. Hồng size 3X nhá. Rồi 2X nhiều lắm chị Hà Thái Hồng ơi. Hồng size 3XL, màu này là màu hồng như này nha, hồng ngọt nha mọi người nha, hồng là hồng nút. Rồi hồng 3X cho em ạ, trời ơi chị nào size 3X cho em thủ chốt đi, chị Ngoan Vũ còn ở đó không? Hồng 3X, size 3X, 4X bên em hiếm cho mọi người nha. Hồng 3X cho chị Thanh Lan, hồng 3X cho chị Thanh Lan, 95.000 chiếc vải lụa nhật xịn sò nha. Hoa xanh size S cho em ạ, hoa xanh size S 95.000. Hoa xanh size S là 95.000, chị nào lấy comment cho mã hoa xanh size S. Hoa xanh size S là 95 mọi người nha. Hoa xanh size S là 95. Chị nào lấy chốt cho em mã hoa xanh size S cho em nha. 95.000. Chấm tương tác nha mọi người nha. Tương tác mạnh tay lên cho em với SM. Rồi các đại XL lên cho mã hoa tím tay bồng. Hoa tím size XL cho em nha. Tạ các chị 95.000 luôn. Hoa tím size XL cho em hàng cổ 2 con tay bồng. Hoa tím size XL 95.000. Hoa tím size XL cho em nha. Hoa size size S cho chị Nguyễn Sại dồn đơn. Hoa tím là size XL. Con này là cổ 2 phân tay bồng như thế này nhá. Rồi lại comment cho mã hoa tím size XL 55-60 cân mặc vừa. Hoa tím size XL nhá. Rồi 95.000. Rồi con này cho em ạ. Con này em tặng nhá. Con này em tặng các chị một con nữa. Rồi em rồi con này lên cho mã tặng nha mọi người nhá. Mã tặng giúp em có size vừa bất đi rồi SMXL, mã tím XL cho chị Kim Liên. Rồi lên cho mã tặng kèm size giúp em nha. Tặng kèm size. Đây này. Mã tặng kèm size cho em, tặng các chị 69k duy nhất một con này. SMXL. SMXL lên cho mã tặng kèm size giúp em nha. Form rất là đẹp luôn. Rồi các này lên cho mã tặng kèm size cho em SM và XL, tặng các chị 69k. Hoa này là hoa nhì xanh như thế này. Tặng kèm size nha mọi người nha. Tặng 2X cả, làm gì có. SM và XL nghe kỹ cho em ạ. SM và XL. Tặng XL chị Lê Tuyết 69.000. SM và XL tặng S cho chị Hoa Xương Rồng. Cố gắng chốt hàng đủ đơn cho em nha. Tặng XL. Hết XL rồi. SM thôi, hồng 3X em hết rồi, chị Ngoan Vũ sau mất rồi. Rồi em còn S và M. Em còn mã tặng kèm size S và M nữa nhá. 69k, chị nào size S M chốt. Nghe kỹ size mọi người nhá, không đủ size đâu các chị. Nếu mà đủ size thì em không bán giá này đâu nhá. Rồi tặng S cho chị Nguyễn Sợi. Em còn tặng S và tặng M 69k. Tặng size S và tặng size M cho em nha. Chỉ có giá là 69.000 thôi mọi người. 69.000 thôi. Ai lấy chút nhanh tay cho em mã tặng kèm size cho em size S và size M. Xả các chị vào giá 69k nha. Rồi một con hoa tím duy nhất nè. Thay Lan, em thấy số rồi. Dạ, chút đỡ hoài có được đâu. Nguyễn Thái Hồng, em không hề thấy chị chốt đâu chị ơi. Rồi, cái này size mờ, hoa tím size mờ, quá đẹp luôn. Trời ơi, xinh quá các chị ơi, 89.000. Rồi ạ, tặng SM chị Trương Thảo, hai con. Rồi, chị nào lấy comment cho mã hoa tím size mờ 89k, không đẹp không lấy tiền. Mặc cho em một cái quần màu đỏ nữa. Hoa tím size mờ 89. Hoa tím size mờ là 89k. Chị nào lấy chút nhanh tay cho em nha. Rồi, hãy cái lò hoa tím size mờ này của chị Ca Lê 89k. Hoa tím size màu của chị Ca Lê 89. Các chị thích 2XL hả? Lấy cho chị lên lấy chị mấy cái lụa gấm mắt còn đủ ri á. Để em lên các chị một cái con hàng đủ ri nha. Cái hàng đó đủ ri thì các chị mới có size to. Còn cái hàng mà size mà nhỏ nhỏ này thì chị. Rồi lên các chị ạ, một con này nhá, màu hồng nút này, xinh lắm luôn, bông hương hồng.
Đông Hưng Hồng cho em con này size 1XL, 55 đến 60k mặc vừa cho em. Màu hồng này rất là ngọt nhá. Đông Hưng Hồng cho em ạ, size 1XL, 55 đến 60k mặc vừa lên cho em ạ. Đông Hưng Hồng cho em ạ, 101. Đông Hưng Hồng 101, em lên hàng đủ size các chị lựa nha. Tại vì size 2X là bình thường là hàng lẻ size là ít lắm. Rồi lại comment cho mã Đông Hưng Hồng cho em size 1XL, 55 đến 60k mặc vừa. Rồi chốt cho mã Đông Hưng Hồng cho em nha. Đông Hưng Hồng size 1XL chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy. Đông Hưng Hồng size XL chị Ngọc Thủy. Rồi có đầy cho em nha. Rồi ok ạ. Kha tím em hết rồi chị ơi. Trời ơi, tím hồng xanh cốm này đẹp quá. Đây nha các chị ơi, chất lụa vân gấm này mọi người. Các chị nhìn giúp em nha. Cái vân của nó này sang lắm luôn. Rồi có đủ size luôn, hôm nay em tặng luôn các chị nha. Hàng này 180 nhá. Hôm nay em tặng các chị 110k luôn. Lên nhanh tay cho em mã xanh, xanh cốm. Các chị nhìn cho chị. Xanh cốm kèm size cho em ML 1X và 2XL cho em. Số lượng cũng rất là ít thôi. Các chị tranh thủ chốt cho em nha. Xanh cốm cho em, trời ơi màu xanh lá mạ mà lại in hoa sen nữa. Quá là đẹp luôn. Xanh cốm kèm size giúp em nha. Xanh cốm kèm size cho em ạ. Màu xanh cốm mà in hoa sen thì không còn gì để đẹp hơn đâu các chị ơi. Xanh cốm kèm size cho em ML 1X và 2XL, xả các chị 101. Không đẹp không lấy tiền nha mọi người nha. Em có cách tân hàng new thôi. Chất phải có độ co giãn nhẹ như thế này. Xanh cốm kèm size cho em, chất lụa là chất lụa vân gấm như thế này nhá. 110k bao giá toàn Facebook. Rồi Lê tiếp là được 2XL. Rồi lại comment cho em chị nào size 2X thì chốt đi nhá. Lê cho mã xanh cốm kèm size cho em ạ. ML 1XL cho em nha. Huỳnh Thị Châu 1XL. Đó, lên số điện thoại giúp em nha. Rồi có số rồi. Chị nào lại comment cho em xanh cốm kèm size cho em ạ. Size M, size L, size 1XL và 2XL. 2XL cho chị Nguyễn Ngọc Thủy. Trời ơi cái con này thật sự các chị không cần phải suy nghĩ nhiều. Cái màu xanh của nó cũng rất là ngọt. Và in hình 3D như thế này nha. In hình xem 3D như thế này. Đẹp xuất sắc luôn nhá. Các chị đi tiệc cũng được, đi du lịch cũng được, đi chụp ảnh sống ảo gì cũng ok hết. Rồi xanh cốm kèm size cho em ạ. ML 1XL, 2XL cho em. Chất vân gấm siêu đẹp luôn. 110k nhá. Lên cho mã xanh cốm kèm size cho em ạ. Chấm bài và tương tác mạnh tay lên cho em nha. Xanh cốm kèm size cho em ạ. Xanh cốm kèm size ML 1X và 2XL cho em nha. Rồi xanh cốm em cần đủ size cho mọi người nhá. Lên cho các chị cái mẫu tay bồng à, cổ vuông, cổ vuông tay bồng, cổ vuông tay bồng cho em mọi người. Con này size M nhá. Con này cho em size M. Rồi xanh cốm ạ, hãy cho là thanh lan này. Ok, xanh cốm hãy cho là cho chị thanh lan. Rồi con này lấy comment cho em là mã gì ạ? Mã mã cổ vuông đi mọi người. Cổ vuông nhá, size M. Cổ vuông size M cho em 89k các chị yêu ơi. Mã cổ vuông size M 89 này. Cổ vuông cho em size M. Rồi 89k cho các chị ha. Lấy comment mã cổ vuông. Trời ơi xinh lắm các chị ơi. Còn đúng duy nhất một con này thôi. Chốt nhanh. Rồi nha mọi người nhá. Mã cổ vuông kèm size. À, cổ vuông size M. Cổ vuông M 89. Cổ vuông M chị Bùi Thị Kim Tuyến. Bây giờ mới có đơn này. Bùi Thị Kim Tuyến này. 89k. Chốt thêm cho em một áo cho đủ đơn nha chị yêu ha. Rồi một con cam cho em mọi người. Cam. Cam này em có sẽ S và sẽ L nhá. Chào chị Huyền Nguyễn. Đây mọi người, cam. Cam nén xả cho các chị 95 thôi mọi người. Cam kèm size S hoặc là XL 95.000 nha mọi người nhá. Rất là đẹp luôn, hàng 3D. Rồi 95k nha mọi người, 95.000. Chị nào lấy comment cho em có đây là mã cam. Mã cam kèm size. Rồi cam kèm size cho em mọi người nhá. Em chào chị Huyền Nguyễn ạ. Lên hàng theo hả? Rồi ok mọi người. Quần cho em cứ 60.000 một quần nha mọi người nhá. Có đen, trắng, đỏ, vàng, đồng nha mọi người. Đen trắng đỏ vàng đồng, màu trắng cho em sẽ là một trắng kem như cái quần chị Huệ mặc vừa rồi á nhé. Rồi chị nào lấy nét cam cho em kèm size đi mọi người, 95 thôi, mã cam kèm size sẽ S hoặc là sẽ XL. S hoặc XL cho em là mã cam nha mọi người nha. Cam không có hãy chạy, không có rồi chị, không có hãy XL rồi. Rồi 4 tải từ em lên mọi người, 4 tải từ em lên nhá. Rồi mã cam đi các chị yêu ơi, cam kèm size đẹp lắm luôn. Cam kèm size cho em S hoặc là sẽ XL nha mọi người nhá, mã cam các chị ha. Rồi mã cam kèm size nha mọi người nhé. Cam cho em kèm size kèm số là cả đơn S và XL hàng chiều. Hàng chiều bây giờ mới có đơn này. Rồi còn sẽ S nha mọi người nhé. Em còn S. Rồi em còn sẽ S nha. Chị mẫu này chị hẹp lên cho ta. Chưa ấy size. Cam XL em hết rồi chị. Rồi, đen cho mọi người một con hoa đen đi. Hết đi cho L rồi chế ơi, hết đi cho L rồi. Con này mã hoa đi mọi người, mã hoa cho em style L. Hoa style L, con này em tặng cho các chị 79 luôn. Lấy comment mã hoa style L 79k.
hoa SL79 kèm số điện thoại cho em nha mọi người nhá. Lấy comment mã hoa. Mã hoa mọi người, hoa SL79 nghĩ các trời yêu ơi, SL chốt cho em 50-55 ký này. 50-55 ký chốt cho em mọi người nhá. Mã hoa cho em SL79K. Hoa SL79 kèm số cho em nha mọi người nhá. Lấy comment mã hoa. Rồi SL chốt cho em là mã hoa 79 nha mọi người nhá. Hoa 79K. Mã hoa cho em 79, con này S luôn, ô xanh. Đẹp không? Nhì xanh cho em S mặc vừa. Nhì xanh cho em con này sẽ S mặc vừa, tạ luôn cho các chị 79 luôn. Lấy comment mã nhì xanh. Lấy lên cho em con này là nhì xanh nha mọi người nhá. Size S mặc vừa 40-48 ký mặc ok ha. Rồi 40-48 ký mang vừa. Chị nào lấy comment mã nhì xanh, hoa sẽ lời chị Dũng Lan. Dũng Lan bây giờ mới có đơn này, lên số điện thoại đi chị. Lên số điện thoại cho em nhá. Rồi ha mọi người, nhì xanh cho em size S mặc vừa 79, nhì xanh sẽ S79. Dũng Lan có số rồi, rồi ok chị, ok ha. Rồi nhì xanh sẽ chị Nguyễn Sậy này, nhì xanh S Nguyễn Sậy. Nhì xanh sẽ S Nguyễn Sậy. S Nguyễn Sậy này, 79K này, rồi. Nhì xanh không có L rồi chị, không có CL. Rồi em lên cho mọi người một con hoa vàng. Rồi con này cho em mọi người, nhì xanh Nguyễn Sậy, vứt ra rồi còn mạng lên đây. Rồi con này S cho em mọi người, đấy 79. Rồi con này cho em mọi người nhắc mã hoa vàng đi. Hoa vàng cho em S mặc vừa, chỗ 95.000 nha mọi người, 95K. Lấy comment cho em cái này là hoa vàng đi mọi người. Hoa vàng sẽ S95, đẹp lắm luôn, hoa vàng S95. Hoa vàng S95, Nguyễn Sậy có đơn rồi dưới kìa. Rồi mã hoa hoa vàng đi mọi người, size S mặc vừa. Rồi 95.000 thôi mọi người, 95K ha. Lấy comment mã hoa vàng S95 Thu Huyền. Hoa vàng S95 Thu Huyền nè, áo 3D này khỏi đi, Thu Huyền mình giữ cho luôn. Rồi nha mọi người, đây em có con này cổ cao này. Cổ cao cho em mọi người, chấm tương tác lên nha các chị yêu ơi. Chấm tương tác lên cho em có size M và size L, cổ cao, hết hoa vàng. Cổ cao tay bồng nha mọi người nha, con này cổ cao tay phòng cho em 89 luôn. Cổ cao cho em kèm size nha mọi người nha, mã cổ cao cho em kèm size M và L. Size M hoặc là size L cho em mọi người nha, M hoặc L cho em, rồi 89 thôi. 89 cam có đúng 2 con thôi mọi người, có đúng 2 áo thôi, size M hoặc là size L. M hoặc L cho em 89K, tay bồng rất đẹp luôn nha mọi người nhá. Đẹp lắm luôn các chị ơi. Rồi mã tay bồng cho em kèm size M hoặc size L, tay bồng kèm size. M hoặc L cho em nha mọi người ơi, mã tay bồng kèm size ML. Tay bồng hoặc là cổ, tay bồng hoặc cổ cao nha mọi người nhá. Tay bồng hoặc là cổ cao, M với L nhá. Size M với size L nha mọi người, M hoặc L cho em. Rồi tay bồng hoặc là cổ cao cho em kèm size ML hàng theo hả? Trắng theo. Mọi người chắc chắc cho em đi ạ. Rồi con này XL cho em mọi người, sẽ XL L80. 55-60 ký cho em L80 mặc vừa mã trắng theo xả luôn các chị 99K, hàng theo chất lượng tầm ý cho em. Hàng theo này cho em là chất lượng tầm ý luôn nha mọi người nhá. Rồi mã trắng theo. Trắng theo cho em sẽ XL mọi người nhá, 99K mã trắng theo XL. 55-60 ký cho em L80 nha mọi người nhá. 55-60 ký chốt này. Rồi mã trắng theo cho em mọi người nhá, 99K trắng theo XL 99. Rồi trắng theo cho là 99K nha mọi người nhá. Có nền đen luôn chị, màu đen có nhiều lá. Nhiều lắm luôn đấy các chị ơi. Rồi mã trắng theo đi ạ, XL chốt. Rồi 55-60 ký cho em L80 mặc vừa nha mọi người nhá. 55-60 ký chốt cho em. Trắng theo mọi người nhá, lấy chốt cho em là mã trắng theo các chị ơi. Công Tâm mã trắng theo này. Rồi 99K trắng theo chị Công Tâm. Trắng theo cho chị Công Tâm này. Rồi ok. Em hết trắng theo nhá. Rồi cái căn họa tiết lá này ạ. Lá xanh. Họa tiết lá cho em mọi người, lá xanh con này size L, 50-55 ký cho em L76. 50-55 ký cho em con này L76 mắc vừa mọi người nhá. Họa tiết lá cho em, lấy comment lại lá xanh cho em ha. Lá xanh size L mọi người 95 luôn, lá xanh size L 95 giúp em thôi. Rồi chị nào chốt lên cho em là mã lá xanh nha mọi người nhá. Lá xanh cho em size L 95. Lá xanh size L 95.000 nha mọi người nhá. Chốt nhanh cho em nhá. Chỗ cổ cam hai phần này đẹp lắm luôn các chị ơi. Lá xanh giúp em là size L 95 nha mọi người. Em chào chị gái họ Vũ này. Lá xanh size L 95, đây em có một con xanh theo. Xanh theo con này dành chị nào một size S rồi, size S thôi. 40-48 ký mặc vừa mã xanh theo cho em mọi người, 99 luôn. Hàng này chảy em này, hàng chi phong nha mọi người nhá. Chất chi phong theo vi tính này các chị. Rồi xanh theo mọi người chấm lên tương tác nhiệt tình lên cho em nha mọi người nhá. Chấm lên tương tác nhiệt tình lên cho em ha. Rồi em còn là xanh mọi người nhá. Con này cho em là mã xanh theo. Rồi xanh theo 99 luôn. Xanh theo 99K luôn cho em nha mọi người nhá. Lấy comment mã xanh theo. Xanh theo. Rồi ok để em lên. Xanh theo mọi người, S mặc vừa mã xanh theo.
xanh theo S Thu Huyền 99k. Chị ơi, hàng thuê mà bán cho có chị 99.000, thật sự không có ai mà bán cho có chị 18 này đâu mọi người. Cách tân đó hả? Cách tân thì em vẫn có mọi người ơi, cách tân em vẫn có nhé. Rồi để em lên mẫu này cho các chị ạ. Đen đây. Đen. Hồi nãy là cổ tròn. Rồi SM. SM hãy chờ. SM và hãy trả lời cho em bài đen cổ bèo. Hết xanh theo Thu Hiền. Rồi nha mọi người nhá. SM và hãy trả lời cho em. SM và hãy trả lời cho em hoa đen. Mã hoa đen mọi người nhá, các em tặng luôn cho các chị 79 đi. 79k mã hoa đen kèm size. SM và hãy trả lời cho em nha mọi người nhá. Size to hình như là em có đúng chính nhất một con thôi. Rồi chị nào lấy hoa đen chốt cho em là mã hoa đen nha mọi người nhá. Lấy lên cho em là mã hoa đen đi mọi người. Mã hoa đen cho em nhá, hoa đen kèm size. Sao ơi có xài. Bữa nay hết hàng học sinh rồi, có chị ơi hết hàng học sinh rồi. Rồi mã hoa đen đi mọi người kèm size cho em SM và size hãy trả lời cho em. Hãy trả lời L90 không có vừa đâu, chị phải mặc bãi trả lời nha chị Huyền Nguyễn ơi, mặc bãi trả lời cho em. Rồi hoa đen đi mọi người, chốt hoa đen lên cho em là hoa đen kèm size SML nha mọi người nhá. SM và hãy không, SM và hãy trả lời cho em nhá, hoa đen. Hoa đen các chị yêu ơi. Mã hoa đen kèm size nhá. Hoa đen kèm size, con này size M, lá đỏ. Lá đỏ cho em mọi người ơi, size M cho em 50kg L72 cổ cao. Rồi 45 50kg cho em có để L72 mặc vừa nha mọi người nhá. Lấy comment cho em là mã là lá đỏ. Lá đỏ cho em mọi người nhá. Lá đỏ cho em xạ cho các chị 95. Lá đỏ 95 kèm số cho em mọi người nhá. Lấy lên cho em là lá đỏ ha, 95k. 95.000 mọi người nhá. Lấy comment cho em là lá đỏ các chị yêu ơi, mã lá đỏ cho em nhá, lá đỏ 95. Lá đỏ cho em 95 nha mọi người nhá. Lá đỏ 95. Rồi ok, con hoa đen đâu chị nào chốt hả mọi người. Có 79k một cái áo dài các chị ơi, chốt nhanh cho em nhá. 79.000 thôi. 79k cho em là hoa đen kèm size. Hoa đen mọi người ơi, mã hoa đen em còn lá đỏ luôn. Rồi, con này tính. Không có hàng học sinh mọi người, hàng học sinh em hãy xả hết rồi. Đợt vừa rồi xả có 3949.000 này. Bộ thì có 100.000 một bộ, hết sạch rồi các chị. Rồi tím cho em là mọi người, tím dành chị nào mặc sẽ cho lờ, tím với cho lờ. Lá đỏ cho chị Thu Thảo. Rồi tím cho em mọi người nhá, con này size XL cho em 79k tím, tím với cho lờ 79 cổ cao, họa tiết cho em là kiểu dạng chấm bi. Như này nha mọi người nhá. Rồi tím 79 mọi người, XL chốt cho em 55-60kg. 55-60kg chốt nha mọi người nhá. Áo dài lửng. Rồi chị nào chốt comment cho em cái này là tím nha mọi người nhá. Mã tím cho em, tím 79. Tím size XL 79k nha mọi người nhá, tím 79. Mã tím cho em 79k tím. Rồi hoa xanh XL này mọi người 95. Hoa xanh XL con này 95.000 nha mọi người nhá, 95k. Lấy comment mã hoa xanh XL. Hoa xanh cho em mọi người, size L chốt nhá, L76 size L. Chị nào 50-55kg chốt cho em con này mọi người nhá, 50-55kg chốt này, mã hoa xanh size L, tìm chị Lê Tuyết. Rồi ạ, à, hoa xanh size L mọi người ơi, 95, hoa xanh L 95, đẹp lá, hoa xanh này. Rồi, size L cho em 95.000 nha mọi người nhá, hoa xanh L 95. Hoa xanh size L 95k kèm số điện thoại chị nào 50-55kg chốt. Rồi, 50-55kg chốt cho em mọi người nhá, hoa xanh size L. Có bãi không em hả? Hoa xanh cho Huyền Thị Trần. Hoa xanh Huyền Thị Trần. Rồi con này hoa hồng cho em, con này size M. Chiều nay chưa có đó. Rồi. Con này size M cho em. Đây ạ, à, cách tân đây, size M. Cách tân size M cho em mọi người nhá. Con này em xả luôn cho mọi người nhá. 69 đi. Rồi 69k cho em là cách tân mọi người. Size M chốt cho em L72. Cách tân 69. Cách tân size M cho em 69k nha mọi người nhá. Size M chốt L72 cho em. Size M chốt cho em L72 mặc vừa nhá. Cách tân cho em mọi người 69 thôi. Cách tân cho em S mặc vừa, size M, mã cách tân chị gái họ Vũ này, 69k. Bây giờ mới có đơn, chốt cho em đủ đơn nhá. Chốt đủ đơn cho em như thế ơi. Rồi con này cho em ạ, màu xanh đen này. Con này nền cho em là xanh đen nha mọi người nhá. Size 1X. XL cho em nhá, L80, 55-60kg chốt cho em xanh đen đi. 55-60kg chốt cho em, cái này là mã xanh đen nha mọi người nhá. 79k, xanh đen 79 này, đẹp chưa, họa tiết cho em này. Đó, nha mọi người nhá, 79k mã xanh đen XL 79. Xanh đen sẽ XL 79k mọi người ơi, chốt comment mã xanh đen cho em nhá, XL. Rồi, 79.000 mã xanh đen mọi người, xanh đen 79, xanh đen bãi, đó, xanh đen XL, XL nhá. Xanh đen XL 79. Rồi, cái này xanh gì đây? Ôi họa tiết hoa bị nặng này, cái này không thấy size luôn, XL luôn hay sao á. Cái này sẽ XL luôn cho em mọi người nhá, mã xanh.
XL xanh mọi người nhé. Xanh cho em XL 95, xanh XL 95. Chị nào lấy lên cho em, cái này là mã xanh mọi người, XL 95.000 nhá, 95k. Quần đen hoặc xanh màu chưa về chị, chưa nhá. Các chị ơi, mọi người muốn lấy quần các chị chốt số like cho em đi, chứ em không có chốt quần trên like nha. Em nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi, em không có chốt quần trên like nha mọi người nhá. Với lại không có để dồn đơn nha mọi người nhá. Rồi ạ, lấy comment cho em cái này là mã xanh nha mọi người nhá, mã xanh. Rồi xanh 95 nha mọi người, xanh xem XL 95.000, xanh 95. Xanh XL 95. 80 kg thôi. 80 kg cái từ để lên. Rồi cái này nhí đạo cho em mọi người, size L, nhí đạo size L. Nhí đạo size L cho em cái này 99k cổ vuông nha mọi người nhá. Con này cổ vuông nhí đạo. Nhí đạo cho em mọi người ơi, size L chốt 50 55 kg cho em eo 76. 50 55 kg cho em cái này mọi người nhá. Eo 76 chốt, chị nào lấy comment mạng nhí vàng cho em ha. À sao đi. Nhí đạo. Nhí đạo 99. Nhí đạo cho em 99k mọi người, size L 50 55 kg chốt, con này cổ vuông nha mọi người nhá. Đẹp lá, cổ vuông. Rồi lấy nhí đạo comment cho em là nhí đạo mọi người, nhí đạo size L 99k mọi người. Ưng hàng gì nữa báo em lên đi các chị ơi. Ưng hàng gì mọi người báo em đi để em lên cho, em còn mã nhí gì đó. Nhí đạo, nhí đạo nhá, nhí đạo cho em là size L. Nhí đạo size L mọi người ơi, nhí đạo size L nhá. Rồi một con đen 4 tàn, cái mẫu màu đỏ. Con này cổ cao rồi. 4 tà cho em mọi người nhá, mã 4 tà, con này size M. Con này size M thôi các chị ơi, login size L lận. Rồi con này cho em size M chấm tương tác cho em đi mọi người, 4 tà size M 110.000. 110k tay của nó tay trơn nha mọi người nhá, chị nào lấy comment 4 tà cho em size M. Rồi 45 50 kg cho em eo 72 mặc vừa, 4 tà nhá, 110. 4 tà 110 kèm số điện thoại cho em và có đơn nha mọi người nhá. Lấy comment bạn 4 tà. 4 tà cho em mọi người nhá, đỏ theo hãy cho lỡ hả? Rồi 4 tà đi mọi người, lấy 4 tà comment ạ, 4 tà cho em nhá. Size M, 4 tà size M 110. 4 tà size M 110k, kèm số điện thoại cho em nhá các chị ơi. 4 tà nhá, để em coi cái này phải hãy cho lỡ không nhá. Không có chị ơi. Mà em trả lời rồi, em bảo không có, size 80kg em không có. Ôi, các chị thật là. Rồi cái này trên XL thôi mọi người, đảo theo XL màu này màu đỏ cam. Đảo cam nhá, rồi 4 tà Phan Minh Hạnh lên số cho em. Phan Minh Hạnh chất hàng lên số, rồi cái này đảo cam đi mọi người, đảo cam nhá. Rồi XL chốt cho em 55-60kg cho em mã đảo cam 99 luôn. Đảo cam 99 cho em mọi người nhá, lấy comment mã đảo cam mọi người, đảo cam 99k. Rồi xay XL thôi các chị nhá, XL thôi đảo cam. Rồi không có XL 4 tà đâu, cái này em có một con đấy thôi, coi thử bên kia không biết còn không. Rồi ok, em thấy số Phan Minh Huỳnh, mã Phan Minh Hạnh. Và lại số thử. Rồi đảo theo nha mọi người, đảo theo cho em nhé, đảo theo. Bốn tài có lời không em có, nhưng mà mẫu khác chị, mẫu khác thôi. Mẫu khác. Rồi em lên này. Con beo này. Beo này chị nào ạ, size M luôn. Beo này chị nào size M cho em luôn mọi người ơi, beo này size M thôi. Rồi size M cho em eo 72 mã beo cho em các chị ơi, 110 luôn, beo hàng 4 tà ha. Rồi beo cho em mọi người ơi, size M chốt cho em eo 72 size M. Rồi chị nào 50 kg đỏ là eo 72 chốt cho mọi người ơi, mã beo cho em, trời 110 luôn. 110k chị nào lấy beo comment cho em là mã beo nha mọi người nhá, mã beo 110. Beo size M cho em 45 50 kg chốt này, mã beo 110k beo. Beo 110 Phan Minh Hạnh này, dồn đơn này. Phan Minh Hạnh. Rồi vàng này, vàng họa tiết hoa sen. Mẫu này em có size M 1X với 2XL cho em. M 1X với 2XL cho em mọi người nhá. Vàng họa tiết cho em này, trời ơi đẹp chưa. Rồi mã vàng kèm size 95 luôn. Vàng 95 cho em kèm size nha mọi người nhá. Rồi size M 1X với 2XL cho em. M 1X với 2XL cho em mọi người nhá. Mã vàng kèm size 95 thôi. Quá đẹp luôn các chị ơi, mã vàng kèm size. Rồi vàng cho em size M này, size 1X này với 2XL cho em. Rồi vàng 2XL Bùi Thị Kim Tuyến tồn này, rồi còn M và XL thôi. Còn M và XL thôi mọi người nhá. Rồi 95 thôi các chị ơi, 95.000 nhá, nhanh tay. Chốt nhanh cho em mọi người nhá, mã vàng kèm size M và XL. M là chị nào 45 50 kg đấy, eo 72. Còn size XL là chị nào 55 60 kg cho em eo 80 nha mọi người nhá, mã vàng kèm size. Vàng kèm size kèm số cho em và có đơn. Chưa. Cổ đây cổ tròn. Vải cho lời công tâm này. Vải cho lời công tâm. Vàng cầm size M mọi người, eo 72.
đang mơ thú thả rồi. Rồi em hết vàng luôn. Em hết vàng luôn nha. Rồi một con họa tiết trên này, cái này size S rồi các chị ơi, họa tiết trên S mặc vừa. Họa tiết trên con này là size S mang vừa mọi người, S mặc vừa 40-48 kg. 40-48 kg mặc vừa, mã họa tiết trên mọi người ơi, 95 luôn, họa tiết 95 size S ha. Rồi 55 kg mình mặc XL đi chị ơi nhá, tùy vào chiều cao, nếu mà cao thì mình mặc size L được. À nếu mà chị thấp thấp á, chị phải mặc XL cho em nha chị nhá. Rồi vàng L em hết rồi, em hết đã vàng rồi mọi người, con này họa tiết đi size S, họa tiết sẽ cho em 95. Họa tiết sẽ 95 mọi người ơi, lấy comment mã họa tiết cho em nhá. Size S mặc vừa 95.000. 95k các chị ơi, mã họa tiết cho em size S, size S mọi người 95. Họa tiết S 95. Rồi một con mã hoa cho em mọi người, mã hoa con này size M sẵn luôn 95 luôn, mã hoa size M 95. Hoa cho em mọi người ơi, size M chốt cho em con này chị nào 45 50 kg eo 72. 45 50 kg cho em eo 72 mặc vừa nhá, mã hoa các chị yêu ơi, mã hoa cho em 95 luôn. Hoa trên size M 95 các chị nhá, lấy comment mã hoa size M 95.000. Hoa size M 95 kèm số điện thoại cho em size M nhá, 45 50 kg này, eo 72 mã hoa. Hoa size M 95 các chị ơi, lấy comment mã hoa cho em size M chốt rồi 95 luôn. Hoa M 95. Hoa M 95 nhá. Hoa M 95 lên cái mẫu nào đây? Đây cái này mẫu này có. Ủa. Rồi size S, size M. Một x 2x trả lời, con này đủ size luôn mọi người. S, M, 1x 2x bãi trả lời cho em. Mẫu này không có size L. S, M, 1x 2x bãi trả lời 4 bãi thôi, tới bãi thôi. Tính là 4x luôn á. Rồi kèm size cho em đi mọi người. Con này mã 4 tà ha. Mã 4 tà kèm size đẹp lắm luôn các chị ơi, 110 thôi. 110k nha mọi người nhá, 110.000 một áo. Pha sẽ mở chị Trần Hiệp. Pha mở 95 Trần Hiệp. Không lật rồi. Rồi mã 4 tà cho em kèm size đi mọi người, 4 tà kèm size. Rồi bây giờ mới có đơn Trần Hiệp, bây giờ mới có đơn. Rồi 4 tà mọi người nhá, họa tiết cho em này, hoa nâu như này nha mọi người nhá, rất là đẹp luôn. 4 tà cho em nhá, size S, size M. Size S, M, 1X, 2X với bãi cho L luôn cho em nha mọi người nhá, đủ size. Mẫu này em bị khuyết mất size L thôi, bãi cho L những ngoan vũ này. Bãi vũ thì giờ không biết toàn không, để em coi thử toàn không nhá, toàn chốt bãi cho L không có chị. Cái mẫu này nè. Rồi nha mọi người, mã 4 tà đi. Để em coi còn bãi không thì em chốt nha mọi người. 4 tà. 4 tà kẹp sai. Rồi chị nào lấy 4 tà comment cho em là 4 tà mọi người. Rồi. Nãy giờ không được xem. Rồi 4 tà trên đi mọi người, 4 tà kèm size nha các chị yêu ơi, 4 tà kèm size. Ủa không có chị nào chốt hết à mọi người, toàn bãi trả lời không hả? 4 tà. Cãi bãi được mấy con? Được một con cho chị Ngoan Vũ thôi, em hết rồi. Khó chịu quá mọi người. Mời em một xíu chị Thái Hạ Vũ ơi, và em một xíu nha em lên. Rồi hoa tìm cho em mọi người XL chốt nha các chị ơi, XL chốt. Rồi 60kg này, 55-60kg cho em 80 không có hả? 55-60kg, 4 tài em toàn 2X thôi chị lên biết là chị Vũ Thị Dung ơi. Toàn 2XL thôi các chị lấy không? Toàn 2XL thôi nha mọi người nhá. Rồi hoa tìm cho em mọi người, hoa tìm cho em sẽ XL nhá, 95. Hoa tìm XL 95, được nha chị Ngoan Vũ ơi, chị Ngoan Vũ được nha. Chị Ngoan Vũ được. Rồi nha mọi người, con này lấy comment cho em là mã hoa tím này. Hoa tím cho em XL nhá, hoa tím XL 95. Hoa tím sẽ XL 95.000 nha mọi người nhá, 95. Rồi, cách tân ạ, cách tân còn hết bái thôi, ok chị ạ. Cho chị xem hoa tím sau lưng phải size S không. Cái này L chị ơi, mẫu này còn size L. Mẫu này size L cho em là hàng theo mọi người tìm theo. Tìm theo cho em size L 99k, tìm theo size L 99 nhá. Tìm theo size L 99. Vũ Thị Dung ơi, chị chốt sau rồi, em còn 2XL thôi nha. Em hết rồi, em hết 3X rồi. Rồi 2X với 3XL cho em cách tân hồng đi mọi người. Cách tân hồng kèm size 50.000 một áo. Rồi 50k mọi người nhá. Lấy comment cho em cái này là mã cách tân hồng kèm size cho em M. À sorry. À, size mỡ còn 2X thôi, còn 2XL thôi. Bãi chị Lê Tuyết này, 50.000 một áo mọi người chốt nhanh cho em. Mã cách tân ha, cách tân. Cách tân
cân cho em mọi người nha. Em còn hãy cho là size 60-65kg cho mọi người nhá. Size 60-65kg cho em. Trời ơi, kiểu như là không được tỉnh táo các chị. Em thật sự rất là khó chịu luôn. Rồi mã này cách tân còn 2X thôi. Không có size L đâu chị. Mẫu thật sự luôn là mấy cái hàng cách tân như này em còn size to. Em toàn là size to là nhiều các chị ơi. Rồi một con này, mã hoa. Hoa cho em các chị ơi. Hoa này chị nào size L. Size M thôi. Mã hoa này cho em mọi người size M nhá các chị nhá, size M L72. Rồi size M chị nào 50kg đổ lại L72 mặc vừa mã hoa cho em. Rồi 50kg đổ lại L72 chốt cho em cái này là mã hoa nha mọi người nhá, mã hoa cho em 79. Hoa size M 79k các chị yêu ơi, lấy comment mã hoa cho em size M chốt rồi 79.000 thôi. 79k cho em là mã hoa, hoa size M 79. Hoa size M 79k nha mọi người, lấy comment mã hoa. Đây chị nào hỏi màu đỏ đây, em lên cho chị đỏ này nha mọi người nhá. Em ơi, gửi tin nhắn bên Zalo xem chưa, chưa chị bên em chưa có thời gian check Zalo đâu, có chữ đang chốt đơn. Hồng Hạnh Nguyễn. Hoa M chị gái họ Vũ sửa size này. Ờ, bên này sao Zalo bên này nhất. Máy nói chung là máy bây giờ em đang chốt like chị nha. Có gì là bên em bữa sau bên em. Chắc. Rồi, size S, M, L, 1XL cho em bỏ. Hoa size M gái họ Vũ rồi em hết rồi. À, đúng là gái họ Vũ. Rồi con này cho em đỏ mọi người, chất này cho em là chất vân cầm đấy, đủ size S, M, L, 1XL. Mã đỏ cho em kèm size. Đỏ cho em không có bãi rồi. Không có bãi rồi cô Vũ Thị Dung ơi. Rồi đỏ kèm size S, M, L, 1XL. SML 1XL thôi các chị ơi, 110. 110.000 một áo thôi các chị. Chất này cho em là chất lụa vân gấm á. Lụa vân gấm cho em nha mọi người nhá. Rồi, mã đỏ kèm size. Đỏ hãy trên trên cho cô Lê Tuyết này, đỏ hãy cô Lê Tuyết này. Đỏ nha mọi người kèm size SML 1XL cho em đủ size. Rồi, đủ size nha mọi người nhá. Rất là mệt mỏi. Mã đảo kèm size nha mọi người, SML 1XL. Rồi 65kg nếu mà chị cao á mình mặc 2XL được nha. Vũ Thị Dung ơi, chị Vũ Thị Dung ơi. Cao thì mặc 2XL được nha. Rồi mã đảo cho em kèm size đi mọi người, 110.000 thôi, 110k. Lụa này cho em là lụa vân gấm á các chị, lụa này lụa vân gấm á. Chốt nhanh cho em nha, mã đảo. Mã đảo kèm size, đảo kèm size nhanh đi không nó đập cửa. Đỏ cho em kèm size. Đỏ kèm size cao biết 56 rồi. Rồi, Dung. Rồi cho mọi người nha. Rồi em thấy chị Nguyễn luôn chấm tương tác không biết lên cái gì luôn. Rồi con này em có xanh cổ vịt nè mọi người, xanh L, xanh cổ vịt cho em, con này xanh L. Xanh cổ vịt cho em nha mọi người nhá. Hàng này lụa vân gấm luôn. Size L chốt. Size L chốt cho em mọi người L76 nhá. Size L. À bữa trước là đơn của Lavender là cái áo này bị lỗi đó. Lỗi. Rồi nha mọi người. Thực sự luôn là mấy cái hàng đấy nó bị lỗi nhiều quá. Rồi cái này cho em ép mặc vừa mọi người ơi, tay bồng đi, tay bồng sẽ ép cho em 9989 đi, xả 89 đi. Tay bồng sẽ ép 89 luôn đi mọi người ơi, lấy comment mã tay bồng cho em ép mặc vừa 89k thôi. Tay bồng cho em ép mặc vừa các chị yêu ơi, 89.000 một áo thôi, 89k, lấy comment mã tay bồng. Tay bồng sẽ ép 89.000 nha mọi người nhá, tay bồng ép 89 kèm số cho em. Tay bồng sẽ S89k nha mọi người nhá. Lấy chốt cho em là mã tay bồng. Tay bồng S89 các chị ơi, lấy comment tay bồng. Tay bồng chị Nguyễn Sậy. Tay bồng Nguyễn Sậy 89. Nguyễn Sậy cọc nha chị là khách mới chị cọc cho em nhá. Nói chung đơn mà khách mới đơn từ 400.000 đổ lên là các chị phải cọc rồi nhá. 450 đổ lên là các chị phải cọc cho em nha. 400-500.000 là phải cọc trước bên em mới đi hàng nha. Rồi vàng con này họa tiếp tết cho em mọi người. Sao hãy trả lời cho em. Khó chịu con đi mà chết mắt. Rồi cái này cho em hãy cho lời cho em mã vàng mọi người. Vàng hãy cho lời 60-65kg cho em. 60-65kg chốt cho em cái này là mã vàng mọi người nhá. Mã vàng cho em hãy cho lời vàng.
vàng 95 nha mọi người, hãy trả lời chốt mã vàng 95. Vàng 95 ông sân em đã không like thôi là không like con áo luôn rồi. Mã vàng cho em hãy trả lời 95 ông sân em đã không like theo con áo luôn rồi. Vàng 95 nha mọi người nhá, mã vàng cho em 95 chưa có ạ. Họ chưa có quần váy nha mọi người, tên em chưa có quần váy đó. Rồi vàng 95 hãy trả lời chốt mã vàng cho em 95.000 vàng 95 nha mọi người. Mã vàng hãy trả lời 95 nha các chị yêu ơi. Mã vàng hả? Sai hãy trả lời cho em 95 rồi cho mọi người nhá. Rồi con này màu xám theo, các chó xả luôn 99k xám theo. Xám theo cho em mọi người nhá. Con này là hãy trả lời 60-65kg các chị mặc đi chuồn. Rồi mặc đi chùa được luôn cho em nha mọi người nha. Con này sắm theo đi. Mã sắm theo mọi người nha. Sắm theo cho em dành chị nào sai ở hãy cho lò 60-65kg chốt cho em sắm theo nha mọi người. 99k sắm theo 99. Sắm theo cho em mọi người 99. Sắm theo 99 kèm số điện thoại nha. Mã sắm theo cho em 99k thôi. Sắm theo cho mọi người chấm lên tương tác đi các trẻ yêu ơi. Chấm lên tương tác cho em nha. Chấm tương tác theo đi. Chấm lên tương tác cho em nha mọi người nha. Rồi sắm theo. Rồi một căn lá. Họ tiếp lá. Size 2XL 99k. Lên cho em mã lá. Lên cho em mã lá size 2XL 99k. 95 hả? Rồi em xả 95 rồi mấy chị. 95.000 2X. Lên cho em mã lá. Lá 95.000. Lên cho em mã lá size 2X. Lá size 2X. Rồi. Lá size 2X. Tím. Tím size XL. Tím size XL 95.000. Lên cho em mã tím. Tím size XL lên cho em mã tím. Xuống ngay cho chị số tài khoản chị chuyển khoản luôn nha. Dạ chị Nguyễn Sấy. Tím lên cho em mã tím size XL. Size XL lên cho em mã tím. Tím lên cho em mã tím size XL 95.000. Tím size XL 95.000 lên cho em mã tím. Mã tím size XL 95k lên cho em mã tím. Mã tím. Đây một con xanh theo. Tìm có size S không em? Dạ có thì xíu em lên nha chị ơi. Đây một con xanh theo. Xanh theo size M. Size M eo 72 mặc vừa. Mã 2X. Mã 2X. Mã lá 2X của chị Nguyệt Thái Hồng. Đây một con xanh theo ạ. Xanh theo size M eo 72 mặc vừa. Lên cho em mã xanh theo. Xanh theo xả với chị 99k lên cho em mã xanh theo. Xanh theo 99k lên cho em mã xanh theo. Size M eo 72 mặc vừa lên cho em mã xanh theo. Xanh theo size M mặc vừa lên cho em mã xanh theo. Xanh theo. Rồi. Một con đông hương trắng, xanh theo M cho chị Thu Huyền. Một con đông hương trắng. Size L eo 76 mặc vừa lên cho em mã trắng. Trắng eo 76 mặc vừa lên cho em mã trắng. Dạ em hết xanh M rồi chị Khánh Minh. Đây mã trắng. Trắng. Mày đếm cho mình nha. Lên cho em mã trắng. Mã trắng 110 lên cho em mã trắng. Trắng 110. Size eo 76 mặc vừa lên cho em mã trắng. Vải này là vải đông hưng nha mấy chị. Đây mã trắng. Lên cho em mã trắng 110. Mã trắng 110 size L. Trắng 110 size L. Một con lụa vân cấm size L mặc vừa eo 76 lên cho em mã lụa đi. Lụa lụa size L mặc vừa lên cho em mã lụa xả mấy chị 110 luôn. 110 mã lụa. Lụa 110 eo 76 mặc vừa size L. Size L eo 76 mặc vừa lên cho em mã lụa. Lụa lụa eo 76 mặc vừa lên cho em mã lụa. Lụa. Đây. Cách tân
tân xanh. Cách tân xanh size M. Thì em cho em mặc cách tân. Cách tân là bao nhiêu? Cách tân xanh 79.000 size M, L72 mặc vừa, lên cho em mặc cách tân. Cách tân xanh size M, L72 mặc vừa, lên cho em mặc cách tân 79k. Cách tân 79k, L72 mặc vừa, lên cho em mặc cách tân. Cách tân. Cách tân trái họ Vũ. Rồi cách tân cho trái họ Vũ. Đây. Một con 3D chấm bi. Lên cho em mã chấm bi size M, L72 mặc vừa, lên cho em mã chấm bi 95.000. Chấm bi 95.000, lên cho em mã chấm bi. Chấm bi. Chấm bi size M mặc vừa L72, lên cho em mã chấm bi. Chị nào 45-50kg mặc vừa, lên cho em mã chấm bi. Chấm bi. Lên cho em mã chấm bi. Chấm bi L72 mặc vừa, lên cho em mã chấm bi. Chấm bi. Đây. Chấm bi, em còn mã chấm bi 95.000. Một con họa tiết hoa sen. Hoa sen size M, lên cho em mã hoa sen. Hoa sen size M 95k, lên cho em mã hoa sen. Chị nào 45-50kg mặc vừa, lên cho em mã hoa sen. Hoa sen, lên cho em mã hoa sen 95k. Hoa sen 95k, lên cho em mã hoa sen. Hoa sen. Hoa sen, em còn mã hoa sen. Cách tân đỏ. Cách tân đỏ hàng lướt. Xả cho mấy chị 20.000. 20.000, lên cho em mã cách tân. Cách tân. Hoa sen 95 cho chị lavender. Em còn cách tờ. Còn cái tân nha mọi người nhé, cái tân đấy là hàng nước cho em 20 luôn. Rồi chấm lên tương tác cho em nha, em có cái tân 4 tà này. 4 tà này là cổ đều. 4 tà cổ đều. Con này dành chị làm size S nha mọi người. Size S ha, lấy comment 4 tà cho em đẹp lắm luôn này. Cổ đều cho em mọi người nhá, size S mặc vừa, chấm tương tác lên nhiệt tình lên cho em với các chị yêu ơi. Rồi S mặc vừa 40-48kg mặc ok cho em các chị ha. 40-48kg mang vừa. 40-48kg mặc vừa, con này chị nào lấy comment cho em là mã cổ bèo đi. Một cổ bèo em xả cho các chị 110 luôn. Ôi màu ở ngoài hơi bị đẹp luôn. Các chị em không biết là trên mai các chị coi có màu có rõ không. Đây nha mọi người. Nó có kiểu như kiểu là nó theo nổi nổi. Các chị rất là đẹp luôn nhá. Rồi ạ, hoa sen dài chị không em. Cái đấy nó hơi lửng chút xíu chị. Trên mắt cả chân chút xíu thôi nhá. Nói chung là lửng lửng thấy bay. Lửng thấy bay này nhá. Chị lấy thì ok, chị lavender nhá. Rồi cái này lấy comment cho em là mã cổ bèo mọi người, cổ bèo 110. Cổ bèo sẽ S110 nha mọi người nhá. Rồi cổ bèo sẽ S110k. Cổ bèo S110 nha mọi người, lấy comment mã cổ bèo cho em S mặc vừa 110k. Cổ bèo size S nha mọi người ơi, 110. Vậy thôi nhé em. Ok chị, cái đấy nó bị lửng. Lấy thắm nó lửng. Nó lửng, cái đấy nó dài rồi chắc rồi. Hết từ lúc cái lúc mà lấy hàng rồi. Đấy hàng đấy hàng ấy thôi. Rồi cái này cho em mọi người nhá, cổ cao size M cho em mã đỏ đi. Mã đỏ cho em size M mọi người, đỏ size M cho em 95 luôn, đỏ M 95 size M nhá. Rồi 50kg đỏ lại L72. Rồi 50kg đỏ lại L72 mặc vừa cho em nha mọi người nhá. Lấy comment cho em là mã đỏ, đỏ size M cho em 95.000. Đỏ size M 95. Các chị nhá, lấy comment mã đỏ cho em size M chốt 95k, đỏ M 95 này, Ngọc Liên hả? Ngọc Liên cao cả số á. Đỏ M. Cái đỏ này bữa trước em thấy có nhiều nè. Bữa trước thấy có 2-3 con gì đấy. Rồi Ngọc Liên này. Ok chị chịu lũ sau rồi. Chị chốt từ 2 áo nha. Chốt cho em từ 2 áo nha mọi người nha. Để em coi cái con đấy to. Nó mà biết nó nằm đâu hết rồi. Không biết nó nằm có loại nơi đâu rồi. Các trẻ ơi. Rồi còn cục 3D là chúng ta. Nên bạn đề đi. Đây mọi người nha, một con mã hoa em hết bảo mờ rồi. Hoa này cho em là cổ tròn nha mọi người nha, hoa cổ tròn con này size L.
pha cổ tròn cho em lấy comment mã hoa nha mọi người nhá. Rồi 95 luôn, size L. 50-55kg cho em eo 76. Rồi 50-55kg cho em eo 76 mắc vừa. Trời ơi hai cái máy nhìn nó khác nhau hoàn toàn luôn đó trời. Rồi chị nào lấy comment cho em là mã hoa cho mọi người nhá, size L. Hoa size L cho em 95 nha mọi người nhá, mã hoa size L 95. Cái máy bên này nhìn không muốn nhìn luôn. Mã hoa cho em size L mọi người 95k nha các chị yêu nhá, lấy comment mã hoa. Rồi size L chốt cho em 50-55kg các chị ơi, 50-55kg cho em eo 76, mã hoa cho em 95. Hoa 95 nha mọi người, lấy comment mã hoa cho em 95.000, hoa 95. Mã hoa size M, size L nha mọi người, hoa size L 95 cho em ha. Hoa size L 95.000 kèm số điện thoại nha mọi người nha. Em chào chị Thương Phan. Rồi cái này là hãy cái lò cho em mã xanh đi mọi người, hãy cho lò 60-65kg chốt cho em mã xanh. 60-65kg chốt cho em cái này mọi người nhá, mã xanh cho em 95 luôn, mã xanh 95. Rồi chị nào hãy cho lò 60-65kg chốt nha mọi người nhá, rồi 95 luôn. Rồi đã là mã xanh cho em mọi người nhá, mã xanh size hãy cho lò 95. Xanh sò 95 nha mọi người, xanh 95 cho em hãy cho lò 60-65kg. Rồi xanh 95 nha các trẻ yêu ơi, mã xanh rồi 95 nghìn thôi. Xanh 95 kèm số điện thoại. Xanh 95 kèm số điện thoại. Linh này lục mâm rồi hả? Lục mâm. Xanh 95 rồi một căn đỏ mờ đây. Không chốt thì bảo khi chốt đỏ này cho em thì chị chịu đủ ơi. Căn này đẹp nè. Size mờ luôn cho em 95 ngàn mã đỏ. Đỏ size mờ 95 con này có cổ luôn. Cổ 2 phân nhé. Rồi lấy đỏ này comment cho em là mã đỏ mọi người nhé. Chốt lên cho em là mã đỏ size mờ rồi 95 luôn. Đỏ mờ 95 luôn mọi người. Lấy comment cho em là mã đỏ size mờ rồi 95. Đỏ size mờ 95. Đỏ mờ 95. Nhưng mà nó đã mở 95. Rồi cái này họa tiết lá cho em mọi người size L, lá cho em size L. Lá size L cho em 50-55kg chốt các chị yêu ơi, 95.000 luôn mã lá cho em size L 95. Lá size L 95k nha mọi người, chấm tương tác đi các chị yêu ơi, chấm tương tác đi các con, không có tương tác thì em xuống like để xíu nữa em lên lại nhá. Nha mọi người nha. Con xuống like em lên lát em lên lại. Rồi ạ, mã lá cho em đi các chị ơi, lá cho em size L 95, lá size L 95. Lá size L 95.000 nha mọi người nhá. Chắc hết tương tác của em xuống like ha. Để em tắt like một xíu nữa em lên lại nha mọi người nhá. Xíu nữa em lên lại nha mọi người. Ôi, đợi em nha.